Xin chào các bạn khán giả đã đến với Bụi Cỏ Chặt Ba, nơi chúng tôi cắm mắt vào tất cả mọi thứ. Và hôm nay sẽ là một tập đặc biệt cùng với một vị khách mời rất đặc biệt, top 1 của VCS ở Topland trong giai đoạn hiện tại, cũng như là top 1 của WeJoy Award 2023, tuyển thủ Kia. Xin chào mọi người, mình là Kia, mình đến từ Gunsport đến vị trí đường trên. 1, 2, 3, 4. Trước hết thì chắc là anh sẽ muốn hỏi một tí xíu về câu chuyện là em đi nhận giải thưởng WeJoy Award á. Tại vì chắc chắn là khi mà mình lên nhận cái cúp của VCS, so với lại cái việc là mình lên nhận chiếc cúp của WeJoy Award trong tư cách là một người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, thì cái cảm xúc em vào thời điểm đó như thế nào? Cảm xúc của em đêm đó thì đi nhận giải WeJoy, em cảm thấy khá là rất là hồi hộp và hơi run. Tại vì lúc đó em có nhận thức và em biết được rằng là khi em lên nhận giải đó thì sẽ rất là khác biệt so với giải eSports em thi đấu. Rồi lên đó thì sẽ có rất là nhiều anh chị KOL nổi tiếng và các cô chú rất là có nhiều người trong vị trí cao trong xã hội. Thì em cảm thấy đó mình hơi nhỏ bé so với mọi người, thì nó cảm thấy hơi gung. Rồi rất là hồi hộp ở lúc đó khi mà em lên phát biểu và nhận giải, rất là gung. Thì cái câu chuyện của em anh đã nghe rất là nhiều rồi, nhưng mà có một cái mà anh đang đặt một dấu chấm hỏi rất là to, đó chính là cái thời điểm mà em khởi đầu về cái bộ môn Liên Minh Huyền Thoại này á, thì cái điều kiện để mình tham gia nó có khó không, và đặc biệt hơn hết là gia đình của em có chấp nhận cho cái câu chuyện là em thi đấu eSports không? Thời điểm mà em bắt đầu đánh giải á, là gọi là thi đấu, có là thì lúc đó là em năm 15 tuổi, thì đó đánh giải, mà cái giải đó mấy cái giải là giải net hồi xưa thôi, mấy giải mà gọi là giải Timo đó, mấy giải mà kiểu có giải thưởng là giải nhất ở 3 triệu thôi. Mà đó kiểu đi di chuyển đi quay lại mà lên chỗ nhất nhất thì có tùy chỗ, có chỗ nhưng có chỗ xa, có chỗ gần, mà đi được chỗ xa thì nó sẽ tốn xăng và nó tốn nhiều chi phí khác. Thì đó nếu mà đi mà đánh giải mà không được giải nhất á, thì đó kiểu nó rất là kiểu khốn khổ, kiểu đó là không có chia được, không có tiền để mà về lại, không có bù lại những chi phí khác, chưa có chi phí mình bỏ ra, nên nó có là thời điểm đó là khó khăn. Rồi gia đình em hiểu đó thì kiểu biết em rồi ra ngoài tự lập và đi đến giải nọ, gia đình em cũng không cấm cản gì nhiều, tại đó gia đình em cũng khó khăn. Còn cái thời điểm mà eHoop á, tại anh nhớ lần đầu mà em tham gia vào các giải đấu là với cái tên là eHoop, thì thời điểm đó là eHoop đã hình thành như thế nào và năm bọn em được gom lại bằng lý do gì và bằng một cái nguyên nhân tại sao? Em nhớ là trước lúc mẹ húp bọn em vào húp á, là trước đó là năm bọn em là anh bảo béo, anh sợi đơ với tôi ghi và anh CL và em là năm người đó. Em bọn em có đánh một giải CBCO, một cái giải gọi là được CBCO tài trợ, thì đó em bọn em được giải nhất. Thì lúc đó có một anh gọi là anh chủ, anh để ý bọn em, anh là anh Tuấn, thì đó anh quyết định mời bọn em vào team của anh và anh lập team, và đó vào xong đó bọn em quyết định đồng ý và ảnh cho em một cái cơ nơi gọi là cái cơ sở vật chất gaming house, có ăn ngủ rồi có được chơi rồi chơi game không có trả tiền, rồi được lo ăn uống luôn, rồi có đó cũng có lương cơ bản luôn. Và eHoop vào thời điểm đó anh nhớ cũng là một thế lực luôn, nhưng sau một khoảng thời gian thì lại có nhiều vấn đề và hình như là eHoop cũng bị tan rã ngay từ rất là sớm. Thì sau đó thì em bắt đầu qua tới hình như Ultimate thì phải đúng không? Đúng rồi, Ultimate và hình như cũng được một năm. Không, thật ra thì trước khi Ultimate, thực ra mà có thể sẽ có một số người không biết chuyện này đâu. Trước khi mà em vào Ultimate thì em có vô một team rồi. Đó team là team Pháp TV. Cái team mà của anh Quỳnh Phương á. Trước khi eHoop tan rã thì bọn em có em bản thân em có đi theo anh Sider nè, lúc mà người cũ eHoop thôi, là tất cả đều là người cũ. Mà em có theo Sider, em theo Bảo Béo với Togi nữa, thì đi theo anh Quỳnh Phương hết. Thì đó anh Quỳnh Phương có lập team Pháp TV. Rồi đó cũng gần thi đấu rồi, nhưng mà nó lại ghẻ theo một hướng khác, là em quyết định là em không có theo anh Quỳnh Phương nữa, và em quyết định là em theo anh Bảo Béo là đi qua Ultimate luôn. Cái cơ duyên của em tới với game như thế nào và ai là người đã giới thiệu em qua tới em? Lúc mà thời điểm em ở Ultimate là lúc em cũng tập luyện ở đó và em cũng được cấp nick hàng. Thì đó em đã quyết định, lúc đó em sinh hoạt ở game house ở Ultimate và em leo rank từ từ lên, gọi là em tập luyện hàng ngày leo rank, thì em đạt được cái đấu hàng. Thì đó em có được anh Tini Kun, anh Nị, anh biết em, anh nhớ, anh biết đến em xong anh mời em qua, anh quyết định là sẽ mời em qua team game. Thì ban đầu á là anh Nị chỉ muốn là mời em một mình em qua game thôi, nhưng mà kiểu sau cái em bản thân em cũng như cái team có một đề nghị là nếu mà muốn em qua game thì phải mời cả Ultimate qua luôn.
Thì đó nguyên cả team Ultimate qua GAM, thì đó em bắt em cũng vô GAM luôn. So sánh với Liga Esports, nó có nhiều sự khác biệt, nó có nhiều sự thay đổi không? So với gọi là giải hút cũng như giải gọi là team GAM với team hút thì hồi xưa em thi đấu gọi là mấy giải hút thì mấy giải đó giải nhỏ thôi, thì mấy giải đó kiểu sẽ có những cái sân khấu gọi là nó không có khán giả, mà nó không có, và cũng có những cái sân khấu kiểu nó cũng vừa vừa, cũng khán giả luôn. Thì nói chung là nó đa số là ít. Cái môi trường GAM thì kiểu em thấy nó sẽ áp lực nhiều hơn, kiểu mình khi mình lên chuyên nghiệp rồi mình thi đấu thì sẽ có nhiều cái mình mà trước giờ kiểu mình chưa bao giờ nghĩ tới. Chẳng hạn như mình phải giao tiếp, mình phải chơi game, mình phải tư duy, rồi mình phải có kiến thức. Mà anh nghĩ một phần nó cũng đến từ việc là cái tính cách của em. Tức là ví dụ như tính cách của em tốt, em hội đủ những yếu tố để có thể trở thành một tuyển thủ siêu sao tương lai, đã mang lại cho rất là nhiều bạn trẻ những cái cảm hứng. Thì anh nghĩ có một cái mà anh nhớ mãi, tại vì đợt đó anh cũng ra Hà Nội anh cát SEA Games. Cái đợt đó là em hình như được phong danh hiệu kiện tướng luôn nhờ, kiện tướng sport luôn nhờ. Thì lúc đó mình cảm xúc của gia đình như thế nào? Tại vì anh nhớ nha, là ví dụ như ba mẹ của mình mà biết được mình là một kiện tướng hay là một mình là một vận động viên thể thao mà đại diện quốc gia thi đấu là tự hào lắm. Thì thời điểm đó gia đình của em có một cảm xúc như thế nào? Đêm hôm đó thì cả năm gọi là nguyên đội tuyển của em lên cái bục đó, lên nhận cái chuẩn bị đeo cái huy chương, có bác cho đeo huy chương vô. Thì đó sau khi đeo huy chương xong thì có phỏng vấn phát biểu vài cái là cảm nghĩ của mình rồi gia đình mình như nào. Thực sự thì lúc đó gia đình em thì không đi theo được. Tại lúc đó là đi ra Hà Nội mà gia đình em ở Sài Gòn. Thì đó thì em cũng không nói là em không nói gia đình là em cũng sẽ đi thi đấu cho đội tuyển quốc gia với tư cách là vận động viên. Em không nói gia đình. Thì sau khi lên nhận huy chương vàng rồi, cái cũng phát biểu và nói. Thì lúc đó em nhớ là cũng có phát trực tiếp đài truyền hình thì phải, và cũng phải trực tiếp trên mạng đi. Thì đó em cũng nói, em cũng nhắn nhủ đó ba mẹ mình là con cảm ơn ba mẹ rồi, tại vì đã sinh ra con và có con ngày hôm nay, và con cũng đã gọi là tự hào khi mà con đóng góp được cho đất nước gọi là với tư cách là mình là vận động viên Việt Nam. Thì đó nói xong thì sau khi em về Sài Gòn lại thì gia đình mình cảm là đó, gia đình cũng có xem và gia đình cũng có khóc. Thực sự là xúc động khi mà biết con trai mình đã đóng góp được cho nước, gọi là đem về huy chương vàng cho Việt Nam kiểu vậy. Nó cũng là một cái chia sẻ rất là tốt, và thật sự là anh cảm ơn em rất là nhiều ở cái buổi chia sẻ ngày hôm nay trong cái chuyên mục eSports đã thay đổi con người tôi như thế nào. Ký Gia có muốn gửi lời cảm ơn không chỉ là các nhà tài trợ mà là các bạn fan, các bạn theo dõi eSports trong một khoảng thời gian rất là dài. Thì lời cuối cùng thì chắc là mình cũng muốn xin cảm ơn đến tất cả các bạn fan hâm mộ của GAM, và tất cả bạn gọi là cũng anti GAM đi cũng ủng hộ và theo dõi bọn mình. Thì hy vọng là các bạn fan GAM sẽ tiếp tục đồng hành và theo dõi và cũng như cổ vũ cho mình, để mình có thể có những cái động lực thác và động lực để mà mình có thể cố gắng, và nói chung là mình xin cảm ơn các bạn thôi. Và hữu chung cũng xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi các bạn khán giả ở tập này của Bùa Cỏ Chặt 3, và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập sau của Bùa Cỏ Chặt 3. 1, 2, 3, 4. Xin chào tất cả các bạn khán giả thân thương đã trở lại với giải đấu VCS 2024 mùa xuân. Và vòng playoff của chúng ta sẽ tiếp tục với cuộc đối đầu ngày hôm qua mà còn dở dang. Đó sẽ là cuộc so găng giữa Team Well cùng với Team Secret. Ngày hôm qua thì bên phía của cả Team Well lẫn Team Secret đều có những cái màn ăn miếng trả miếng ở trong cái ván đấu đầu tiên. Nhưng mà vì một vài cái lý do kỹ thuật thì trận đấu sẽ được diễn ra lại trong ngày hôm nay. Và tôi hy vọng là Team Well và Team Secret sẽ vẫn tiếp tục giữ vững được những gì mà họ đã thể hiện trong ngày hôm qua. Xin chào các bạn. Và ngày mai thì chúng ta sẽ có hai cặp trận BO5 luôn diễn ra ở cả hai nhánh, nhánh thua với cả nhánh thắng. Nhánh thua sẽ đánh trước, đó là cặp trận mà GAM đang chờ đợi đội tuyển thua cuộc trong cặp đấu giữa Team Secret với cả Team Well. Trong khi đó, nhánh thắng sẽ diễn ra sau vào lúc 17 giờ thì Viking Esports sẽ cũng chờ đợi
đội tuyển giành thắng lợi trong cặp trận giữa team Secret và team Wales như này. Như vậy sẽ là một ngày rất là dài sẽ diễn ra vào ngày mai cho cả chúng tôi cũng như là các bạn khán giả nữa. Nên là các bạn nào mà đang có một công việc nào đấy vào buổi chiều ngày mai thì chúng ta có thể sắp xếp để có thể theo dõi cả hai cặp đấu này liền nhau. Có thể sẽ là luyện tập thể lực vì đây sẽ là một bữa tiệc thịnh soạn. Nó sẽ rất tuyệt vời dành cho những bạn nếu như ngày mai các bạn không trống gì cả. Các bạn có thể theo dõi liên tiếp hai cặp BO5. Và thậm chí nếu như các bạn không theo dõi được thì có thể đeo tai nghe để có thể cập nhật những diễn biến. Và ngày hôm qua thì cũng đã có một cái diễn biến đầu tiên, một diễn biến mà ngày sọp trở lại VSET đã có một chiến thắng 2-0 trước Gamesport. Và ngay bây giờ các bạn hãy cùng điểm lại những điểm nhấn của ngày thi đấu hôm qua. Và thật ra tôi cứ ngỡ đó là highlight của trận sọp, nhưng không. Đây mới là highlight, mới là điểm nhấn của ngày hôm qua. Đây là hình ảnh những người đàn ông mặc áo đen, jean và vodka, không rõ mặt mày, để đứng sau lưng của Killer Queen. Vậy là những cái lời anh ta nói là có thật. Đúng. Có những người áo đen luôn đứng đe dọa anh ta để làm sao đó. Và ngày hôm nay thì tôi thấy là Killer Queen hồi nãy đứng chung trong phòng thay đồ thì anh chàng này tinh thần cũng đang khá là tốt. Tôi nghĩ là ngày hôm nay sẽ không có những người áo đen nữa, thì anh ta có thể thoải mái lựa chọn Sejuani hơn. Anh ta có thể thoải mái suy nghĩ kỹ liệu có nên tháo nút R của mình hay không. Ngày hôm qua thì trong lúc mà Bie nhá Sejuani rồi, đã rất nhiều bạn trên cái chat đã chat là anh chàng này nên bỏ nút R ra. Khi là Queen tốt nhất là không nên đụng đến cái chiêu cuối của Sejuani. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cái đội hình thi đấu cũng như là line up của hai đội Team Secret cộng với cả Team Wales. Ngày hôm qua các bạn cũng đã chứng kiến rồi, cả hai đội tuyển đều có những bổ sung rất là chất lượng, như là Hero đi rừng, Su Hào quay trở lại với Team Secret ở vai trò hỗ trợ, Palet sẽ là dự bị và Yusa là người đi rừng dự bị mới của Team Secret. Đối với Team Secret thì có thể họ sẽ có những cái sự hoán chuyển nhất định ở trong cái đội hình của mình về cái đội hình ra sân. Từ cả Palet, đặc biệt là khu vực đường dưới, khi mà Palet, Su Hào cùng với Taki đang là những cái người chơi được thay phiên với nhau. Còn trong khi đó Team Well thì tôi nghĩ đội hình của họ mặc dù là đông nhân sự hơn, nhưng cái bộ khung của họ với những gì mà họ đã trình diễn trong ngày hôm qua thì Team Well đã gọi là chốt khung của mình rồi. Họ có được Optimus ở khu vực đường giữa, họ có được một Killer Queen ở trong vai trò rừng, và ba thành viên còn lại của Team Well cũng đang làm rất là tốt cái nhiệm vụ của mình trong ngày hôm qua. Nếu như mà nói thì tôi thấy là Team Well họ đang khá là ổn định, và đây là màn ra quân của Team Secret cũng khá là căng, giống như Optimus ngày hôm qua đứng chính giữa, tiếp tục là siêu anh hùng. Và tôi cũng muốn nghe là họ sẽ nói gì trước trận đấu. Thì hôm nay cảm giác của em khá là thoải mái, tại vì lâu rồi cũng không có đánh giải, mà em ở nhà em stream thì cũng bị chửi nhiều, nên là bây giờ có bị chửi thì cũng không có sao cả. Nói chung là hôm nay thì em không muốn lặp lại cái lịch sử rồi, trận Seju của mình, nên là sẽ cố gắng làm hết sức có thể. Trạng thái của mình hôm nay rất là tốt, và mình cảm thấy rất là hào hứng cho trận đấu này, và mình cũng cảm thấy rất là tiền tư nữa, nên là trận đấu này chắc mình sẽ hiểu diệt Team Well với vị trí AD này quá. Tôi thực sự rất là ấn tượng với những lời chia sẻ, nó có một tí gọi là chân thành của Killer Queen. Nhìn chung là... thì sao anh Trí nhớ không? Em stream thì bị người ta bảo là đánh ngô rồi, cho nên là giờ em đi đánh giải lại có bị nói như vậy nữa em cũng không có buồn. Nhưng mà thật sự nhìn màn thị của Killer Queen ngày hôm ta, anh ta thật sự đèn ngợp Hero trong giai đoạn đầu nha. Đúng. Khi bạn là người đi rừng mà bạn kiểm soát được ba con rồng đầu tiên của bản đấu thì nghĩa là bạn đang đánh tốt, bạn đánh không sai, còn về sau trận đấu ấy thì lại không phải do mình. Không phải do anh ta, chắc chắn thôi, đúng không? Đó rồi. Những cái sự kết hợp ở về sau đến từ bên phía của Team Well nó trật nhịp, và Team Secret cũng đã thi đấu rất là tốt ở giai đoạn về sau để có thể khai thác được những cái sai lầm của Team Well. Cho nên nhìn chung á, về cái phần gọi là quay ngược trở lại của cả Killer Queen là Ultimate trong ngày hôm qua, tôi đánh giá rằng là Team Well vẫn đang có được một cái phong độ ổn định. Còn đối với Team Secret thì đúng như cái cách mà Team Secret đã chia sẻ từ trước với Nowin, đó chính là họ cũng không gặp quá nhiều cái sự bỡ ngỡ với việc là thay đổi từ cái đội hình của mình. Và nếu như cho tôi sự lựa chọn để có thể bóc từng tuyển thủ ngẫu nhiên và sắp xếp thành một cái dream team thì đây sẽ là đội hình mà tôi mong muốn. Với khu vực đường trên sẽ là Artemis, đây là một vị trí chúng ta từng đi rồi. Khu vực đi rừng, Hero cũng là một vua trò chơi. Đường giữa, thủ lĩnh của quân đoàn Autobots, Optimus.
Thực ra là cái đội hình này chúng ta nếu mà xếp đúng role thì vẫn có thể xếp được. Hero đứng trên, Killer Queen vào rừng, Taki hỗ trợ, rồi Artemis xạ thủ, Optimus thì vẫn ở giữa thôi. Chứ nên là chúng tôi đảo ra tí cho nó vui thôi. Còn đội hình này thực ra là 5 vị trí đánh đúng vị trí cũng không vấn đề gì cả. Họ đều là những cái tên rất là chất lượng ở trong những cái nền liên minh điện thoại Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Ngày hôm qua thì Optimus cũng đã thể hiện được cái khả năng cung cấp thông tin cũng như là những cái bước di chuyển ban đầu rất phù hợp với Team Wales. Có chăng là họ mắc một số sai lầm ở giai đoạn giữa trận và cái chất lượng đội hình của họ ở thời điểm đó cũng đã không thể nào mà đánh lại được so với đội tuyển với chất lượng đội hình của Team Secret. Có phải lỗi Optimus không ạ? Thua lại có phải lỗi Optimus còn sai không? Dạ không đúng không? Hôm qua tôi thấy là Killer Queen call nhiều lắm nha. Tôi không nghe được call nên là chúng ta không thể kết luận được. Tôi không biết sao nhưng mà khi mà hai mảnh ghép này mới vô thôi nhưng mà hai người này là hai người con chính của Team Wales hôm qua luôn. Là hầu như là toàn thể tập thể Team Wales đánh theo Killer Queen cùng với lại những cái thông tin mà Optimus cung cấp. Còn ở đây, gương mặt của Hero có vẻ là cũng hơi mệt vì ngày hôm qua rất là ngợp khi phải đối đầu với tuyển thủ Killer Queen. Rồi. Còn đây là hình ảnh của bên phía của Team Well, bao gồm cả Killer Queen và Optimus. Optimus đứng dậy rồi. Optimus đã đứng dậy, anh ta đã căng rồi. Đã bắt đầu căng. Căng cơ. Đúng, và đã bắt đầu căng cơ và có những cái động thái xả cơ một tí. Đúng vậy. Giúp cho cái màn trình diễn của anh ta với lại Argress sẽ có được một cái sự gọi là ổn định và thậm chí là chắc chắn. Tôi nghĩ là ở trong cái khoảng thời gian đi đường ban đầu của Optimus so với Argress hoàn toàn là cân bằng. Chỉ có là Argress là người đã thi đấu nhuần nhuyễn hơn trong khoảng thời gian gần đây, cho nên anh ta có được một cái sự vượt trội hơn ở giai đoạn về sau với cái cách mà anh ta biết tìm kiếm cơ hội có được những màn hạ gục. Nghĩa là nếu mà chúng ta để cho Argress những cái chất tướng mà giai đoạn về cuối trận và giữa trận anh ta được chơi game ấy, thì tôi nghĩ là với kỹ năng của Argress thì đó sẽ là lợi thế bên phía Team Secret. Trong khi đó thì Optimus lại rất là tốt ở cái giai đoạn di chuyển ban đầu, những bước di chuyển, những bước cung cấp thông tin để đánh mục tiêu đầu ấy, thì Optimus đang làm rất tốt. Đấy là lý do tại sao mà Team Wales đang có một khởi đầu ván đấu cực kỳ mỹ mãn. Nhưng đấy là chuyện của quá khứ rồi. Còn đây sẽ là ở một dòng thời gian khác khi mà chúng ta đang có được cái chuẩn bị đến cái ván đấu đầu tiên giữa hai đội tuyển Team Wales và Team Secret. Ngày hôm qua chúng ta đã nhìn thấy được họ cân bằng đến mức độ như thế nào. Team Wales chiến thắng ở trong giai đoạn đầu, còn sau đó là Team Secret gượng lại ở giai đoạn cuối và giữa trận. Vừa rồi chúng ta có một động thái là Artemis đang bắt đầu đi hội ý với lại Optimus rồi để có những cái thông tin và những cái liên lạc tốt nhất có thể để tiếp tục một cái trận đấu mà thực sự rất là dài hơi. Và ngày hôm qua chúng ta nhìn thấy những cái diễn biến á, thì Optimus không có ngợp nha. Optimus thực sự đang có được khả năng đánh ở cái mức gọi là cân bằng so với những cái mid lane hiện tại ở khu vực VCS. Và nếu mà nói về cái việc thích nghi á, thì tôi nghĩ rằng là đội hình của Team Secret cũng đang có một cái sự thích nghi rất là tốt từ Suha cho tới Hero. Đồng ý là trong khoảng thời gian ban đầu Hero chưa tạo được tác động quá nhiều, nhưng đến giữa và cuối ván đấu thì những cái tình huống tham gia tấn công của Hero cộng với lại cái khả năng chống chịu của Suha cũng thật sự tạo ra được những cái cơ hội dành cho bên phía của Team Secret. Họ có được một con tam kèn rất là trâu ở trong những pha giao tranh tổng để có thể tạo tiền đề cho Argress được chơi game. Và chưa kể là Taki, với việc là anh ta chọn Senna thì nó giống như là một vị tướng được xem là thuận tay cho bản thân của chính Taki vậy. Thông số cũng khá là hợp lý đối với một con Senna với những chỉ số kiểm soát tầm nhìn của Taki. Thêm cả cái khả năng tham dự hạ gục của Taki là rất ấn tượng. Điều nó nói lên cái chiến thuật của Team Secret lúc đầu xoay quanh đường dưới của họ rất nhiều. Ở thời điểm hiện tại cũng là như vậy mà thôi. Đường giữa và đường dưới sẽ là thế mạnh của Team Secret ở trong những cặp trận như này. Còn đường trên sẽ là một đường mà Hazmat đang dần trở nên khó chịu hơn rất nhiều với những chất tướng đa dạng. Tôi cảm giác được bể tướng Hazmat ở thời điểm hiện tại là không thể đoán trước được. Một con Kama đường trên có rất nhiều tác động khi mà đối phương chỉ là một con Rek'Sai ngày hôm qua mà thôi. Một vị tướng tưởng chừng như đang cực kỳ khó chịu ở meta hiện tại khi mà cả khu vực LEC và cả LCK sử dụng như là Rek'Sai. Nhưng Hazmat vẫn có những cái con bài ra và đó là một cái lời đáp trả tuyệt vời. Còn đây là bể tướng của xạ thủ Team Secret với Nautilus, Rentaclass cùng với Huay với một tỷ lệ thắng vô cùng ấn tượng. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là Taki cũng sở hữu một cái bể tướng rất thuận theo kiểu là xạ thủ. Tại vì anh ta cũng rất là nhiều lần đánh như kiểu là Kalista, Varus, Ad cũng có dành cho bên phía của Team Secret để có thể tạo ra một cặp đôi đường dưới thắng đường triệt để. Và tôi nghĩ rằng cái việc quay ngược trở lại với vai trò xạ thủ này của Taki nó sẽ không gây ảnh hưởng quá nhiều dành cho người chơi này từ bên phía của Team Secret. Còn đây có vẻ là người hơi đau đầu từ bên phía của Team Well, Yuna. Anh ta đang có những cái cân nhắc về mặt chiến thuật
về cái lối chơi của Timwell ở trong cái ngày thi đấu hôm nay. Có vẻ như là những cái trang sách rất là dày chữ ở bên trong đó rồi. Tôi nghĩ là đang ghi xem là Taki định đánh cái gì. Bởi vì dù sao thì bộ tướng của Taki sẽ thuần túy nghiêng về hỗ trợ. Chúng ta không thể nào biết được đâu mới là tướng tủ ở trong khu vực xạ thủ của anh ta. Trong khi đó, Hiro cũng là như vậy. Đó cũng là một cái dấu hỏi rất lớn, một sự bí mật đến từ Team Secret khi mà họ có những nhân tố cực kỳ đột biến. Hiro là một người như vậy, anh ta có thể có những cái pha di chuyển nó chưa chuẩn chỉ lắm với một người đi rừng, như là những tình huống mà đẩy lẻ đường trên chẳng hạn, khi mà anh ta đánh một con đi rừng nhưng mà anh ta đã đẩy lẻ đường trên. Tuy nhiên, cái sự đột biến nó vẫn đến từ cái khả năng xử lý kỹ năng cá nhân. Còn với Su Hào thì rõ ràng là sự đột biến sẽ đến từ cái nhãn quan chiến thuật của một người đang đóng vai trò là huấn luyện viên trong đội hình của Team Secret. Và thực sự Su Hào cũng đang là thủ lĩnh, thì tôi nghĩ là những cái pha giao tranh về sau, kêu gọi giao tranh để có thể có những bước đáp trả, phần lớn cũng sẽ nằm rất nhiều ở công của người đội trưởng này. Và mặc dù là ở cái giai đoạn đi đường anh ta có những cái sai lầm và những cái pha thất thế hơn ở khu vực nửa cánh dưới, nhưng chúng ta cũng nói đi nói lại, đó là những cái pha di chuyển trước của Ultimate ở phía bên kia nó sẽ là đem lại những điều lợi hơn dành cho cặp đôi là BA Atomis, chứ không hoàn toàn là lỗi ở khả năng đi đường của Taki cùng với Su Hào. Nhưng mà nó cũng mang tới một điều, đó chính là khi mà bạn di chuyển á, thì bạn sẽ để hở ra một hai quay lính ở khu vực đường giữa, và đường giữa của đối phương sẽ dễ dàng có được một cái sự nhịn hơn về mặt chỉ số lính, có được sự nhịn hơn về cái khả năng tiếp cận công trình của bạn. Cho nên đó là lý do vì sao mà ở trong khoảng hai mươi đầu, bên phía của Team Secret nhận những cái thu thị ở khu vực đường dưới, nhưng Ares luôn luôn là người giữ được một chút lợi thế cho bản thân mình, để khi mà Team Secret có cơ hội á, anh ta ngay lập tức tận dụng cái lợi thế đó để có thể bật ngược trở lại dành cho đội hình. Cho nên việc di chuyển của Ultimate ở trong cái ngày thi đấu này có vẻ cần phải được cân nhắc hơn rất nhiều so với những cái tình huống di chuyển đầu tiên trong ngày hôm qua. Nó còn phụ thuộc rất là nhiều vào chất tướng nữa. Đúng. Khi mà Optimus lại Ngari thì anh ta bắt buộc phải di chuyển rồi, nhưng lựa chọn Silas cho đội hình của Team Secret cũng là phần nào đó để ngăn cản đi cái khả năng di chuyển của Optimus, bởi vì khi mà anh ta có phi hồ thì đối phương cũng sẽ lấy được phi hồ và di chuyển cùng luôn. Còn Silas là một chất tướng mà bạn càng có nhiều đồ ấy, thì cái độ nguy hiểm của bạn càng cao hơn. Với một cái chiêu cuối phi hồ, nếu mà nó tiếp cận được tuyến sau đội hình Team Wales thì nó rất là khó chịu. Nhưng đấy là những câu chuyện khi mà chúng ta nói là hai đội hình đã có rồi, chứ ở thời điểm hiện tại vẫn có thể là cấm chọn theo kiểu khác, thì chúng ta cũng phải xem là Team Wales cũng như Team Secret đã rút ra được gì sau ngày thi đấu hôm qua. Kiểu như là bóng đá, hai đội có một cái ván đầu tiên như này, tại vì toàn bộ là đội hình mới cả, họ sẽ dò chừng nhau và biết được là đối thủ sẽ đánh như thế nào, kiểu như vậy. Một phần nào đó thì cặp bot của TS có khi ngày hôm qua là hơi giấu bài nha. Hoặc mít một cặp đôi Sena Tamken, cặp đôi rất là an toàn. Và vừa rồi có một cái phản ứng từ huấn luyện viên Darwin, tôi không biết là điều gì đã xảy ra nữa. Có vẻ như là Su Hào vừa mới thực hiện một cái kỹ thuật gì đó và Darwin ở sau để có thể theo dõi. Còn đây là những cái thông tin về Su Hào. Khi mà hôm qua chúng ta chưa điểm kịp á, thì Su Hào cũng đã từng vô địch VCS hai lần, khi mà còn ở phòng vũng Follow cùng với Palace và Naun. Và nếu Team Secret giành được vé để có thể đi MSI lần này, thì đây sẽ lần thứ hai Naun và Su Hào cộng với Palace tham dự MSI, lần trước là MSI 2019. Còn cái nickname thân thương Đại Đô Đốc, thực ra là bởi vì anh ta cũng hay nói đầu tiên. Và ở thời điểm hiện tại thì với cương vị là huấn luyện viên ấy, đôi lúc không cần ai nói là Su Hào nói trước đi, mà bản thân anh ta sẽ là người nói trước để có thể chỉ ra những cái sai lầm hay là khen ngợi những người học trò của mình. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng đã thấy được là hai vị huấn luyện viên đang có một màn trình diễn không quá tệ, đặc biệt là một vị huấn luyện viên ở bên phía Viking Esports. Anh nói chuyện tròn vai. Căn bản là huấn luyện viên của Viking Esports khi mà tham gia vai trò hỗ trợ thì anh ta thi đấu là tròn vai, là vai nào cũng tròn. Đúng. Đó là đi đường, cắm mắt, hạ gục xạ thủ đối phương, di chuyển ra kiểm soát rừng đối phương và di chuyển kiểm soát mục tiêu, kêu gọi dịch chuyển, vai nào cũng tròn. Đó người ta gọi là tròn vai. Tròn vai thì là bởi vì anh gánh người đồng đội của mình trên vai thì rõ ràng là tròn vai rồi, còn gì nữa. Mỗi bên hai người vừa. Còn đây là bên phía của Team Well khi mà Optimus. Tôi không biết là cái sự nghiêm túc này từ bên phía của Team Well, đặc biệt là những cái thành viên của họ, sẽ được duy trì trong bao lâu ở cái thời điểm. Không, cười rồi, nãy giờ cười rồi, nãy giờ cười rồi à. Có cười à. Hôm qua là 15 phút đầu tiên thôi. Hôm nay xả vai rồi. Cười. Hôm qua xả vai rồi. Xả vai. Nhìn chung thì tôi rất là cảm giác bên phía của Team Well á, họ không bao giờ bị căng thẳng.
Mặc dù là nhìn cái gương mặt của họ luôn luôn nghiêm túc, nhưng mà chỉ cần có thời điểm họ thấy hợp lý, họ bung ra một cái sự thoải mái của mình, thì luôn luôn tạo ra được những cái phản ứng vô cùng thú vị ở trên sân khấu, những cái nụ cười rất là tươi từ Optimus. Và anh ta đang quay qua nói với, có vẻ là quay qua nói chuyện với Artemis. Em hưng. Ừ, đó. Và Artemis thì nói lại là em không học được gì anh cả. Ôi, nghĩ là bây giờ mà dám nói câu đấy là rút bàn phím ra ngay đấy, ngay lập tức luôn. Chúng ta đang được nhìn thấy những cái thông tin thú vị về Optimus, như là một Shinra là chất tướng mà Optimus dùng nhiều nhất trong suốt sự nghiệp thi đấu. Nhưng mà nhiều người sẽ nhớ đến con Orianna nhiều hơn. Ừ. Bởi vì lý do gì thì tất cả mọi người đều biết. À là gì? Thực ra Optimus đã từng thi đấu dưới vai trò xạ thủ trong màu áo Boba Marine. Đấy là một cái giai đoạn mà Optimus anh ta có một cái kiểu đánh xạ thủ khá là đặc dị. Đấy là té đi farm. Anh ta biết rằng team của mình đang bất lợi ở đâu và anh ta chọn những cái hướng mà sẽ ít nguy hiểm. Anh ta đẩy những đợt lính, anh ta farm bù rất là tốt. Một con tướng mà anh ta thường đánh ở thời điểm đó đấy là Sivir, vì khả năng farm bù nhanh và khả năng gánh đam về cuối trận tương đối là tốt. Và đấy là một cái cách để thể hiện cái nhãn quan đọc bản đồ của Optimus rất là tốt ở cái thời đó. Chưa kể thì ở trong những cái là những cái tình huống Rastok thì cũng đã có người bạn thân của anh ta đề nghị anh ta tham gia một team nào đó ở khu vực đường giữa đánh cho vui. Và kết quả là bây giờ đúng là anh ta cũng đã có mặt thật. Và team đó cũng đang vui thật. Tôi cảm giác là team Well thời điểm hiện tại đang có một cái bầu không khí rất là vui. Mặt của Artemis thì chưa biết, nhưng mà rõ ràng là team Well tôi tin rằng là họ đang rất là vui. Tại nãy anh Mert quay qua mà căng căng vừa rồi là hỏi biết đánh CV không? Đúng, biết đánh CV không? CV hay không? Artemis không trả lời được. Tí nữa về dạy đó, bây giờ là có cái để bắt đầu học rồi. Artemis vẫn đang cực kỳ căng thẳng. Cơ bản là nãy giờ nhìn thấy ai cũng thoải mái nhưng riêng Artemis thì mặt vẫn đang rất là căng. Tại vì Optimus nói với lại Artemis rằng là nếu như mà em không học được gì từ anh á thì có một người đang thách đấu 1000 điểm ở bên răng hàng, đang gọi là học viên của Rain-X, cũng học được nhiều từ anh đấy. Cho nên nếu mà em không học được gì thì em hãy nhìn lại cái người học trò của anh đó. Đấy. Optimus không nói thế mở ngoài. Chúng tôi vẫn đang hơi nhét chữ ở thời điểm hiện tại. Key player của Team Will trong ván thi đấu này chúng tôi nhận định là Artemis, bởi vì dù sao anh ta với cả BA cũng đang là một bộ đôi rất ổn định của đội hình Team Will, và họ cũng cấm chọn xoay xung quanh Artemis khá là nhiều. Ngày hôm qua dồn rất là nhiều điểm hạ gục cho con Tristana này, tạo nên một con Tristana rất là khỏe ở giai đoạn đầu của ván đấu. Nhưng rồi thì đấy, mọi thứ diễn ra nó không hợp lý lắm, bởi vì dù sao cũng phải tướng tủ đâu. Thì đấy, đấy chúng ta nhìn lại đấy, ba tướng tủ anh ta là toàn những vị tướng này đây, có phải Tristana đâu. Cơ bản là ngày hôm qua chắc kiểu cũng là một trận đầu tiên để xả tay trước thôi. Và rõ ràng họ nhận ra cái đội hình đó khi gặp nguyên cái đội hình có khả năng chống chịu và lùi về và có khả năng bảo kê thì chắc là chơi không được. Hôm nay chắc không chơi đội hình đó đâu, tại vì đội hình đó là tôi đánh giá là một đội hình cực kỳ khó chơi, một đội hình cần có cái sự kết hợp kỹ năng phải tròn trĩnh, chọn thời điểm để bung combo Lee Sin Ari rồi phải snowball ván thi đấu để không cho đối phương kéo lay. Còn kéo lay đội hình đó gần như là không chơi được. Và con Tristana đó được chọn thì tôi nghĩ là ở trong khoảng thời gian ban đầu bên phía của Team Well đang muốn cân nhắc chọn nó dành cho Optimus, tại vì giờ gần đây thì Optimus cũng đang sử dụng con Tristana khá là nhiều. Nhưng mà với những cái sự thay đổi để giúp cho đội hình của Team Well hoàn thiện hơn trong khoảng thời gian ban đầu á thì họ thay đổi chút, họ có hiệu quả với điều đó. Nhưng mà chỉ có điều là Team Spirit đã hay hơn trong việc là khai thác ngược trở lại những cái sai lầm mà Team Well mắc phải. Cho nên nhìn chung ngày hôm nay á, cái sự thay đổi về đội hình ra sân của cả hai bên tôi nghĩ rằng nó sẽ là rất nhiều so với ngày hôm qua. Sẽ không còn là một con Rita ở vai trò xạ thủ, sẽ có thể cũng không còn là Redside Kama ở khu vực đường trên, tại vì đó là những cái quân bài được xem là khắc chế nhau, được xem là counter nhau, cho nên khi mà counter sẽ có một cái hướng đi khác trong ngày hôm nay. Redside hôm qua thua một trận rồi, thua một ván rồi, và ván của Sparta thì nhìn cái thế trận của Team Well cũng không sáng, cho nên là tôi nghĩ ngày hôm nay các đội sẽ phải cần thực sự cân nhắc khi mà đưa cái sự lựa chọn con Redside này. Còn đây là những cái thông số đến từ hai team và sự vượt trội tuyệt đối đó từ Team Secret. Và hai đội này đều là hai đội có khả năng snowball ván đấu cực kỳ kinh khủng. Nhưng đặc biệt là Secret, nếu như để họ dẫn, gần như là xong. Một cái tỷ lệ thắng khi mà dẫn trước ở phút thứ 15 rất là tốt từ bên phía của Team Secret. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Team Bell tệ, tại vì cái tỷ lệ thắng của họ dẫn trước, kiểu là thắng khi mà họ dẫn trước ở trước phút 15 á, cũng là 83%, cũng là một con số không hề thấp tí nào cả. Cho nên nhìn chung cả hai đội, bất kỳ bên nào có được lợi thế ở trong khoảng thời gian ban đầu, nó sẽ là một cái là lợi thế rất là lớn dành cho bất kỳ bên nào có được lợi thế.
Nhưng mà ở meta của 14.5 hay một phần nào đó là 14.6 ở các phiên bản sau mà các giải đấu đang cho thấy ấy, thì thực ra cái chiến thuật đánh ở giai đoạn đầu của ván đấu nó khá là nguy hiểm khi mà các đội tuyển đã dần dần đánh sang những cái xạ thủ về cuối trận như là Jinx, như là Zeri hay thậm chí là một con Senna có thể tăng tiến được sức mạnh của mình theo thời gian ở ván đấu. Thì việc mà Team Wales quyết định chơi Onin ở giai đoạn đầu của ván đấu như ngày hôm qua có lẽ nên được chỉnh sửa lại một chút, thay vào đó anh ta có thể đánh những chất xạ thủ thuần túy hơn, ví dụ như là Zeri hay là Jinx. Artemis có khả năng sử dụng những vị tướng này và chưa chắc Taki đã có thể đánh được những chất tướng này một cách thuần thục ở trong một môi trường chuyên nghiệp như thế này. Ở một cái meta mà thủ tốt hơn công như thế này thì bạn chọn một cái đội hình phải làm công tốt như vậy thì chắc chắn bạn có thấy khó. Và tiếp tục chúng ta quay lại với trận đấu này. Thế trận sẽ là bao nhiêu? Thực ra là hôm qua tôi cũng đã đưa ra dự đoán rồi và hôm nay có thể sẽ được hiện lại một lần nữa. Đấy là tôi dự đoán Team Secret sẽ giành chiến thắng 2-0. Vì tôi nghĩ rằng cái đội hình của Team Wales ở thời điểm hiện tại họ cần nhiều thời gian hơn để gắn kết trong những trận đấu giải thực sự, chứ không phải là chỉ thông qua những trận đấu tập. Và vì vậy họ vẫn cần thời gian. Và cặp trận của họ đối đầu với Gai mà tôi thích xem hơn. Tôi thích Optimus đối đầu với Levi hơn. Có được gì đáng lại không ta? Có được gì đáng lại không ta? Vì hôm qua tôi thấy Mod đánh với lại Killqueen đánh thích quá. Cũng nược, cũng nược. Nhìn cũng nược lắm nhưng mà tỷ số ban đầu tôi dự đoán sẽ là 2-1 dành cho TS. Thôi, căn bản thì dự đoán sẽ không có thay đổi được. Chỉ có thể là chúc Team Wales thành công. Và như chúng tôi đã nói, nếu như các bạn đang bận, đang làm việc, đang có một công việc nào đó và có thể bỏ lỡ những cái đợt phát sóng live như này thì có thể theo dõi lại những diễn biến tại kênh YouTube Việt Nam Championship Series VOD and Highlight. Và ngày mai cũng vậy, ngày mai có tới 2 trận BO5. Đó là một khoảng thời gian rất là dài, có thể chắc chắn có nhiều bạn không thể thu xếp được công việc và đây sẽ là nơi để các bạn có thể tìm tới. Và ngày hôm qua chúng ta cũng đã có được một ván đấu xuất hiện Pentakill đầu tiên của giai đoạn playoff này VCS 2024 mùa xuân rồi. Thì đây là lúc để các bạn có thể vào lại giai đoạn playoff. Nhưng tôi tưởng là hôm qua đã có một Pentakill thì ngày hôm nay chúng ta hy vọng có một Pentakill. Tôi đang bảo là các bạn có thể xem lại pha đấy trong khi chờ đợi một cái pha Pentakill nữa. Nhưng tôi định nói là chúng ta sẽ hơi khó để có thể chờ đợi Pentakill trong ngày hôm nay. TS thì có Pentakill. Tại vì ngày hôm nay TS có Pentakill nha, chứ Team Well mà để Mất còn sống thì hơi khó. Vấn đề lúc đấy không phải là Mất cướp Pentakill của ai mà người ta cướp đi cái 4 mạng còn lại của Mất, đúng không? Người ta cướp Wara của Mất. Chính xác. Biết đâu là như vậy. Đó. Nhưng mà nhìn lại nãy giờ chúng ta nhắc về Optimus rất nhiều nhưng chúng ta quên Ares. Ares nhìn thấy anh ta đánh những con tướng kiểm soát hay là Mechblade vẫn ổn đấy, vẫn tròn vai đấy, nhưng mà khi anh ta có được những cái chất tướng scary, múa may quay cuồng như là Akali, như là con Silas, có thể gọi là Zeka, giống như Zeka anh ta đánh cực kỳ tự tin và đang là một người carry được của TS. Đây có thể sẽ là những cái khó khăn nhất định dành cho Optimus tại vì dù sao anh ta cũng là một người chơi thi đấu gọi là lâu năm và kinh nghiệm ở tại đấu trường VCS rồi, cho nên việc mà Ares có một cái bàn tay trẻ, một bàn tay kỹ năng thoăn thoắt như vậy sẽ là khó khăn dành cho đôi tay của một người chơi sinh năm ấy. Tôi tưởng là Mết nhìn múa xong đó, trời ơi này giống tôi mấy năm trước gì đâu. Tôi xử cái một lại mà để xem thử chứ là được hay không thì các bạn hãy đến ngay với trận đấu của chúng tôi.
chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với VCS 2024 mùa xuân. Và chắc chắn cặp trận đấu playoff giữa Team Secret và Team Well đã sẵn sàng để chính thức đến ván thi đấu đầu tiên rồi. Đúng là như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến của cặp thi đấu này. Và hôm qua chúng ta cũng đã dự đoán rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại những cái dự đoán của tôi cùng với cả hai anh bình luận viên. Thì hai anh bình luận viên đứng cạnh tôi dự đoán như thế nào nhỉ? Tôi dự đoán Team Secret, còn anh Khải thì... Tôi dự đoán vào một chiến thắng chung cuộc dành cho Team Whale. Vì tôi tin bộ đôi streamer của Hợp lý. Team Whale. Tôi dự đoán là 2-1 dành cho các thành viên của Team Secret. Và có một điều mà chúng ta rất là muốn đó chính là trận đấu showdown. Tại vì biết đâu đó Solo lại là một cặp đấu Killer Queen hay là Optimus so với đối thủ bên kia chẳng hạn. Chúng ta sẽ có thể thấy được là xem liệu việc đã không thi đấu nhiều năm thì liệu là trình độ của họ có bị giảm sút ở trong khoảng thời gian dài hay không, hay là họ vẫn giữ đó, kinh nghiệm vẫn còn có đó và tư duy vẫn còn có ở đó. Rõ ràng là những cái buổi livestream vẫn đem lại cho một cái gọi là sân chơi để thể luyện tập kỹ năng của mình. Hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc Liên Minh Huyền Thoại với 3 ván thi đấu. Chắc chắn rằng các bạn khán giả cũng sẽ mong chờ vào một kịch bản như vậy. Và hơn nữa thì mong rằng các tuyển thủ cũng sẽ có một thể lực tốt để chúng ta có thể có được một cặp thi đấu dài hơi. Nhưng không biết là anh Trung với anh Khải có nhìn thấy không, khi mà có những gương mặt mới quay trở lại với đấu trường VCS thì có vẻ như content của các đội bây giờ đang khá là đa dạng. Tức là sao là ta gọi là nắng sau cơn mưa bão thì chẳng hạn. Tại vì chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian khá tiêu cực, thì bây giờ đây cái màu năng lượng tích cực ở đây dần dần đến. Và với những nụ cười của chúng ta thì cũng đang chứng tỏ rằng hiện tại mùa giải này vẫn đang có rất nhiều những sự thành công sau rất nhiều những khó khăn phía trước đó. Chúng ta giải quyết được nó và bây giờ chúng ta đang đến với những trận đấu playoff với những lượt view hứa hẹn là nó cao hơn rất nhiều so với lại vòng bảng nữa. Rõ ràng là ngày hôm qua chúng ta được chứng kiến rồi một cái sự trở lại của Soft và đã mang theo rất nhiều những bạn khán giả để có thể ủng hộ cho cả Gamisport cũng như Viking. Có cả Crystal của đúng rồi, một gọi là cô stream người nước ngoài luôn. Đồng hành cùng với Soft, một trong những người gọi là đồng đội cũ của Soft khi anh ta còn thi đấu bên LPL. Thực ra tôi nghĩ rằng bây giờ thì rất nhiều người đã quay trở lại với VCS, đặc biệt là những người đã không theo dõi VCS trong một khoảng thời gian dài rồi, thì có lẽ rằng tất cả các fan của giải đấu Liên Minh Thoại VCS của chúng ta đang rất hứng khởi. Ngoại tôi nghĩ là bây giờ chỉ có một fan là không vui thôi. Tôi biết anh thằng định nói đến cả fan nhưng mà anh đủ nào. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cặp thi đấu này. Ở đây cả hai đội tuyển đều đang rất sẵn sàng cho cặp thi đấu ở vòng này vẫn là vòng playoff, đúng rồi, nhưng chỉ là hình thức bubble mà thôi, vòng ngoài. Và cái quan trọng hết là cơ hội vẫn còn cho một trong hai đội, cho nên sẽ không có nhiều vấn đề lắm. Cái quan trọng hơn hết là tinh thần của họ trong ngày thi đấu này cũng sẽ rất tốt. Họ đã reset, họ đã có được một giấc ngủ ngon và đến với cặp trận đấu này với tinh thần tốt nhất có thể, với một sự tỉnh táo nhất định. Thì chắc chắn trong những lượt cắm và chọn chúng ta cũng sẽ thấy được một vài sự chuẩn xác. Đến với những lượt cắm, đầu tiên là Kanisa, As và Rễu Tông. Team Well họ đã cắm đi Nocturne, họ cắm đi Kama và họ đang suy nghĩ tới vị tướng cuối cùng. Những sự nghiên cứu là rất kỹ càng đến từ cả hai bên khi Team Squid loại bỏ đi những vị tướng thuận tay đến từ Artemis, đó là hai xạ thủ cực kỳ mạnh, Ash cùng với Kalista. Spada với Rayton cũng đã là mưa làm gió trong rất nhiều những ván đấu mà chúng ta đã được theo dõi rồi. Còn bên phía của Team Well họ cũng không muốn cho Taki có được một chất tướng thuận tay, đó là Senna, chuyên loại bỏ đi con bài này và không muốn có đột biến đến từ Kama và Nocturne. Như vậy là quyết định cấm đi Kama, hôm qua thì Kama đã được sử dụng với TS rồi, nhưng quyết định của TS bây giờ là chuyển qua Varus và Team Well bây giờ sẽ có Volibear. Đúng, tôi hy vọng đây sẽ là một con Volibear sắc lực mà chúng ta thường hay thấy trong tay của Killer Queen, nhưng nó sẽ hơi khó đấy. Khó có nghĩa là không thể, tại vì đã có một trường hợp có người sử dụng ở trong vòng bảng rồi, với khả năng cái sắc lực rồi, cho nên đối với tôi không có gì lạ nếu như trong trường hợp này Killer Queen cũng muốn đây sẽ là một con gấu sát thủ. Còn Tristana thì không cần bàn tới, chưa biết được nó rơi vào tay của Artemis hay là Optimus. Dù gì mà nói thì đây vẫn là một vị tướng flash đường khá tốt đến từ phía của Team Well. Đánh trả ngược lại Team Secret, họ đang sở hữu được một layup khoảng thời gian đầu đánh rất ghê. Đây là một ván đánh thắng đường và một vị sẵn sàng đấm vào bất cứ một ai trước mặt của cô nàng này ở ngay từ ba cao độ đầu tiên. Đều đang có những dàn chắn và những nguồn sát thương đến từ cả Team Well và Team Secret. Bên phía của Team Secret thì tôi cảm thấy rằng họ đang có một chút lợi thế với bộ đôi Vi và Orianna. Họ đang có những cái khả năng mở ra tranh cực kỳ đẹp mắt và bồi thêm bởi chiêu cuối của Varus đến từ Taki nữa, thì nó sẽ một lượng lớn không chế cứng mà bên phía Team Well sẽ phải dè chừng trước khi họ muốn bước vào pha tranh nào đó. Và chúng ta hãy chờ đợi lượt lựa chọn cuối cùng này, xem Team Well sẽ sử dụng gì đây. Đây là một con Rek'Sai và cũng có thể là một những cái sự linh hoạt nha. Rek'Sai trong tay Killer Queen cũng được và trong tay Spada cũng được. Như vậy là Rek'Sai là vị tướng mà Team Well họ lựa chọn ở trong tiểu này. Như vậy tỷ lệ cao nó sẽ đẩy được lên đường trên, do qua Spada cũng đã cầm con bài Rek'Sai này cũng tương đối ổn. Và bây giờ TS cùng với Team Well họ đang xử lý những đội hình của mình một cách tương đối cơ bản với những vị tướng truyền thống của mình. Còn bây giờ thì Team Well họ sẽ cấm Rumble trong loạt cấm thứ hai để khiến cho một vị tướng ở đường trên như Rek'Sai có thể hoạt động dễ dàng hơn. Một
Volibe kết hợp cùng với lại một đối sai sẽ rất là tốt, được có thể giúp cho những thủ ngang đến từ Sparta. Sau đó bạn là Killer Queen, nó sẽ mang lại một vài sự hiệu quả rất cao. Còn Team Secret, mặc dù họ chọn Vi, nhưng bởi vì sau đó họ chọn Orianna để có thể tối đa hóa cái lệnh sóng âm, cho nên là họ bắt buộc phải cấm đi Ahri rồi. Tại vì Ahri là một vị tướng bạn có một cái khối lượng khống chế bắt lẻ rất tốt, mà Light Up này bắt lẻ thì không cần có bạn tới rồi. Bạn đã có Volibear, bạn đã có Rek'Sai, khả năng bắt mục tiêu nó quá dễ, cho nên họ đang muốn hạn chế điều đó. Và một Ahri đã nằm trong lượng cấm. Còn Team Wave thì không cần phải bạn tới, tại vì không Kama thì bạn vẫn có Tristefet. Đây là hai vị tướng tay dài, nó rỉa khá là gắt, nó sẽ khiến cho khả năng hồi phục đến từ Sparta sẽ gặp một số vấn đề. Rõ ràng là đã có những dàn chắn vững chãi. Bên phía Team Wave cần bây giờ là đa dạng hơn về lượng sát thương. Họ mới chỉ có một cái Tristana gây sát thương vật lý mà thôi, vẫn còn đó là những nguồn sát thương phép. Và Optimus rất nổi tiếng với những chất tướng theo thiên hướng là pháp sư kiểm soát. Syndra là một trong những con bài anh ta sử rất nhiều trong xuyên suốt quãng thời gian sử dụng cái khu vực đường giữa của mình. Thì không biết ngày hôm nay ta có muốn mang ra không, khi đây cũng là một sự lựa chọn có thể đi đường ổn với cậu DA bên phía bên kia. Nhưng Team Wave muốn ưu tiên cho bên phía đường dưới của họ một bộ đôi có khả năng đánh ổn, thì Rakan cũng sẽ hỗ trợ cho khả năng mở tranh ở bên phía Team Wave. Như vậy khi mà Rakan xuất hiện thì cái Tristana này chưa lộ đường. Đúng bởi rồi. Vì Trist đi chung với cả Rakan sẽ không rất đẹp. Mạnh ở thời điểm cấp độ 6. Và bây giờ TS họ đang muốn nhắm tới những vị tướng có thể đối đầu lại cả Rakan cũng cả Tristana tốt. Rell trong tướng này cũng khá là tốt để có thể đối đầu lại với đối phương. Còn nếu như sử dụng con bài như Alista chẳng hạn, cái nhịp mê hoặc á, thì Alista có thể sẽ bị một cái nhịp khựng lại để anh ta sử dụng bất khuất. Nên là tôi đánh kèo này ở dưới rồi thì sử dụng Alista nó sẽ không hợp lý bằng Rell. Trong khi đó TS bây giờ họ đang muốn nhá vào con Na ở đường trên, đối đầu lại với Rek'Sai bên kia cũng khá là ổn. Đây là một kèo đấu mà tôi nghĩ rằng cũng sẽ có những sự cân bằng nhất định. Nhưng quyết định họ là chuyển qua con Kennen chắc. Được mà. Thực ra Kennen thì cũng sẽ có những ý đồ riêng của combo. Cả hai. Với thứ nhất là không cần phải bàn tới câu chuyện combo combo rồi. Layup này có sức hút kinh hoàng, lệnh sóng âm với lại cái bão sấm sét là quá đẹp rồi. Nhưng cái thứ hai, lý do tại sao mà tôi sẽ họ chọn con Kennen, tại chúng ta nhìn vào sát thương phép đường trên cấu rỉa thì Triple Fay và cả Kama đã không còn, thì bù qua sát lại cho con Kennen nó bù vô nó cũng ok. Nó sẽ giúp cho bên phía của Team Secret liên tục có những pha trao đổi trên khu vực trên, có được rất nhiều những lợi thế, và từ đó giúp cho đội hình này của Team Secret sẽ thắng ở tất cả mọi tuyến và chắc chắn là giành chiến thắng chung cuộc ở trong ván thi đấu. Nhưng Team Well đáp trả ngược lại với con bài Kai'Sa. Tôi đang hơi lưỡng lự tí xíu giữa Zeri và Kai'Sa, nhưng quyết định cuối cùng đến từ Team Well là lấy một Kai'Sa để gia tăng mức độ cơ động bay tới ngay lập tức để có thể gia tăng thêm cái nguồn sát thương với tốc độ vô cùng nhanh. Tôi thấy Kai'Sa rất là ổn, bởi vì cô nàng này có khả năng thay đổi vị trí bắn rất là tốt trong giao tranh, và cái độ linh hoạt của mình với bản năng sát thủ thì sẽ rất khó để bị có thể bắt lại trong một bộ combo combo đến từ bên phía của Team Secret. Đó cũng là sự lựa chọn hay. Và lúc nãy thì tôi cũng mới gọi là nhận ra một cái vấn đề với cái con Kennen này, đó là cái tốc độ hồi chiêu của tốc độ sấm sét và đào hầm lên Rek'Sai nó hình như là xem nhau thì phải. Có nghĩa là bất cứ lúc nào mà Sparta muốn lướt lên và cấu máu vào người của Hazmat thì anh ta hoàn toàn có thể sử dụng cái tốc độ sấm sét để thể lướt ra khỏi tình huống đó. Rất là hay với cái sự lựa chọn này, để xem cái kèo đường trên ngày hôm nay thì Hazmat có làm chủ tình hay không. Thực ra tôi nghĩ vấn đề không nằm ở kèo đường trên, bởi vì rõ ràng là Rek'Sai mặc dù có thể sẽ gặp một chút khó khăn trong giai đoạn đi đường, nhưng anh ta có khả năng hồi phục tốt với ngọn gió thứ hai, với cái nội tại cùng với cả cái Kidoran nữa, nên khả năng đi đường tôi nghĩ vẫn sẽ là ổn dành cho Rek'Sai. Và tôi thấy một điểm đó là bên phía của TS ở trong ván thi đấu này họ không có nhiều tướng có khả năng chống chịu tốt, tức là cái nhịp một của họ cũng sẽ là một cái nhịp rất là quan trọng. Bởi vì và hơn nữa thì họ cần phải có những tình huống bọc sau tốt, mà bọc sau được thì phải lồn cánh, bởi vì bên phía bên kia rất nhiều vị tướng tanh đến từ Team Will, họ sẽ đánh thẳng mặt cực kỳ mạnh mẽ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ván thi đấu đầu tiên, cuộc chạm trán các thành viên của Team Well và đội thuộc họ Team Secret. Cả hai đều đã có được những sự lựa chọn mà họ rất hài lòng trong giai đoạn đường, và chắc chắn cái mà hướng đến là chiến thắng ở trong ván thi đấu này. Một cặp thi đấu đang rất nóng bỏng, và chúng ta cùng xem những điểm gặp bổ trợ có sự đột biến nào hay không. Bởi vì rõ ràng rồi, với những cái chất tướng mà nó hơi 50-50 một chút xíu thì sẽ cần sự hỗ trợ của những điểm ngọc, của những phép bổ trợ để tạo ra được những cái sự đột biến. Nhưng ở khu vực nửa trên thì gần như là đã có những cái tình huống lộ mặt nhau rồi. Để xem là họ sẽ sử dụng ngọc siêu cấp như thế nào. Nó là một cái chinh phục đến từ Hero. Ui, Hazmat anh ta cầm nhịp độ chết người rất là hợp lý ở trong tấm này. Bởi vì rõ ràng nếu như mà đánh combat dài hơi, bên phía bên kia có nhiều tướng có khả năng che chắn tốt thì nó sẽ là một cái lựa chọn nó không hợp lý. Nhưng đi lẻ như thế này đối đầu với cả Rek'Sai và né giao tranh 5v5 cũng sẽ là một lựa chọn khá là thú vị dành cho TS. Và mưa kiếm đi Tataki để anh ta có thể cấu rỉa máu trước và để ép đối phương lao vào. Trong khi đó thì Ares cầm ra tốc pha. Nhiệm vụ của 4 người chơi còn lại của TS đó là cần phải ngăn cản đối phương mở giao tranh. Còn Team Wave thì sao? Team Wave có bước chân tốc, có một cái nhịp độ chết người, và ở đường trên là một bước chân tốc đến từ Sparta. Cái này hợp lý thôi, tại vì Sparta biết mình không chạm được một người con Kennen, cho nên anh ta quyết định cầm theo cái bước chân tốc để ít nhất là bạn có thể trụ đường khá tốt dựa trên khả năng phong lính của bản thân bạn. Nó sẽ khiến cho Hazmat phía kia sẽ cần phải suy nghĩ rất nhiều, tại vì bản ngọc mà Hazmat đang cầm nó là một cái khoảng trên hít khá dài nha, đó là cái nhịp độ chết người.
Đây sẽ là điều mà có lẽ như Spada sẽ cần lưu ý. Anh ta sẽ không muốn những tình huống đánh nhau nó quá dai dẳng để khiến cho bản thân của mình là người lỗ máu. Anh ta sẽ muốn cố gắng farm lính làm sao đó để có thể farm, một là thu vài con, hai là ngang bạc. Nếu như hơn nữa thì nó quá tốt. Đó sẽ là một cái câu chuyện mà Spa phải giải quyết mà thôi. Nhưng anh ta có đủ công cụ làm điều đó. Còn đứng dưới thì sao? Với cái khả năng đẩy đường tốt đến từ Artemis cùng với Bie, thì họ đang là người có cực độ ái trước và khiến cho Taki của Vesuhao mất một chút lợi thế ở đường dưới. Nhưng không sao cả, khi mà cái vòng rừng của Hero vẫn còn một khoảng thời gian nữa anh ta mới xuống đây. Còn trong cái đó Killer Queen là hướng không, anh ta cũng đang hướng xuống nhưng tốc độ hơi chậm một chút xíu. Và sẽ có thể là một tình huống mà hai người chơi có thể là gặp mặt nhau ở con cua ở nửa sông dưới. Để xem là họ sẽ đụng độ con cua sông dưới hay không, hay là một người chơi sẽ chạy lên sông trên này. Nhưng ở đường trên rõ ràng Hasmet đang là người làm tốt hơn trong kèo đấu tay dài so với cả tay ngắn. Còn đường dưới thì sao nào? BE bây giờ đang giúp cho Artemis tạo ra một cái thế lính đẩy khá là đẹp để giúp cho người chơi đi rừng của mình có thể muốn cướp rừng hoặc là kiểm soát con sông của con cua ở sông dưới. Cái tỷ lệ rất cao là Killer Queen sẽ có được con cua nha. Lý do vậy sao? Optimus thì chỉ bán máu và anh ta mém tí nữa bị solo kill. Anh ta đang làm tất cả mọi thứ để có thể thoát đi trước khi mà đứng phải một phát đánh nữa đến Artemis và Ares. Còn phía bên này sao? Killer Queen đã bị dính đấm bùng nổ, đang bị mất đi nửa cái máu. Ta quay trở lại tấn công, ta cạp một cái và BE chạy ra để có thể hỗ trợ dựa trên kỹ năng quyền của mình. Taki đang di chuyển tới, kỹ năng E được bật ngay lập tức. Những mũi tên của Taki nó khiến cho tóc biến đến từ Killer Queen là điều mà ta phải sử dụng. Và bên phía của Team Secret đang có lợi thế để xem muốn làm gì hơn nữa. Họ đang muốn lấy tóc biến qua Artemis. Họ đang muốn lấy tóc biến qua Artemis hoặc là Bie tóc biến lên đấm rất hay lấy được tóc biến qua Artemis. Và Hero vẫn đang tiếp tục tìm thêm mục tiêu. Anh ta chọn vào người Bie đang phải cố gắng bỏ chạy. Taki quy trúng Artemis. Và ngay lập tức Team Secret họ quá lợi thế ở trong khoảng thời gian này. Một tình huống di chuyển hay đến từ bộ đường dưới của Team Secret khi họ chỉ một mình Taki là người ở lại dọn dẹp đội lính đó mà thôi. Suhao chấp nhận thua thiệt một chút xíu về cấp độ, anh ta chủ động di chuyển vào trước để hỗ trợ Hero, đầu tư luôn cả Thiros để khiến cho Killer Queen rơi xuống ngưỡng máu rất thấp. Anh ta không thể tiếp tục giao tranh được và từ đó Hero với lợi thế máu, với lợi thế cấp độ, anh ta tiến xuống lấy được phép bổ trợ của Artemis và giúp cho đường dưới của Team Secret bắt đầu có được cái nhịp farm tốt trở lại. Nhưng không hiểu tại sao Artemis anh ta bị thọt kinh nghiệm nha. Anh ta bị thọt một chút kinh nghiệm so với cả Ares ở trong này. Anh ta mới chỉ vừa đạt cấp độ 4, trong khi đó thì cấp độ 4.5 từ Ares rồi. Tại Artemis bị đẩy về, anh ta không còn máu á, anh ta mới bê về, còn Ares đã lại trụ đường. Như vậy là một cấp. Như vậy là tình huống mà có vẻ như là chơi trên cơ một chút xíu trong giai đoạn đi lên đến từ người chơi đường giữa của TS. Còn ở pha thì đâu vừa rồi đường trên thì sao? Spa đã bị choáng. Và ta có thể sẽ bị dính một cú solo kill, may mắn thay là vẫn còn kỹ năng đào hầm được thể thoát đi. Nhưng chắc chắn Spada đang không hề hài lòng với lượng máu này. Hero đang chờ đợi, ta không có tóc biến nhưng một cái nắm đấm nó ép Spada về được. Nếu như mà Spada vẫn còn đứng ở đây một lần nữa. Và đây chính là khoảng thời gian tuyệt vời đến từ Team Secret. Họ thắng đường dưới, đường giữa và kể cả đường trên. Rất hay, với những cái lượt lựa chọn mà bên phía Team Secret có được và bây giờ Spada sẽ gặp khó khăn. Anh ta còn dịch chuyển và phải đầu tư ngay dịch chuyển để có thể trở lại khu vực đường và tránh mất thêm quá nhiều những chỉ số lính nữa. Còn ở khu vực đường giữa thì sao? Thì đây là một cái kèo mà chúng ta thấy rất nhiều lần rồi, nhưng chỉ cần Ares anh ta cộng được một vài điểm kỹ năng mà thôi là sát thương sẽ có. Ares đang di chuyển tới tiếp cận lấy tóc biển và pha gọi sấm nó vẫn đủ sát thương để khiến cho Ares phải sử dụng đi phép hỗ trợ của mình để bỏ chạy. Và nhiêu đó thôi đã đủ để giúp cho Artemis giải tỏa đi một vài áp lực từ nãy giờ mà ta nhận phải ở khu vực giữa. Còn chốc cái đó thì ở đường dưới Artemis vẫn đang làm khá tốt, bất chấp cho câu chuyện là anh ta đang không có được những phép bộ trợ đẹp để chơi. Như vậy là tình huống trước đó thì Hero đã đổi tốc biến từ của Artemis rồi. Rõ ràng là bên phía của TS họ đã có những tình huống chủ động setup. Nhưng bây giờ sau khi là Queen lấy được con sâu đầu tiên, con sâu có nhiều kinh nghiệm nhất. Và ở đường trên thì Spada sẽ là người đẩy nhanh hơn một chút xíu so với đối phương do cái nhịp này là cái nhịp biến về từ Spada. Và sẽ là những con sâu tiếp theo dành cho Team Will khi Optimus cũng đã đẩy cao ở đường giữa. Và hơn nữa Optimus, Ares cũng không có một cái tốc biến ở trên người. Một lúc đầu thì Killer Queen anh ta đi cướp rừng và khiến cho đồng đội của mình mất đi cái thế ở đường dưới. Nhưng không sao cả, bây giờ Killer Queen đã đòi lại được những gì đã mất. Ares bị lỗ mít khá nhiều. Chúng ta nhìn vào những gì mà Ares đang làm, anh ta hồi nãy dịch chuyển ra xong anh ta mất tóc biến, rồi anh ta mất đống máu như thế này. Điều này sẽ giúp cho Optimus lại có một vài lợi thế rất lớn ngay khu vực giữa nữa. Một đội hình có Tristana chắc chắn sẽ cần những con sâu không để hỗ trợ cho đẩy đường rồi. Và để xem bên phía Team Will có đẩy mạnh được lợi thế này thành 6 sâu hoặc ít nhất là 5 con hay không. Còn với những con rồng thì sẽ là câu chuyện mà Team Secret cần phải hướng tới trong khoảng giây tiếp theo. Nếu như Hero anh ta không muốn để quá nhiều mục tiêu trôi vào tay đối phương, đồng ý rằng V sẽ là chất tướng bạn cần phải ưu tiên việc farm để có cấp độ 6 sớm nhất có thể và sử dụng lần đầu tiên cái tả sức đột mình để tạo bất ngờ. Nhưng rõ ràng những cái mục tiêu trên bản đồ cũng là một phần cực kỳ quan trọng trong ván đấu này. Rồng sao? Rồng bây giờ đang được nhắm tới đến từ Killer Queen. Và Killer Queen đang dụ con rồng này ra. Còn thế lính ở đường dưới thì sao nào? Thế lính đường dưới vẫn đang là thế lính mà cân bằng dành cho cả hai team.
Đường giữa thì rõ ràng việc mà Ares mất đi tốc biến từ trước đó nên là việc mà anh ta di chuyển ra sông là quá mạo hiểm. Đối phương có thể focus thẳng mặt, đặc biệt là một con bài Tristana có nhảy, có tốc biến và có cả chiêu cuối nữa. Do đó Killer Queen sẽ là người chủ động kiểm soát con dòng này và dòng sẽ thuộc về Team Wave. Cái hay chỗ này nè, Killer Queen đang tập bỏ bãi sói với bỏ con cốc để anh ta chạy đan tan con rồng. Điều này giúp cho bên phía Team Wave tạo được một sự bất ngờ mà Team Secret không ngờ tới. Chúng ta xem cái pha di chuyển của Taki. Taki bấm B biến về một lần, rồi sau đó ta cancel, rồi ta bấm B biến về thêm lần nữa. Chứng tỏ là bên phía của Team Secret không hề có bất cứ một thông tin nào là Killer Queen ăn lén con rồng này cả. Và chính pha ăn lén cái này giúp cho bên phía của Team Wave cải thiện rất tốt. Họ có 3 con sâu hư không đầu tiên, họ có con rồng đầu tiên, giúp cho Team Wave có được lợi thế ở trong khoảng thời gian đầu dựa trên những mục tiêu tự nhiên. Tôi đồng ý với kiến của anh Trường. Rõ ràng là cái bước di chuyển của Killer Queen là đột biến và anh ta đã thành công trong việc lấy được con rồng đầu tiên của ván đấu này. Nhưng nó cũng đến từ việc Optimus và bộ đường dưới của Team Wave luôn luôn có được thế đẩy đường rất là đẹp. Nó khiến cho cái khả năng kiểm soát tầm nhìn của Team Secret bị hạn chế khi mà Su Hào không thể nào di chuyển quá xa khỏi Taki được. Bởi vì BE và Atmit cũng có khả năng áp lực đưa kill cực kỳ tốt. Còn đường trên thì nó vẫn là cái câu chuyện cầu máu như vậy mà thôi. Còn Hazmat thì vẫn đang làm rất tốt. Và Hazmat anh ta sẽ là người lên gươm suy vong. Với cái việc mà anh ta cập nhịp độ chết người như thế này thì cái gươm suy vong cùng với có thể sẽ là cái cung sau này. Cung trước đây thì khá là phù hợp với Kennen, nhưng không biết bây giờ cung có được Hazmat play hay không. Còn bây giờ thì Vi trong tay của Hero đang muốn lên đường trên này. Anh ta đang muốn cướp bộ đỏ. Spada phải hết sức cẩn thận bởi vì nếu như thấp máu thì anh ta có thể sẽ bị gánh. Spada còn tốc biến, còn chiêu cuối, nhưng để có thể thoát khỏi một pha vòng quay tấn công đến từ hai cái khối lượng khống chế của Team Secret thì e rằng sẽ khó để anh ta sẽ cần phải kiên nhẫn khá nhiều. Còn trong khi đó Hero đang tận dụng cái khoảng thời gian trống này để có thể cướp được và ta cướp được cái bộ đỏ. Anh ta để làm con mắt đang di chuyển đến khu vực bên trên một tí xíu để tạo ra một vài lượng tầm nhìn nhất định giúp cho Hazmat đẩy được một đợt lính vào bên trong khu vực trụ và chắc chắn những khoảng trống được mở ra vô cùng to. Tôi đang thấy Killer Queen đang đi lén, Hero cancel bóng bê biến về của mình và đã hất tung lời. Killer Queen đang di chuyển tới sử dụng chiêu cuối đang mua vô mọi thứ của Hazmat, nhưng người đang bị giữ chặn lại lâu hơn là Spada. Spada đang hồi phục rất tốt, anh ta đang quét bỏ chạy, chạy hết nội chứ cái đầu cho Hazmat. Anh ta hồi phục lại cộng kè đến cấp độ 8, bị đấm ngang qua phía bên phải. Killer Queen không có ai hỗ trợ thêm cho ta cả. Hazmat đi qua đi lại và Killer Queen hết cách rồi. Anh ta đang làm tất cả mọi thứ để có thể bắt được Hazmat nhưng không thành công. Ares có được bạn cùng tiếp theo 2-0 cho Team Secret. Rất tuyệt vời cho một pha có thể nói là phản ganh đến từ bên phía của Team Secret khi mà Hero đã định biến về. Nhưng anh ta nhận thấy rằng là Hazmat đang ở trong tầm nguy hiểm, anh ta quyết định ở lại và phải khá khen cho anh ta với khả năng sử dụng chiêu cuối của mình rất chuẩn xác. Vào cái nhịp mà Killer Queen chuẩn bị gõ choáng vào người của Hazmat thì nó khiến con gấu bị bật ra và câu được thêm cho thời gian để Hazmat có thể hạ gục được Spada. Và đây chúng ta cũng được xem lại tình huống này. Đây là một tình huống mà 10 điểm chất lượng dành cho Hero. Đầu tiên anh ta sử dụng cái tả thủ đột đẩy văng con gấu ra khiến cho cái nhịp làm choáng vào người của Hazmat bị chậm lại một chút xíu. Sau đó anh ta đấm vào người của Killer Queen để khiến cho Killer Queen không tiếp cận người Hazmat đánh được đòn đánh cuối cùng. Quá kinh khủng đến từ Hero. Và phần thưởng dành cho các thành viên của TS là hai mạng của đối phương. Và các thành viên của Team Wave họ chỉ đòi lại bằng một stack trụ đường giữa của Tristana trong tay của Optimus mà thôi. Và Ares cũng rất là hài lòng với mạng gục rơi vào bản thân của mình. Tại vì trong tình huống của nó chắc chắn cái thứ anh ta bỏ ra rất nhiều. Chúng ta xem Optimus hồi nãy anh ta bước ra, anh ta nhảy lên đóng lính và anh ta có được thêm những lớp khiên trụ nữa để giúp cho nguồn kinh tế của Optimus đang rất là lớn. Nếu như Ares vừa rồi, Ares đang bị giữ chân lại, Killer Queen di chuyển tới, BE cũng đang di chuyển tới một thứ đó dòng người. Ares một pha bị đẩy ra xuống hàng mặc dù anh ta sử dụng siêu tâm kết tóc biến là sử dụng dây xích gồng quy và ngay lập tức mạng gục cho Ares. Optimus đang phải bỏ chạy, Taki đi di chuyển tới tốc độ vô cùng nhanh và Optimus phải thoát đi. Vẫn đang là Team Wave với sự thất bại, còn trong Team Secret đã dẫn trước 3-0. Những pha di chuyển để có thể đọc được tình huống ganh của đối phương rất hay đến từ bên phía của Team Secret. Vừa rồi là tấn công đường trên và tiếp tục là tuyến tấn công đường giữa nữa. Và cũng phải khen dành cho Ares với cái nhịp né chiêu rất hay với sự hỗ trợ của tăng tốc pha. Anh ta né được tất cả những thứ quan trọng nhất và câu giờ để cho Taki tới với tốc hành và chiêu cuối và đòi lại được thêm những mạ gục nữa. Và Team Wave họ bắt đầu đang gặp khó, khoảng cách chênh lệch về tiền đã dần dần được hình thành. Killer Queen đang sử dụng chiêu cuối không giữ chân lại cả, hạt thông nổ đã giúp cho Hero và Su Hào thoát đi, nắm đấm bùng nổ cũng sẽ bỏ chạy được. Tôi đang có một lời khen về Team Secret, họ đánh thủ tốt quá. Từ nãy giờ họ đang là đội khiến cho đối thủ bắt buộc phải đẩy nhanh tốc độ, và từ đó họ biết là đội hình của họ là đội hình combo combo. Họ chỉ việc tạo ra được những pha sát thương khá lớn dựa trên diện rộng, cho nên họ không cần phải vội. Cái vội là bên phía Team Wave họ muốn trang bị của họ nhiều hơn, cho nên việc nhảy lên tấn công như thế này để có những người trang bị cao hơn, từ đó mà có cái vốn mà vào tranh. Nhưng cuối cùng Team Wave này thất bại hoàn toàn. Tôi cũng không nhớ là tình huống này Ares đã hồi tốc biến hay chưa, nhưng mà anh ta lách qua cái xuất hiện tráng đó thực sự là hay. Bởi vì rõ ràng bên phía của Team Wave họ có thể tham minh rằng có thể người chơi đường giữa của TS chưa hồi tốc biến ở pha thi đấu. Ares chưa hồi thật. Do đó thì bên phía của TS họ có một tình huống lách nhẹ và sau đó là Taki tới sử dụng mũi tên xuyên phá để kết liễu từ đối phương. Trước đó là một cái sợi xích tội lỗi quá tuyệt vời dành cho TS rồi ở đường dưới. Tóc biến lên hất tung lên bản này sát thủ được bật, Taki sẽ bị kẹt lại và ta sẽ phải nằm mà thôi, mà hạ gục dành cho Artemis và có thêm sự di chuyển hỗ trợ từ Killer Queen nữa.
Ở bên phía Team Whale họ bỏ ba con Sao không. Ui, xuống hào. Xuống hào không có tốc biến. Anh ta đang bị làm chậm, đã xuống ngựa, di chuyển vô cùng chậm. Khi lực Queen đi di chuyển tới và ngay lập tức sử dụng kích 3 thành viên giúp cho xuống hào có thể thoát đi được. Anh ta đánh vào cái mắt. Anh ta làm choáng vào cái mắt ở pha thi đấu vừa rồi. Và khi lực Queen đã mất đi cơ hội để có thể lấy đi mạng của người chơi hỗ trợ của TS ở pha thi đấu vừa rồi. Và hơi đáng tiếc nếu như có mạng của Su Hào nữa thì mọi thứ còn thành công hơn nhiều, nhưng không sao cả. Các thành viên của Team Whale họ vẫn có được hai lớp kiên trụ cùng với mạng của xạ thủ đối phương và deny được rất nhiều chỉ số lính ở đường dưới này. Trong khi đó thì ở bên phía bên kia, TS họ cũng đã có được những tình huống tấn công sâu. Một tình huống trao đổi mục tiêu mà thôi, kịp đánh chưa muốn dừng lại. Ares Optimus dám nhảy lên hay không, đây là lệnh sóng âm còn. Nó sẽ khiến cho Optimus rất khó để chơi được, và Optimus cũng đang cancel. Không nên đánh ở thời điểm này. Nhưng tôi đang thấy Volibear vẫn đang đứng để có thể chờ đợi. Đã bật kỹ năng quy của mình lên, đang sử dụng gọi sắp để làm chậm thêm cả cú trừng phạt nữa. Ares chỉ mất nửa cây máu để giải tỏa một vài áp lực mà Optimus đang nhận phải. Một cái thế lính mà Ares đã đẩy vào từ trước, nó khiến cho Kilo Queen bắt buộc phải đi ra đây để hỗ trợ. Còn đường dưới tranh thủ thời gian rất tốt đến từ bộ ba của Team Secret để ăn được con rồng. Như vậy là sẽ không có mạch rồng đến từ bên phía của Team Secret. Chúng ta cũng được xem lại tình huống này, thúc biến lên đến từ BE và dồn bộ combo rất chuẩn xác đến Tamit. Su Hào anh ta hơi vội một chút xíu trong cái nhịp mà chưa kịp xuống ngựa, anh ta đã dùng chiêu cuối rồi. Còn đây là nhịp tấn công tiếp theo đến từ Killer Queen, thì chúng ta cùng check va xem Queen có gõ mắt không. Tôi nhớ không nhầm là có, là có, là gõ thật. Bởi vì đây có thể sẽ là một fun fail của vòng playoff của chúng ta. Nhưng nếu như lấy được mạng của Su Hào thì con rồng có thể sẽ thuộc về Team Whale. Nhưng bây giờ Team Whale họ đã để cho đối phương có được con rồng đầu tiên rồi. Artemis được cắt cử lên đường trên này, và anh ta cũng có thêm được cho mình những cái lớp kiến trụ nữa. Và đây cũng sẽ là một cái người chơi có khả năng gồng gánh Team Whale về giai đoạn sau. Nhưng rõ ràng ở thời điểm này TS họ đang xanh ở rất nhiều thành viên. Họ đang hơn đối phương tầm khoảng gần 2k tiền. Và hơn nữa thì khả năng kiểm soát mục tiêu của TS cũng không hề thua kém so đối phương. Và đặc biệt là Hash phải đang xanh, một cái kèo đấy lẻ cũng đang xanh ở thời điểm này. Có một điều tích cực duy nhất mà hiện tại Team Whale đang có thể tự tin được, đó là họ có thể vỗ ngực nói rằng những nơi mà họ cần phải xanh thì đều đang xanh. Một KDA khá ổn và Artemis ở trong khoảng thời gian mà ta đã gặp vô vài những khó khăn trước một Vardus phía bên kia chiến tuyến, và một Tristana trong tay của Artemis vẫn đang farm rất tốt. Nhưng cái khó ở đây là liệu họ có thể tận dụng được những con sâu không mà họ ăn được để giúp cho Optimus có thể đẩy được ở những cánh lẻ không. Có thấy ngày thi đấu hôm qua thì đã có những con Tristana cố gắng lắm nhưng không thể nào thoát khỏi được những tình huống tấn công và gần như không tận dụng được sâu hư không. Thì tôi hy vọng ở trong ngày thi đấu hôm nay Optimus có thể làm điều ngược lại, nhưng anh ta đang gặp vô vài những khó khăn. Đấy là khó khăn trước mặt Optimus, ngửi được cái mùi không thơm, nhưng rất đáng tiếc rồi, mùi không thơm bây giờ đã chuyển sang mùi thúi. Và đây lực hút bên ngoài mùi thúi cho mọi người. Optimus vẫn chăm nhảy từ lỡ bỏ chạy được. Optimus đang di chuyển lên bia, nhảy vào để có thể hỗ trợ hất tung được hai thành viên lên. Ares di chuyển tới, Optimus đã dứt điểm được Su Hào và cơ hội là sớm âm nó giữ chân. Optimus tốc biến bỏ chạy, Taki đang bắn được mọi người Kilo Queen và Ares đang phải chạy ra khỏi cú gọi bão. Quy trúng vào bia hay chẳng không bia, sử dụng tất cả những kỹ năng để thoát đi. Ares đang ôm sát thủ của trụ Hero, đang ôm sát thủ của trụ lính, đang đẩy vào Kilo Queen bị dính phát đối thủ cuối cùng mà ta nằm xuống. Mã gục cho Ares, kết trụ cho Taki đã mất tốc biến đến từ Kilo Queen, nhưng ta vẫn phải nằm xuống trong tiếng vừa rồi. Cái nhịp giao tranh đầu tiên thì đã là có lợi dành cho Team Whale rồi, nhưng nhịp sau thì sao đây, đường dưới nữa. Solo kill chăng? Spada, Spada đã tốc biến di theo đánh thương quá trâu và sử dụng chiêu cuối đánh ngược về, liệu có offlay không? Offlay được. Chích điện TT chết từ từ. Và sát thương đủ, Optimus đang tới. Bây giờ thì Hashman đang dính bọc thuốc súng trên người, có mắt được cắm giả. Và như vậy sẽ là mạng sắt đào dành cho Optimus. Một tình huống mà Rek'Sai trong tay Spada, anh ta cố gắng quay trở lại, nhưng cái giá phải trả là anh ta phải nằm xuống với cái lượng sát thương chưa đủ ở thời điểm đó. Trong khi đó thì Hashman có gươm suy vong, có nhiệt độ trên người đã phun số, nên là sát thương cuối cùng thuộc về Hashman. Bây giờ tổng kết lại thì rõ ràng là TS họ có những tình huống trao đổi có lợi hơn so với đối phương. Họ có được cái trụ đầu tiên ở trên nữa, đó là một cái điều khá là quan trọng ở trong những pha giao tranh vừa rồi. Và có lẽ rằng hơi đáng tiếc dành cho Team Whale. Bên phía Team Whale họ đã cố gắng tồn tại với Optimus khi mà đối phương tung ra rất nhiều chiêu thức. Nhưng có lẽ rằng là bên phía của Team Whale họ cũng chưa thể nào ngờ rằng Ares lại mạnh đến như vậy. Một pha xoáy có thể giải quyết tất cả mọi thứ và khiến cho đội hình của Team Whale họ tan rã thành từng mảng. Cái cách lên đồ của Ares cũng rất hay. Còn đây chúng ta cũng được xem lại tình huống Optimus bắt. Đây là vấn đề của đội hình combo combo. Đó là khi bạn bung tất cả mọi thứ vào một thành viên đối phương mà không hạ gục được thì bạn sẽ thiếu hụt rất nhiều sát thương trong nhịp sau, và đó là lúc mà Team Whale họ đánh một đòn hồi mã thương rất tốt để lấy được mạng Su Hào. Nhưng đây có thể là một cái điểm ngoặt khi mà Ares lấy được rất nhiều máu của Artemis và khiến cho bộ ba của Team Whale bắt buộc phải rút lui. Còn Killer Queen lúc đó anh ta đã cố gắng để dọn dẹp những con lính và bảo vệ trụ một đường trên nhưng không thành công, anh ta phải nằm xuống, trụ cũng mất và mất cả tốc biến của anh chàng này nữa. Còn đường dưới thì Spada anh ta hơi quá tự tin vào sát thương của con Rek'Sai này, đã có những sự chỉnh sửa rồi. Và nếu như là một con Rek'Sai cũ với cái ngồm ngoàm ngồm nghiến nó thực sự là đau đớn hơn thì có thể mọi chuyện đã khác. Nhưng đây là Rek'Sai mới, nó chỉ trâu thôi và hồi phục nhiều thôi, sát thương không phải quá nhiều. Và mạng dành cho Hazmat.
Và cơ bản đây là một con red, red rất sai chứ không phải red sai nữa. Rồi rồi bây giờ liệu có thể red đúng hay không đây? Hiện tại sát thương của trụ ở đây không có. Đã có sát thương từ trụ Hackbet vừa đây, cố gắng thủ Ares đã dịch chuyển tới. Kilo Queen đang bị kẹt là ta đâm xuống và Hackbet vẫn sẽ sống mà thôi. Vẫn là con red rất sai. Và Pierre lỡ ra băm bùm ra có thì đốt bồi và người Hackbet nhưng có lượng giúp ảo tạo ra. Anh ta đang đánh thương vào những con lính rồi phục lại dựa trên gương xuyên phong. Phía bên này Artemis đang phải nằm tiếp theo. Nó quy đúp giúp cho red các bạn cùng cố hỗ trợ. 9-3 dành cho Team Secret. Tàn vỡ hoàn toàn rồi, rõ ràng là Team Will họ cố gắng chủ động tấn công nhưng khi mà Volibear cùng với cả Redside lên thì làm sao băng trụ được, sát thương của họ là rất hạn chế. Từ đó thì Hazmat có khả năng sinh tồn với cái lượng búp giáp đến từ một con bài Orianna kia. Và khi mà Ares xuất hiện thì mọi thứ đổi chiều 100%. Và hơn nữa thì Artemis cùng với cả Pierre cố gắng can thiệp nhưng góc đó là một góc rất khó để có thể lùi về rồi. Và từ đó TS họ lấy được rất nhiều mạng của đối phương, lấy luôn cả con sứ giả khe nước này ở phút thứ 17. Một sự lựa chọn Kennen là quá hay đi hai anh Trung và anh Lâm ạ. Một con Kennen để chống băng trụ cực kỳ hay, mặc dù đối phương có Volibear nhưng hai thành viên của Team Will không có giày thủy ngân, cho nên họ bị choáng rất lâu và không thể nào dồn chết được Hazmat ở trong cái nhịp này. Và Killer Queen lúc này chưa có quá nhiều trang bị phòng ngự nữa, thủ được rất nhiều những cái tình huống vừa rồi. Và khi Ares tới búp giáp các kiểu, Bia rất nỗ lực nhưng không thể hạ gục được anh chàng này với cái gương suy vong với khả năng hồi phục. Còn Artemis quá đơn độc và người đã bị bắt lại là Artemis. Artemis đã phải nằm luôn rồi, không có cách nào để cho thầy bỏ chạy cả. Một kịch bản đang không thể nào ngờ tới, một ván thi đấu đang ao hoàn toàn đến từ bên phía của Team Secret. Và đây Killer Queen đây, tôi hiểu lý do tại sao mà nó tên là Volibear đấy, hơi say xỉn trong những pha xử lý của mình và hơi nhiều ly bia trong tình huống xử lý đến từ Killer Queen. Và một red rất sai đang bị tấn công, chúng ta xin combo 18 đúng khoảng mét đánh thương tới chết. Ares chạy ra và kết hết rồi. Rõ ràng là quá khó rồi. Một con ở đằng trên là Kennen. Kennen theo hướng sức mạnh phép thuật thì lại tôi đánh giá không cao ở trong ván thi đấu này. Nhưng Kennen theo hướng sát thương vật lý với nhịp độ chết người là mọi thứ hoàn toàn khác hẳn. Bây giờ tỷ số hiện tại đang là 11-3 và bây giờ TS họ đang hơn đối phương là quá nhiều tiền rồi. Họ đang kiểm soát bản đồ, tất cả mọi thứ trên bản đồ họ đều có. Họ có sứ giả, họ có được con rồng thứ hai của riêng họ. Họ có được những cái trụ tiếp theo, có thể sẽ là cái trụ thứ hai ở và cái trụ thứ hai ở đường giữa và đường dưới. Đây chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Tại sao Artemis lại nằm xuống? Anh ta quá tự tin và bị hút lại, sau đó dính sợi xích lỗi và phải nằm xuống ngay lập tức. Bia cùng với cả Killer Queen cũng không có nhiều tác dụng ở trong tiểu này khi mà nhận thấy rằng xạ thủ chủ lực của mình dính nhiều CC đến như vậy. Nhưng mà tức là anh ta cũng có cái vốn, anh ta định dụ vô cái khu đó để đánh, nhưng mà đáng tiếc thay là cái góc đánh nó không đủ đẹp để có thể chơi. Rồi Optimus đã phải nằm xuống tốc độ vô cùng nhanh, cuối cùng thì đã phải trả giá. Rất khó khi mà bên phía của Team Secret có rất nhiều những chiêu thức khống chế cứng để có thể dồn vào trong một nhịp. Và một dậm nhảy tên lửa thôi chắc chắn không thể cứu được Optimus trong cái tình huống đó. Và anh ta đang gặp khó khăn rồi. 1-1-1 mặc dù cái đây không phải là quá tệ nhưng nãy giờ anh ta không có những nhịp để có thể đẩy lẻ hai bên cánh. Và cũng không thực sự có cái sự hỗ trợ đến từ những con sâu không, khi mà Team Will chỉ có 4 con mà thôi. Cái khó của họ bây giờ với đội hình 2 xạ thủ đó là phải chờ cho Artemis ít nhất là có 3 đồ đã. Anh ta có được 2 món rồi và đang hướng tới món thứ 3. Còn bên phía bên kia thì sao? Nhìn vào một Ares quá xanh đi, anh ta 602 đã lên luôn cả trượng hư vô rồi. Thì làm sao để cho Rek'Sai, để cho Rakan và Volibear chống đỡ được những cú xoáy? Và Taki cũng cực kỳ khỏe, và bên cạnh đó là Hazmat nữa. Rõ ràng thế trận đang rất khó của Team Will rồi. Thực ra thì có lẽ rằng bên phía TS họ đã nghiên cứu cực kỳ kỹ càng con Rek'Sai này và tạo ra một cái tiền để giúp cho Hazmat có được kèo đẩy lẻ thành công ở đường trên. Và bây giờ thì Hazmat với con Kennen sức mạnh công kích thì đang tạo ra một cái thế ép đường liên tục ở đường trên, và sau đó anh ta được cắt cử xuống đường dưới để nhắm tới những cái trụ tiếp theo. Cái trụ thứ hai ở đường giữa của Team Will đang còn rất thấp máu. Bây giờ TS họ có thể họ sẽ đi thẳng vào phần rừng của đối phương, đẩy cao đưa lính ở đường giữa và đường dưới này. Từ đường dưới có đấy nhau. Đến đến set về sập đến ân set xin là bạn là Optimus để đến set về và ngay lập tức giúp cho Artemis có được bạn gục. Hero đang di chuyển tới với đấm bùng nổ, cũng đang có một reo đang đứng chờ đợi sẵn, đấm tới đấm về. Hero hết đấm tóc biến lên lúc quyết hoàng mọi thứ cho mọi người sở xích đã trúng, cộng thêm cái đồng quy giá Artemis ngay lập tức sử dụng cái reo và thoát khỏi vòng vây yêu thương của đối thủ. Optimus lấy được tóc biến của đối phương xuống hậu đang di chuyển tới. Hero chạy tới đấm, Vala cũng đang di chuyển cùng Optimus, liệu có nằm xuống hay không đây. Hero đấm vào người Vala, phía bên này Ares đánh nhau với là Killer Queen và Killer Queen vẫn chạy được. Vala thì sao đây, nắm đấm bùng nổ chờ đợi sẵn. Vala né không nổi, anh ta đang bị chín quá nhiều kỹ năng, anh ta sử dụng W hất tung được khá nhiều người nhưng Killer Queen đi qua đi lại rồi đi về. Killer Queen bất lực chào tạm biệt. Ý đồ của người chơi đứng trên Team Will là anh ta muốn phản công ngược lại, nhưng rõ ràng máu của Optimus không đủ để có thể quay trở lại phản công. Trong khi đó thì Killer Queen cũng đứng một góc không đẹp ở pha đấu vừa rồi nữa. Và từ đó thì Team Secret
từ combat 4v5 họ đòi được một mạng và sau đó thì họ lợi thế về máu, lấy luôn cái trụ thứ hai ở đường dưới này và sau đó thì họ nhắm tới con mùa xanh. Bây giờ T-Wave họ muốn ăn con Baron này, tốc độ ăn của họ là có nhưng bị lộ tầm nhìn với một cái thấu kính rồi, đã chạy ra với tốc độ rất nhanh đến từ TS. Và họ đang phải chạy lên phía bên trên để tránh trường hợp mình ăn phải một đống sát thương được tạo ra đến từ HMS và dư đồng đội của anh ta. Cho nên tạm thời đối với T-Wave họ sẽ phải lùi về, còn trong cái đó Team Secret họ phòng thủ được khu vực hai Baron thành công. Một tình huống cố gắng để đòi lại một thứ gì đó nhưng không được nên về phía Team Whale, khi mà bên phía của Secret vẫn còn rất nhiều tài nguyên. Đó là cái dịch chuyển của Hasmet để có thể ngay lập tức hội quân cùng đồng đội của mình. Anh ta không phát hiện được cái nhịp vừa rồi và không có đủ cơ sở để cho Team Secret tiến ra khu vực 2 Baron này, nhưng sẽ là thế đẩy dành cho bên phía của Hasmet mà thôi. Một cái nỗ lực đến từ Team Whale nó chưa thành công và bây giờ họ đang gặp khó. Họ đang bị thua đâu đó khoảng chừng 7.000 tiền, khoảng cách cực kỳ lớn với đỉnh hai xạ thủ. Và Tristana của Team Mất nãy giờ bị chứng đồ quá, Artemis cũng chưa thể chạm tới bóng đá, anh ta thậm chí còn phải ghé qua cái giáp tay Seeker để tự bảo đảm an toàn cho mình. Và nó sẽ khiến cho tốc độ để chạm tới cái món cung chạng vạn là cực kỳ là lâu. Taki sở xích, Svada đứng hứng lại và ngay lập tức Svada phải sử dụng cú đao hầm của mình được để thoát đi khỏi trước mũi tên tiếp theo được tạo ra Taki. Nhưng đáng tiếc chuyện đó đã không đúng như những gì mà Svada tưởng tượng, người ta mất một lượng máu kha khá khi được khuyên đang lựa góc. Nhưng đây không còn là một volleyball khỏe nữa rồi, sẽ phải đợi cho một khoảng thời gian sau nếu như giao tranh thành công để bạn gỡ lại một hai điểm kinh nghiệm. Còn thời điểm này là thời điểm Team Secret họ đầy đủ những thứ họ muốn, combo combo khả năng đẩy lẻ đầy đủ công cụ. Và Team Huy bây giờ họ đang dồn tất cả mọi thứ dành cho Artemis để anh chàng này có thể lên những món đồ tiếp theo. Đặt lên trên sử dụng chiêu cuối bỏ chạy, Optimus đang di chuyển sẵn sàng những cú bắn của mình nhưng không có cơ hội. Và Team Huy họ đang phải lùi ra phía bên này, người đang bắt lại đó là Taki, tóc biến thoát khỏi tình huống vòng vây, sử dụng chiêu cuối rất hay và Artemis vẫn chạy về được. Đây là một mạng rất quan trọng dành cho Artemis bởi vì đây là mạng sắt đào và hơn nữa thì sẽ giúp cho các thành viên của Team Whale làm chậm nhịp độ của ván tiền đấu đi. Nhưng từ đường ở đứng trên, Hasmet đang đẩy lẻ với một tốc độ rất nhanh và cái trụ thứ hai đứng trên đang còn cực kỳ thấp máu. Bây giờ liệu Team Whale có muốn nhắm tới con rồng này hay không đây? 18 giây nữa con rồng sẽ xuất hiện, linh hồn rồng trong ván thi đấu này là linh hồn rồng gió. Một tình huống xử lý kỹ năng quá hay bởi Artemis và anh ta sẽ có được những cái món trang bị tiếp theo với cái mạng sắt đào này. Một khoảnh khắc ngôi sao cho Artemis bởi vì rõ ràng trong cái nhịp mà Killer Queen đã mất chiêu cuối bởi một tiếng bắt bớ từ trước đó thì phải có một động thái nào đến từ bên phía của Team Whale để ngăn không cho Team Secret tiến ra khu vực hai Baron hoặc là hang rồng để ép một pha giao tranh với cái lôi thần giáng thế đang ở trong cái thời gian hồi chiêu của mình. Thì động thái rất hay khi Artemis anh ta thậm chí còn thoát ra được khỏi tình huống đó và lấy được mạng của xạ thủ đối phương. Còn bây giờ thì Hero đang muốn lấy con rồng này, không có quá nhiều tầm nhìn của bên phía Team Whale và rất dễ dàng thôi, con rồng thứ ba, con rồng bản lề dành cho Team Secret. Họ có được con rồng gió xíu cho đội hình này của họ vận hành cũng tốt hơn rất nhiều dựa trên tốc độ di chuyển. Họ đang sở hữu những vị tướng thật ra không hề cơ động. Đây là một Ares với các bạn Arena, đây là một Varus và thêm nữa là một Hasmet. Hasmet chỉ có tăng tốc độ thôi chứ không có bay nhảy. Với thì có được con rồng này sẽ giúp cho họ di chuyển nó đỡ hơn và Taki tránh trường hợp anh ta bị cái pha vừa rồi thêm một lần nữa. Chắc chắn là như vậy. Cho nên với việc có được hai con rồng gió bản lề thì nó sẽ giúp cho bên phía Team Secret cải thiện khá nhiều việc tránh những pha bọc hậu đối với Team Whale. Nhưng Team Whale từ nãy giờ những tình huống bản năng sát thủ của họ vẫn đang rất tốt. Cái họ cần là những điểm kinh nghiệm một khoảng thời gian, nhưng đây là điều Team Secret đang không cho. Liên tục là những tình huống ép để lấy công trình và giờ đầy đủ những con mắt để có thể nhắm tới con Baron. Đúng là như vậy, nhưng cái tốc độ Baron của TS nếu như có Kennen là tương đối nhanh bởi vì Varus là Varus sát lực thì kết hợp từ Orianna cùng với cả một con Kennen kia thì ăn Baron tốc độ rất là nhanh. Bởi Team Whale thì sao? Họ đang muốn di chuyển thẳng ra, họ chưa biết được là đối phương đang làm gì ở thời điểm này. Họ chỉ biết rằng có một vài người trong phần rừng của mình mà thôi. Và bây giờ thì Kennen của Hasmet đang đẩy ở đường trên này. Rõ ràng Team Whale họ đang rất thèm khát cái trụ đầu tiên đứng giữa để mở ra vùng tầm nhìn, nhưng Team Secret họ không muốn điều này xảy ra. Và chúng ta thấy một điểm là Team Whale đội hình của họ là đội hình mở, nhưng TS luôn là người chủ động hơn do Orianna trong tay của Ares quá mạnh. Bây giờ đã tấn công Baron này, tốc độ là tương đối nhanh và dịch chuyển đến từ Svada để sẵn sàng cho pha đánh nhau xu hào xuống ngoài được hai thành viên Hero lao lên tấn công bỏ sấm sét lệnh sấm âm đầy đủ công cụ Killer Queen và Raka nằm xuống. Bây giờ chỉ còn ba người thì lấy cái gì ra mà Team Whale chơi? Team Secret quá thoải mái, ẩn mật giáo vẫn đang nỗ lực để có được con Baron đầu tiên ở trong ván thi đấu. Quá hay, con Baron là một cái cớ hoàn hảo để cho bên phía Team Secret kéo những thành viên của Team Whale ra. Và một Killer Queen không xanh ở trong ván đấu này, một BE quá mỏng manh với con Rakan không thể nào chịu được những cái lượng sát thương đến từ Hasmet, đến từ Ares với những cái chiêu cuối quá chuẩn xác vừa rồi. Và chắc chắn rằng họ không muốn dừng lại ở con Baron, họ sẽ muốn nhiều hơn nữa. Và đúng là như vậy, cái sát thương một nhịp của TS là cực kỳ khủng khiếp với Gumbo Combo kết hợp với cả mũi tên xuyên phá của Taki. Nó khiến cho hai thành viên của Team Whale bốc hơi ngay lập tức. Và từ đó TS họ sẽ có được con Baron này. Con Baron sẽ khiến cho họ có thể sẽ có được những cái cửa của đối phương. Đây, chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Tình huống mà đây là một góc rất hẹp, một góc cực kỳ khó đánh của Team Whale. Và TS họ chớp tới cái nhịp này, mở ngay lập tức cả hai người chơi đi rừng và hỗ trợ của đối phương.
Và chúng ta có thể thấy CC trồng cực kỳ khít, khiến cho BE cùng với Killer Queen nằm xuống ngay lập tức. Và đây sẽ là một cái tình huống mà có thể tạo ra bước ngoặt của ván thi đấu này. Suha đang muốn tiếp cận vào Optimus nhưng ta sẽ lùi về được. Nắm đấm bùng nổ, Hero đang dí, Hero đang di chuyển, Hero đang nhắm mục tiêu, Hero đang nhìn, đang ngó, tóc biến sợi xích đã xuống, quy đúp, chưa lấy máu BE, Hero tới tóc biến sử dụng chiêu cuối vào người của BE, BE đã bị kẹt lại, vẫn có điều nhảy tiếp viện, chiêu cuối được bật lên, và mục tiêu tiếp theo chọn là Optimus lợi xâm ập, ép đó Optimus nhảy lên ngựa, hất tung được thành công Ares, dứt điểm được, và ta đã trở thành huyền thoại. Một ván thi đấu quá kinh khủng đến từ chàng trai trẻ của Team Secret, anh chàng Ares này đang làm mưa làm gió tại khu vực đứng giữa của VSET chúng ta. Một ngày thi đấu mà anh ta không cho thấy bất cứ một sự nào đúng nào cả khi phải gặp một trong những đường giữa có thể nói là huyền thoại của Liên Minh Thoại Việt Nam luôn. Nhưng anh ta vẫn đang thi đấu rất xuất sắc với của Arena. Và nó còn chưa kể đến là Ares từ nãy giờ có những pha xử lý nó rất bất ngờ. Và nó không phải ngờ bình thường nữa, ngờ nghe nặng nghệ nữa chứ. Tất cả mọi pha xử lý đều rất nghệ. Và đang giúp cho bên phía của Team Secret giành được chiến thắng ở trong ván thi đấu đầu tiên này. Trụ một bảo vệ nhà chính đã nổ, chỉ còn trụ bảo vệ thứ hai nhà chính Killer Queen đang di chuyển. Anh ta đi qua đi lại từ nãy giờ, anh ta đi bộ vút lông hơi nhiều. Và đây rồi, nhảy vào chiếc cuối rồi, xong rồi, nằm rồi, vấp cỏ. Vada đã bị tấn công phía bên phải, phía bên trái là Pierre. Cả hai đều sẽ chết chung. Artemis là mục tiêu tiếp theo đang được chọn bỏ, sắp xếp nó giật liên tục. Artemis đang cố gắng bỏ chạy bởi gì mà ta có, ta bị dính lại với cái vướng mũi tên của Taki. Và ngay lập tức người bị kẹt lại là Artemis đứng bên trong bể đá cổ, đứt một kill có cho Taki và chiến thắng cho Team Secret. Một chiến thắng với những đôi tay thanh thoát, với một tinh thần rất bay, với các tuyển thủ trẻ. Từ là ấn tượng với những tình huống xử lý của nhiều tuyển thủ TS. Họ có một con Kennen theo hướng sức mạnh công kích với nhịp độ chết người và khiến cho Rek'Sai đi lên vô cùng vất vả. Họ có một con bài Orianna có thể tạo ra một cái đột biến. Và hơn nữa thì cái lối chơi của họ cũng sẽ chuẩn mực khi mà họ đã thiết lập được thế Snowball lên người của đối phương. Và từ đó họ xuất sắc đả bại. Cấm chọn hay, rồi là xử lý biến số cũng rất tuyệt vời đến từ bên phía của Team Squid. Đó là những bí quyết để giúp họ có được chiến thắng trong ván đấu thiết này. Bên phía của Team Will có ý đồ, họ triển khai cái đội hình này trong những phút đầu tiên cũng rất tốt với việc có được dòng đầu tiên, có được những con sâu hư không. Nhưng cái khoảng thời gian sau đó họ gặp một số vấn đề, liên tiếp cố gắng bắt vào Hashmet nhưng không thành công và khiến cho con Kennen này quá xanh. Và tương tự là Ares nữa, khi anh ta cũng là người được hưởng lợi một vài điểm hạ gục. Và cuối cùng là một chiến thắng rất tuyệt vời dành cho bên phía của Team Secret. Cơ bản đánh thủ tôi cảm giác bây giờ VCS không ai đánh lại Team Secret đâu. Họ đánh thủ tốt quá. Họ liên tục chống trả trước những pha tấn công đến từ cái Team Well và họ đều thành công với những tình huống đó. Từng lớp tấn công đến từ bên phía cái Team Well bị dạt bỏ ngay lập tức. Và cuối cùng bên phía Team Well đã nhận một thất bại rất nặng nề. Và sau chiến thắng này thì Team Secret đang dẫn trước cơ hội 1-0 và chắc chắn đang đứng trước một cơ hội để có thể bước được vào đấu sau với một tư thế tôi là người chiến thắng. Còn bây giờ chúng ta sẽ trở về với bài phân tích. Vâng, thưa các bạn, một thế trận vô cùng chóng vánh ở hiệp thi đấu đầu tiên, khi mà chúng ta nhìn thấy là TS kết liễu Team Well cực kỳ nhanh chóng. Ngày hôm qua thì còn có một cái sự cân bằng nhất định ở trong khoảng thời gian đầu, nhưng mà ngày hôm nay thì bên phía của Team Secret gọi là trên cơ hoàn toàn so với lại Team Well. Và chúng ta thấy được rằng là Hero đã bắt được cái khả năng can thiệp ở trong khoảng thời gian đầu với cái tình huống gọi là phản ngăn thành công từ bên phía của Team Secret để giúp cho họ Snowball ván đấu này một cách rất là dễ dàng. Nhìn về bảng đam, nhìn về cái lượng vàng chênh lệch giữa hai đội, nó cứ tăng tiến dần theo thời gian, thì có thể hiểu rõ được rằng là Team Secret đã vượt trội hơn Team Well như thế nào. Và các bạn có thể nhìn thấy được rõ ràng Team Secret có cực kỳ nhiều bài để đối chọi lại với Rek'Sai đường trên, khi lần này đó là một con Kennen của Hashmet. Anh ta đi trên đầu trên cổ người đi đường trên của Team Wales luôn. MVP rất xứng đáng dành cho Ares với những cái cú xoáy cực kỳ chất lượng. Và anh ta cũng không phải nằm xuống một lần nào cả, với KD là 16 chấm, tham dự đến 84,2% số điểm hạ gục của Team Secret. Và qua cái thế trận này chúng ta nhìn thấy được là con Rek'Sai mà chúng ta đã nói, thực sự đây là một vị tướng không phải là yếu khu vực đường trên, nhưng nó đã có những cách khắc chế và TS liên tục làm hai lần. Ngày hôm qua, mặc dù là vẫn thi đấu lại, nhưng mà con Karma của Hashmet cũng đã thể hiện được cái sự vượt trội so với con Rek'Sai rồi. Và ngày hôm nay khi họ lại tiếp tục tự tin đem Rek'Sai lên thì lại có một câu trả lời khác, đó chính là Kennen. Và câu trả lời hồi này nó dõng dạc hơn nhiều, và đó chính là chiến thắng 1-0 dành cho TS. Và xin mời các bạn hãy tạm nghỉ ngơi trong ít phút trước khi chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo.
Vâng, chào mừng các bạn, và chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái ván thi đấu đầu tiên. Những diễn biến thật sự là rất ngợp dành cho Team Well khi mà Team Secret, đặc biệt là Hero đã bắt đầu bắt nhịp được cái lối rừng của mình và kiểm soát được những cái nhịp di chuyển cực kỳ hổ báo đến từ Killer Queen. Chúng ta khởi đầu với giai đoạn cắm chậu của cả hai đội ở trong cái ván đấu vừa rồi, khi mà bên phía của Team Secret họ có được những vị tướng được xem là thuận tay dành cho cặp ở đường dưới của mình, với Su Hào khi mà anh ta chọn được đó chính là Rail để có thể đi ở vai trò hỗ trợ, cộng với lại con Virus mà Taki cũng đã rất nhiều lần sử dụng để có thể ở thời điểm đó anh ta dùng trong vai trò hỗ trợ luôn, và lần này anh ta đánh dưới vai trò xạ thủ cũng rất là mượt. Còn trong khi đó thì Orianna cộng với lại Kennen của Ares và Hatmet thì không cần phải bàn. Đây là hai con tướng tạo ra cái chìa khóa chiến thắng dành cho bên phía của Team Secret ở trong cái ván đấu vừa rồi. Chính xác là như vậy, và đặc biệt là cái chìa khóa đấy nó lại còn được tra thêm một chút dầu đến từ Hero nữa. Với một pha xử lý mà anh ta cứu được cho Hasmet, và Ares xuất hiện cũng có cho mình một điểm hạ gục. Ở cái pha thi đấu đấy, Hasmet có một điểm hạ gục, Ares có một điểm hạ gục, và họ xóa tan đi hoàn toàn cái lợi thế mà Killer Queen đã xây dựng. Cái việc mà anh ta lấy được ba con sâu đầu tiên, anh ta lấy được con rồng đầu tiên cho Team Will, nó đã không còn gì cả khi mà những carry chủ lực của Team Secret bắt đầu có đồ, và khi đó thì họ lấy đồ đè người. Taki thực ra không cần phải có cái ngưỡng sức mạnh tăng tiến quá nhanh, bởi vì anh ta là một con Varus sát lực, bạn làm kiểu gì bạn chỉ cần trúng chiêu cuối thôi là bạn đã có sát thương rồi. Nó rất dễ cho Team Secret có thể dồn lên cánh trên, đánh xoay quanh đường giữa và đường trên của mình trong ván thi đấu vừa rồi. Và chúng ta sẽ đến ngay với những highlight của trận đấu này, của ván đấu đầu tiên, khi mà chúng ta nhìn thấy được một trong những pha mà thể hiện được sức mạnh của con Kennen với khả năng chống băng trụ, cơ động, có CC diện rộng và di chuyển để câu giờ đồng đội tới. Mặc dù là chiêu cuối của Killer Queen đã được sử dụng để có thể gọi là vô hiệu hóa cái trụ, nhưng mà cái khả năng phòng ngự của Hatmet với cái bảo xâm xét của mình vẫn là quá tốt. Rồi cái khả năng kêu gọi từ tập thể của Team Secret, đội hình của Team Well đã quá rướng ở trong cái pha giao tranh đó để khiến cho họ phải nằm xuống hết toàn bộ là 4 thành viên chỉ với một pha bắt vào gần 2 mét mà thôi. Và kể từ đó trở đi thì thế trận nó dễ dàng thuộc về bên phía của Team Secret. Họ cứ đánh, họ kiểm soát bản đồ, họ có được những cái mục tiêu và những cái tình huống tiếp theo rất là dễ để cho bên phía của Team Secret setup. Tôi hiểu được cái pha tổ chức tấn công này đến từ Team Well, họ muốn đẩy nhanh để có thể băng trụ, tránh cái nhịp mà đối phương tới. Pha đầu tiên, cái nhịp một băng trụ fail rồi, nhưng cái nhịp 2 BA tới, cái mục đích của anh ta là cố gắng gây CC để Artemis dùng bản năng sát thủ lao vào. Nhưng khi Artemis chợt nhận ra đối phương tới luôn rồi, thì lúc đó gần như là toàn bộ công sức của Team Well là đổ xuống sông xuống biển hết. Nói chung là đội hình khi có Kai'Sa ấy, thì những cái giai đoạn giữa trận như vừa rồi, bạn phải đánh sang hai cánh như vậy, bạn phải có những tình huống CC để cho Kai'Sa có thể bay vào tạo lợi thế về mặt nhân sự cho đội hình của Team Well. Nhưng đó vẫn là một pha thi đấu mà chúng ta cảm giác được con Kennen này, là khi nó bật chiêu cuối này nó được cộng thêm khả năng chống chịu rất là tốt, và lượng sát thương đến từ Rek'Sai cũng như là con Volibear đều không đủ ở trong cái giai đoạn vừa rồi, khi họ đều là những chất tướng mà lên theo hướng là đấu sĩ giáp lửa này, một người là lời thầy hiệp sĩ, đúng rồi, hai món đó không có đam luôn. Chính xác là như vậy, nghĩa là kể cả bạn sử dụng chiêu thức trúng đối phương thì cũng chưa chắc có đủ lượng sát thương, mà lại có những cái tình huống hit and run để hút máu lại với cái gươm suy vong của Hasmet nữa, thì nó là những tình huống mà kỹ năng xử lý của Hasmet cũng như là khả năng phối hợp của Team Secret được highlight. Còn đây là một pha gọi là chúng tôi để hai pha này chứng minh thấy là khi mà Team Secret phối hợp với nhau ấy, họ làm rất là chuẩn. Một cái sự vượt trội hoàn toàn từ tập thể, từ toàn bộ đội hình của Team Secret so với lại Team Well ở thời điểm này, với những cái lợi thế mà họ có được trong khoảng thời gian trước đó, và gọi là cái đội hình combo combo của Team Secret đã thật sự phối hợp cực kỳ chỉnh chu trong pha giai đoạn vừa rồi, với một cái xoáy từ Rail, một cái xoáy từ Orianna và một cái bão sấm sét đến từ con Kennen thì không hề có khả năng bật ngược trở lại từ bên phía của Team Well. Tôi nghĩ rằng trong những cái tình huống nhất định á, thì nếu như mà Team Well họ đánh kỹ, họ cố gắng bước ra và trông chờ vào một pha là cướp Baron và lật kèo ở thời điểm Baron, nhưng không, Team Secret lại là đội đánh rất là chỉnh chu ở trong cái pha Baron đó. Có lẽ là bên phía của Team Well cần phải xem xét lại, đầu tiên chắc là về mặt đội hình, về con Rek'Sai. Tôi nghĩ không nên quá chấp niệm với con tướng này, đồng ý nó có tác dụng đấy, nhưng mà nhìn vào cái khả năng đánh vào giao tranh, thực sự Rek'Sai không khỏe bằng những chất tướng đấu sĩ thuần như là con Na, có R, có CC nhiều, và những con tướng được nói là mạnh ở phiên bản hiện tại như là con Rhaetan, như là con Aatrox. Những vị tướng này có khả năng quẩy, có khả năng cung cấp CC. Còn Rek'Sai vào, bạn chẳng có gì ngoài cái khả năng hồi máu của bạn cả, và hầu như sát thương là bằng không. Thực ra tôi thích cái lựa chọn Volibear, bởi vì Volibear có thể mang lên đường trên cho Spada, và Rail chọn trước cho Team Wales ở trong khu vực đi rừng, nó sẽ rất là tốt.
Tuy nhiên, Killer Queen lại nổi tiếng với những chất tướng mà anh ta đánh carry nhiều hơn, lượng sát thương nhiều như là Lee Sin hay là Xin Zhao. Và vừa rồi anh ta đánh một chất tướng mà đấu sĩ mà cần phải giao tranh theo kiểu là nhiều nhịp. Cái nhịp đầu tiên là bạn không hạ gục của đối phương ấy, là bạn phải lùi lại một chút, đánh cái kiểu volleyball theo kiểu là gọi vui là bất tử ấy, kiểu hồi máu liên tục với những cái món đồ của mình. Nhưng ở cái ván thi đấu này anh ta đã không làm được cái chất tướng đấy của volleyball, thì nó hơi khó để cho Team Will có thể. Mà kể cả như vậy ấy, thì họ cũng cần nhiều điều kiện quá. Nên tôi nghĩ là con Rek'Sai không phải là một lựa chọn phù hợp. Volleyball có thể đảo lên đường trên và một vị tướng đi rừng khác dành cho Killer Queen sẽ tốt hơn. Thì đó là lý do nãy tại sao khi nhìn thấy ông tướng đó tôi đang nói là chưa chắc đâu nha, đợi vào trận mới biết là coi thử câu tướng nào đi đâu. Và sẽ cần có những cái lượt chỉnh sửa về cấm và chọn và về mặt chiến thuật nói chung đến từ Team Well nếu họ mong muốn rằng trận đấu này có thể kéo đến ván thi đấu thứ 3. Và ngay bây giờ xin mời các bạn hãy đến ván 2 của cuộc đối đầu giữa Team Well và Team Secret. Chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến của VCS 2024 mùa xuân thuộc khuôn khổ playoff. Cặp trận đấu giữa Team Secret và Team Well tỷ số đó là 1-0 sau màn trình diễn rất thuyết phục đến từ Team Secret. Và rất bất ngờ chúng ta đã có một con Kennen ở đường trên cực kỳ hiệu quả với phong cách là lên đồ theo hiệu ứng đòn đánh chứ không phải là sức mạnh võ thuật, và từ đó tạo ra một cái sự bất ngờ, và chúng ta thấy là cái sự bất lực đến từ Sparta là như thế nào. Rõ thậm chí là Volibear lên đường trên cũng không có nhiều tác dụng khi mà Hero cũng xử lý rất là hay nữa, và từ đó thì Ares cùng với những người đồng đội của anh ta là xử lý thông tin rất chuẩn mực và phối hợp giao tranh nhịp nhàng để khiến cho TS họ có được một ván thắng trước Team Will. Rõ ràng là đã có những cái ý kiến cho rằng con Rek'Sai với được chỉnh sửa này sẽ trở thành một con Cassante thứ hai với khả năng hồi phục rất là khó chịu của mình và khả năng lì đòn nữa. Nhưng Team Secret họ đã cho thấy được là không phải con bài này không khắc chế. Ngày hôm qua thì đã có Kama rồi, ngày hôm nay không cần Kama vẫn có Kennen lên theo thiên hướng là tốc độ đánh và khả năng đẩy lẻ, thì cũng là một cái sự lựa chọn rất khó chịu và chắc chắn là đã phải có những cái sự chuẩn bị rồi. Thì để xem ván thiếu thứ hai này thì Team Secret còn những cái bài bí mật nào không. Họ có những phương án ví dụ như C và D. Điều này khiến cho bên phía của TQL mặc dù đã có những nỗ lực trước đó nhưng cuối cùng thì nó cũng không thành. Còn trong cái đó TQL chắc có lẽ những cái mà họ cần sẽ cần phải suy nghĩ tới đó là những vị tướng nó phù hợp hơn. Đồng ý Rek'Sai là một vị tướng khá khỏe, nhưng nếu như bạn first pick thực ra vẫn sẽ có nhiều cách để có thể chống trị được nó. Điều chúng ta thường nghe thấy Team Secret làm đó chính là họ sẽ chọn những vị tướng tay dài, cố đĩa đường trên và không chọn những vị tướng đấu sĩ, cho nên là cái sức mạnh về khả năng chơi hít rồi sau đó hồi phục lại đến từ Rek'Sai đã không được vận dụng 100%. Đồng ý với anh Trung, rõ ràng pick đấu sĩ đối đầu với cả Rek'Sai thì thực sự là không có nhiều ưu thế, thậm chí có thể gặp rất nhiều bất lợi về giai đoạn sau, trong thậm chí cả giai đoạn đi đường nữa. Và bây giờ thì Team Will họ sẽ ở đội đỏ, ở đội xanh, trong đó TS họ sẽ ở đội đỏ ở trong ván thi đấu thứ hai này, và hiện tại tỷ số là 1-0 dành cho TS. Đã có những lượt cấm nhắm vào Kama tiếp tục đến từ bên phía của Team Will, ngoài ra là hai vị tướng đi rừng mà bên phía Team Will cũng cho rằng Hero sẽ tạo ra được đột biến, đó là tuần cùng với V. Còn bên phía của Team Secret, những sự tôn trọng nhất định vẫn được nhắm vào Artemis, nhắm vào Sparta, và lần này nó có thêm cả Killer Queen với loại bỏ Lee Sin. Với việc không có Lee Sin thì xem bên phía của Team Will họ muốn chọn vị tướng gì ở trong sự lựa chọn đầu tiên. Họ muốn có một Varus ngay từ giai đoạn sớm, bất chấp cho câu chuyện trong giai đoạn hiện tại vẫn còn một số vị tướng khá hot ở khu vực đường giữa và đường dưới và kể cả đường trên nữa. Nhưng đây là sự chọn hợp lý. Team Secret hồi nãy Taki đánh quá tốt con bài Varus, cho nên không có lý do gì để cho bạn phải tước đi con bài này trong tay của Taki cả. Rõ ràng cái khả năng đánh nhịp của Varus trong tay của Taki cùng với cả Orianna của Ares nữa đã khiến cho Team Will gặp khá là nhiều khó khăn. Do đó Team Will họ muốn tước bỏ luôn, và thậm chí họ muốn cướp luôn. Bây giờ TS họ sẽ có hai lựa chọn tiếp theo. Họ đang nhá vào Nautilus ở đường dưới này, không biết là họ có muốn chơi cả Kai'Sa hay không đây. Nhưng Nautilus đã chốt dành cho TS bởi vì họ muốn có thể là deny cái khả năng kết hợp với cả một hỗ trợ buff dành cho Varus hiệu ứng đòn đánh, tức là muốn ép Artemis chơi theo kiểu là sát lực. Một sự lựa chọn rất hay đến phía của Team Secret. Họ cũng đã có những con bài để khắc chế và đất đường dưới đó thì nó rồi. Và một sự lựa chọn rất an toàn ở khung đường giữa dành cho Ares. Một ván thi đấu lúc nãy chúng ta được chứng kiến con Orianna không nằm xuống bất cứ một lần nào đến từ anh chàng này. Và chúng ta cùng mong chờ vào màn trình diễn tương tự ở trong ván thiếu thứ 2 để xem Team Will lần này họ sẽ xử lý cái con bài này của Ares như thế nào đây. Vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn ở đó, nhưng Renata vẫn là sự lựa chọn mà BE tin dùng. Như vậy khả năng cao vẫn sẽ là một con Varus theo thiên hướng tổ đánh, và để xem họ có muốn lộ luôn đường giữa hay là đi rừng hay không. Có nghĩa là họ nên lộ đi đường trước để giấu đường giữa với đường trên để tránh trường hợp bên phía của Team Secret sẽ tạo ra những sự bất ngờ. Bởi vì trong tầm này cái chúng ta chưa biết được là cái giới hạn tướng đi rừng của Killer Queen sẽ bao nhiêu. Nhưng ngoại trừ Lee Sin ra thì con Volibear của anh ta đang bị fail. Cho nên là nếu như mà tiếp tục rồi như là phải lấy đi rừng thôi. Tức là có cái như vậy là chạm và xấu chạm. Một trong sáu tướng đã lộ, đó là Volibear. Và bây giờ TS họ đang nhá vào Senna. Ui, có Senna trong tình huống này thì cũng sẽ là lựa chọn khá là thú vị. Bởi vì tôi nghĩ rằng nếu như đối đầu với Senna, thường là một con tướng
xạ thủ khỏe ngay từ đầu game ép lên mạnh như là Kathleen cùng với cả Kalista chẳng hạn, hai đánh hyper carry, thì Varus lại không nằm trong cái danh sách đó. Và từ đó thì TS họ sẽ có khả năng stack hồn tương đối tốt và cũng không ngại Varus tỏa sáng về giai đoạn late game, bởi vì Varus sẽ không mạnh bằng những xạ thủ mạnh khác, ví dụ như là Kai'Sa, ví dụ như Jinx hay Zeri về giai đoạn sau. Nên là đây là một lựa chọn tôi đánh giá là rất hay dành cho TS. TS đang cấm chọn rất là hay trong cả ván thứ nhất và ván thứ hai, và họ vẫn để cho Taki có được những cái chất tướng nó gọi là hơi thuận tay một chút xíu, bởi vì dù sao thì Senna vẫn là một cái con tướng nó nửa kiểu xạ thủ và nửa theo thiên đường hỗ trợ, cho nên chàng này vẫn có thể vận hành nó cực kỳ tốt. Còn bên phía của Team Well, cái sự lựa chọn Volibear này cũng có thể đảo lên đứng trên dành cho Spada. Chúng ta thấy trong vòng bảng Spada quẩy cực kỳ kinh khủng với con bài Volibear lên theo thiên hướng đồ bất tử rồi. Để xem đây sẽ là Volibear đi đâu. Những cái lượt cấm ở giai đoạn thứ hai đã có Ari và Huey đến từ bên phía của Team Secret. Còn bên phía Team Whale, họ loại bỏ đi nốt những con bài có khả năng càn quét mạnh và giảm được tầm tác dụng của Varus, đó là Zac và Xin Zhao. Còn trong các Team Secret, họ đang hướng đến một đội hình combo combo nhiều hơn tí xíu. Họ sẽ cần có những khoảnh khắc ngay từ giai đoạn ban đầu để bắt đầu dồn sát thương cho con Senna trong giai đoạn sau, với một ngộ không, với một Orianna, và thật ra ngộ không có thể mang lên đường trên được. Đây sẽ là một trong những điều chúng ta sẽ cần phải chú ý rất nhiều dành cho các Team Secret, sẽ tùy vào câu chuyện là kèo thi đấu của ngộ không như thế nào. Nhưng nếu như đối đầu với lại Volibear thì thật ra ngộ không vẫn chơi được. Dù gì mà nói thì đánh về lâu về dài con ngộ không một khỏe, với cái chinh phục hay là bất cứ một cái phép bổ chất tộc nào đó mà con tướng này nó mang theo. Còn Team Well đáp trả ngược lại, họ vẫn chưa lộ ra đường trên của họ là gì. Ban đầu họ suy nghĩ tới Aatrox, rồi sau đó họ lấy Talia, rồi cuối cùng họ đã chốt quyết định Aatrox của vực trên. Như vậy Killer Queen sẽ mang vị tướng Volibear thêm một lần nữa ở trong cái ván thi đấu này. Như vậy đang nhá vào TF dành cho Hazmat ở trên đối đầu với cả một Aatrox. Thực ra khi mà Aatrox xuất hiện thì Wukong khó đánh được trên lắm. Wukong mà gặp Aatrox thì thực sự khó. Và bây giờ thì TS họ đang nhá vào con Tiffany này, họ có muốn nhắm tới con bài này hay không? Và quyết định của Team Will đó là Talia sẽ đối đầu với cả Orianna. Thực ra tôi thấy TS họ nghiên cứu đối thủ mình rất là kỹ. Họ biết rằng Optimus chơi những vị tướng tủ như thế nào và pick Orianna đầu tiên, lộ trước là không ngại vị tướng nào trong cái bộ tướng của Optimus, và cuối cùng là TF trong tay của Hazmat. Và cái khả năng đi đường của Red chính là mấu chốt để giúp cho Team Sweet có quyền làm như vậy. Họ luôn luôn chủ động lộ đứng giữa sớm, nhưng không lo ngại lắm về những kèo mà bên phía Team Will có thể chọn để counter con bài này, bởi vì khả năng đi đường của Red chúng ta thấy quá nhiều lần rồi, cực kỳ là kinh khủng. Và một cái sự lựa chọn đường trên lần này là Twist Fate, vẫn là chiếc tướng tay dài, vẫn là chiếc tướng đẩy lẻ, nhưng đối đầu bên kia là Aatrox thì nó sẽ hơi khó khăn hơn một chút xíu so với Rek'Sai. Thì để xem Hades, xin lỗi bạn, đó là Hazmat, anh ta sẽ xử lý cái kèo trên này như thế nào. Nhưng câu chuyện vẫn quan trọng ở những cái vòng rừng đầu tiên. Đúng là như vậy. Chúng ta thấy là sau một pha fail đầu đó, Killer Queen là đi luôn cả ván thi đấu. Cho nên ở trong ván thi đấu này thì có lẽ chúng tôi cũng đang mong chờ xem là liệu có một pha cướp rừng hay những tình huống tổ chức đánh nhau 3-3 ở trong khoảng thời gian đầu của ván thi đấu hay không, để nhau đích là bạn có thể khống chế được cái nguồn sức mạnh của đối phương dựa trên chất tướng ở trong 3 cầu đầu tiên, rồi sau đó kéo dần đến những tình huống combo. Ví dụ như hình của Team Secret hiện tại đang có với một ngộ không, với một Orianna, họ sẽ biết mình cần phải làm gì. Nhưng trước hết, nhiệm vụ của Team Secret nó khá nặng. Con ngộ không này phải lên cấp 6 một cách hòa bình, không bị mất bất cứ một hệ gục nào cả. Thì như vậy chúng ta mới thấy đây là một con ngộ không tương đối là ổn trong khoảng thời gian ban đầu. Còn nếu như mà nó bước tới cấp độ 6 ở giai đoạn nó bị feed cỡ khoảng 2 sát, là chắc chắn họ sẽ rất rén trong những pha tấn công. Đúng là như vậy. Tuy nhiên là TS cũng có một cái điểm, đó là họ có khả năng này xoay quanh nhau rất là khỏe với Orianna, với cặp đôi Senna kết hợp gần Nautilus nữa. Thì đây là một đội hình mà có thể sẽ tăng tốc khi mà có được tầm khoảng món rưỡi trở đi. Rồi chúng ta sẽ cùng bước tới ván thứ hai giữa hai tuyển Team Will đối với cả Team Secret. Và để xem những điểm góc bổ trợ của hai đội trong ván thi đấu này có sự khác biệt nào không. Khi hai cái chân giữa đã chạm mặt nhau và những bước di chuyển cũng chưa có ý định nào là muốn xâm lăng hay là cắm những con mắt để phát hiện phòng rừng đầu tiên của đối phương cả. Liên tục là những tình huống gọi sắm đến từ Volibear trong tay của Killer Queen để cho mục đích là tạo thêm một vài nguồn ánh sáng nhất định. Hero Su Hào cùng với lại thêm một người nữa đã đứng cùng với nhau để có thể hỗ trợ thêm về mặt tầm nhìn ở đây, tránh trường hợp Killer Queen di chuyển và muốn làm cái gì đó ở ngay khu vực phần sân, ví dụ như tạo thêm một vài nguồn ánh sáng chẳng hạn. Còn Optimus và Ares thật ra bản ngọc cũng không vấn đề gì cả, một bên cầm tăng tốc hoa, bên còn lại cầm cái thiên thạch chả không có gì để bàn tới. Nhưng Spada thì bắt buộc rồi, bạn phải cầm thiên thạch rồi, không có lý do gì để cho bạn cầm quyền năng hay là bất cứ một cái chinh phục gì cả, bởi vì nó quá khó kích trước một vị tướng tay dài. Và Killer Queen anh ta sử dụng luôn một cái sẵn sàng tấn công để có thể sốc đam nhịp một tốt hơn với Volibear, và từ đó thì tạo ra một cái ưu thế trước để gây sát thương duy trì theo thời gian. Và đấy là cách mà anh ta lựa chọn quyết định là khởi điểm với bãi chim đến từ cả hai người trên đường rừng. Thì ở trong ván thi đấu này chúng ta đã có một cái sự gọi là sáng tạo nhất ở đường trên, có nhiều sự khó đoán quanh cái khu vực đường trên này, nên là
từ từ chúng ta sẽ dự đoán về cái đội hình của hai team, đội nào sẽ đẹp hơn. Nhưng đường dưới cũng sẽ là tâm điểm, bởi vì chúng ta sẽ biết rằng liệu rằng Artemis của KBE chơi hit có tốt so với cả Taki của bên Su Hào hay không. Rõ ràng là bên phía của Team Secret cũng sẽ cần phải cân nhắc với những cú kéo của Su Hào, bởi vì nếu như anh ta kéo vào trong cái nhịp mà Taki chưa kịp chuẩn bị để tấn công thì rất dễ để bị dính bắt tay của đối phương và bị gây ngược sát thương trở lại con đường trên. Lợi thế đến từ sải tay dài và những tình huống làm choáng đã giúp cho Ahmed có được một chút lợi thế về mặt máu so với Sparta bên phía bên kia. Nhưng ta có khiên Doran và tôi nghĩ rằng cũng sẽ có cả ngọn gió thứ hai để hỗ trợ trong việc trụ đường mà thôi. Còn đường dưới thế đẩy đường đang tạm thì được nhường dành cho Artemis và Bier. Ahmed thật sự hiểu được vị tướng Aegis này hồi chiêu bao lâu, cho nên cho thấy là sau những cú bổ một của Sparta mà bổ 2-3 xong thì Ahmed đi qua đi lại đứng sát bên Sparta luôn, bởi vì anh ta biết thời điểm này thời điểm mà ta tấn công rất tốt và ta đã khiến cho Sparta gặp một số vấn đề nhẹ, cộng kèm thêm nữa là Ahmed đang cầm theo cái bước chân thần tốc để giúp cho khả năng trụ đường của Ahmed rất tốt. Cho nên sau những tình huống chơi hết mà Sparta không làm được gì thêm thì đồng nghĩa việc Ahmed sẽ là người làm tốt nhiệm vụ của mình hơn trong cái khoảng đẩy lính so với lại phía bên kia chi tiến. Còn Kiroquin đụng độ với lại Hero, Kiroquin biết là giai đoạn này thật ra W lên và ngay tức tóc biến lên gọi đánh thương nội tại kéo về Kiroquin lần thứ hai nằm xuống ngay chàng này không có tóc biến tắt đi được. Artemis đã cố gắng dí vào người Hero, Hero tóc biến được để bỏ chạy, tầm này thì thật ra nó đỡ hơn rồi. Và vừa rồi thì Kiroquin ta có một tình huống đột biến nhưng Hero cũng quái không kém. Hero ăn xong bãi chim anh ta chạy thẳng ăn Blue và ăn luôn một bãi cóc, tức là cái khả năng cướp đến từ một con bài volley bè trong tay của Kiroquin là không có nữa. Và hơn nữa Kiroquin anh ta cũng hơi tự tin trong những bước di chuyển của mình và khiến cho cái nhịp mà có thể băng trụ được nếu như họ làm lẹ thì lại không còn nữa bởi team Will. Và từ đó thì hai người trên rừng đều đã mất đi tốc biến và tạm thời cặp đôi Seda cùng với cả Nautilus sẽ ổn ở thời điểm này. Rất hay đến từ những bước di chuyển của Hero cũng như là bộ đội dưới của Team Secret nữa, khi họ nhận ra vấn đề và ngay lập tức hỗ trợ cho người chơi đi rừng của mình. Team Will cũng rất kịp thời để cứu Kiroquin một mạng, một cái tình huống mà chúng ta thấy nó khá giống với lúc nãy, nhưng lúc nãy thì nó nặng hơn cho Team Will. Nhưng bây giờ thì họ vẫn sẽ có cơ sở để có thể tiếp tục duy trì cái nhịp farm dành cho Kiroquin. Anh ta đang có lợi thế hơn ở những con sâu, chắc là con cua đầu tiên của ván đấu, còn Hero vẫn đang cố gắng dọn dẹp nốt những bãi quái vật rừng của vòng đầu tiên. Hero như đang nghĩ rằng là Kiroquin ăn con cua nửa dưới tại sao á. Anh ta nghĩ rằng câu chuyện đó cho nên là anh ta đang không vương vấn, anh ta vẫn đang cố gắng ăn nửa cánh trên với những bãi quái rừng vừa mới xuất hiện ra lại với khu vực ví dụ như bãi chim chẳng hạn. Điều này đang có một vài sự bất cập cho nên Hero nhẹ, anh ta vẫn chưa có bất cứ một con cua nào. Nó sẽ giúp cho Kiroquin sẽ có thêm nhiều thông tin. Nếu như vừa rồi mà có một người đó phát hiện thấy được cái chỉ số lính của Hero á là chắc chắn không sẽ đoán được Hero ăn cua hay chưa. Còn trong cái khu vực đường dưới Artemis sắp sửa phải nằm, Taki đúng một khi đánh thường sải tay quá dài và Taki bị dính một cú bắt tay. Anh ta sử dụng đánh tay. This is Diantin baby. Thực sự là một tình huống mà cố gắng để chơi hit trả sát thương đến từ Artemis, vì anh ta có mũi tên xuyên phá để tích luôn những cái stack của cái mũi tên độc. Nhưng rõ ràng anh ta bắn quy hụt và bị kéo lại giữa đàn lính. Su Hào xử lý tốt ở pha thứ vừa rồi và quá trời lính đánh. Nó khiến cho Artemis bị rơi vào thế khó. Một pha quy xuyên qua cái mắt, nó đã có đủ sát thương để giúp cho Taki lấy được chiến công đầu và hai xạ thủ đều đã mất đi tốc biến. Cái nhịp đầu tiên trao đổi chiêu thức là lời, nhưng Artemis bắn quy trượt và sau đó anh ta bị trói lại bởi ràng buộc, bị tấn công bởi rất nhiều những con lính đánh xa và sau đó sải tay dài của Taki. Và cuối cùng là một nhịp xử lý rất tuyệt vời với tiếng bắn quy qua con mắt, bè bất lực nhìn xạ thủ mình nằm xuống. Mặc dù Artemis đã cố lắc qua lắc lại nhưng rất đáng tiếc ông vua lắc không ở phía bên này thì lắc kiểu gì được. Và chính điều đó đã giúp cho Taki có đồ bạc gục nó quá chất lượng, cộng kèm thì con mắt anh ta cắm vừa rồi đó là con mắt trị giá 300-400. Quá giá trị. Thực ra cái ý đồ của Artemis là anh ta chơi một nhịp thôi. Đúng rồi. Để lấy máu của đối phương. Nhưng rõ ràng anh ta bắn quy hụt và đứng giữa cái đàn lính như vậy để tự nhiên anh ta mới là người gặp khó. Và một kèo đấu mà cần phải có một chút lợi thế thuộc về Artemis cùng với cả BE ở thời điểm ván đấu thì lại đã bị hóa giải một cách hoàn toàn bởi Taki cùng với Su Hào. Bây giờ về nhà Taki có được một mạng mua luôn bản đồ thế giới cùng với cả mấy kiếm dài nữa. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều dành cho cả đôi Senna cùng với Nautilus khi mà họ đã có được những cấp độ và những cái linh hồn ở trên người. Vẫn đang là rất dễ thở dành cho bộ đường dưới của Team Swift, đặc biệt là sau khi họ có được mạng hạ gục vừa rồi. Kiroquin rất nỗ lực anh ta lấy lại được ba con sâu không. Còn con rồng lửa này tôi nghĩ rằng sẽ là một con rồng rất giá trị đã dành cho bên phía của Team Swift rồi. Móc ra khá thành công và Bie đang cầm với lùi đâm cú bắt tay đến từ Bie. Taki đang di chuyển tới W, ta sử dụng gờ Artemis. Artemis đang cố gắng chạy thoát đi phía này, mặt rất kẹt sống được bật Su Hào đã bị tách ra và người đã bị dính quan địa chấn là Hero. Hero đang đạp bên trong tấm tập ông ta đã phải nằm mà hạ gục dành cho Artemis. Taki bị kẹt lại, ta không có tốc biến, ta bị dính cú bị tạch đến một kill cho Artemis. 2-1 cho Team Will. Và hai mạng cần thiết dành cho Team Will để họ có thể bật ngược lại trong kèo thi đấu này. Rõ ràng TS họ đầu tư tương đối nhiều thời gian để ăn con rồng. Và hơn nữa thì cái chất tướng của họ vẫn chưa ủng hộ cho họ đánh nhau khu vực sông.
Và hơn nữa, một điều nữa là Hero cũng chưa hồi tốc biến ở pha từ đâu vừa rồi, nó tạo ra một cái thế hơi khó dành cho TS. Và từ đó Team Will họ gỡ được hai mạng, và hai mạng đó lại rơi vào tay của Artemis, một người chơi rất quan trọng. Thậm chí là Killer Queen còn có luôn cả ba con sâu. Và vừa rồi là một tình huống gỡ tuyệt vời dành cho Team Will, và Team Will bây giờ vươn lên dẫn trước với tiền so với đối phương là 1k. Đó là cái hay của con bài Talia so với Odia bên phía bên kia. Đó là cái chiêu cuối của Talia giúp cô nàng này có khả năng di chuyển nhanh hơn rất nhiều so với Odia bên phía bên kia. Chưa thấy rằng là Optimus cùng với Ares đi ra cùng một lúc, nhưng chiêu cuối của Optimus để giúp anh ta tiếp cận được giao tranh sớm hơn. Và cái tấm thảm bất ổn trải ra quá đẹp mắt, giữ chân Su Hào và giữ chân được cả Taki nữa. Lần này thì người phải nhìn xạ thủ mình nằm xuống, đó chính là Su Hào. Và chính giờ đó đã giúp cho bên phía của Team Well đã cải thiện hơn rất nhiều so với khoảng thời gian trước đó, khi mà pha nằm xuống của Artemis rất đáng tiếc và vàng gục rơi vào tay của Taki ngay từ thời điểm ban đầu của ván thi đấu. Mặc dù lượng tiền nó chỉ mới vài trăm, nhưng ít nhất là cái đường mà cần phải thắng nó đã thắng. Artemis với những gì mà ta đang farm được 48 so với 35 hiện tại đang có trên người của Su Hào và cộng kèm thêm hai mạng hạ gục, chắc chắn lượng kinh tế là vô cùng dồi dào. Vada bật luôn cả chi của Hero phút này đang hỗ trợ, bài vàng đang được chọn quăng ra bổ hai đã trúng. Vada tốc biến lên bổ ba và đoán được hướng di chuyển của Hero, nhưng chiêu cuối được bật lên, Hero còn thêm một lần xoáy nữa đã tới được để tiếp cận. Bài nào được chọn đây, bài vàng quăng ra và không có cơ hội cho Vada sống, mã gục cho Hasmet. Là một tình huống đánh mà không có tầm nhìn đến từ Spada, và anh ta phải trả giá ở pha từ đâu rồi với một quê lính tương đối khó. Quê lính này là quê lính 2/3, và cái giá phải trả là anh ta phải nằm xuống với những tình huống đâu. Với những tình huống mà trước đó thì anh ta bị cấu rỉa máu, chắc là cái tâm lý của anh ta cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định với cái sự khó chịu. Còn bây giờ thì Killer Queen đang muốn đi sang phần rừng của đối phương, nhưng Bia đang ở đây. Bắt tay lên khá thành công, sở xích cũng đã trúng mọi thứ cho mọi người. Su Hào tóc biển bỏ chạy. Killer Queen hiện tại vẫn chưa bật kèn ỏi e lên, đã bật kèn ỏi e lên, đang dí cảnh sát gỗ tới đây. Killer Queen quy giữ chân lấy thanh tẩy Taki bắn liên tục quy giúp cho Artemis có đội bạn cùng. Su Hào được bắt lại và Killer Queen vẫn đang ôm sát thủ của trụ. Artemis đang bị Hero gọi, Killer Queen dứt điểm Su Hào nha. Artemis liệu chạy đây không? Bắt tay khá hay đối với Bia. Và Artemis cũng nghe Rex cũng đã di chuyển tới, nhưng tầm đánh đã bị hạn chế. Quang được chấn khá thành, Killer Queen tóc biển lên quy và giữ chân lại, gọi sấm lên double kill dành cho Killer Queen. Quá tuyệt vời với những cái nhịp giao tranh tiếp theo đến từ bên phía của Team Wales. Chúng ta đã nhìn thấy cái tình huống tấn công trước đó của bên phía Team Wales là hay rồi, nhưng cái nhịp giao tranh sau đó, khi mà những thành viên của Team Wales đã bắt đầu có được những cái ngưỡng sức mạnh của mình, khi mà Artemis khỏe, họ tấn công vào phần rừng lấy được rất nhiều mạng gục rất tuyệt vời trong một cái nhịp như vậy để có thể đẩy mạnh được lợi thế. Khi Artemis có mạng, khi Volibear của Killer Queen lần này đã có mạng rồi, và hơn nữa họ phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng. Đây chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này, xử lý thông tin rất chuẩn. Đầu tiên lấy máu Su Hào trước, và Taki khi mà anh ta nghĩ rằng Su Hào mới là người bị tấn công nhưng không, quyết định là sử dụng cái lôi thần giáng thế hủy cái lượng sát thương đến từ trụ trước đã. Còn Taki cực kỳ mỏng và anh ta nằm xuống ngay lập tức, và sau đó thì Su Hào kéo Artemis là người lách được cái kéo này, và Killer Queen đủ sát thương bắt tay chúng người Hero để giúp cho Artemis có thể lùi về được ở pha thế này. Và qua địa chấn ở một cái vùng không có tầm nhìn để kết hợp với tốc biến của Killer Queen nữa, và hai mạng dành cho Killer Queen kết hợp thêm một mạng của Artemis nữa, mọi thứ đang là quá hoàn hảo dành cho Team Wave ở pha băng trụ vừa rồi. Và nó đang đúng như gì chúng ta đang mong muốn, đúng không nào? Có thể sẽ có showdown nếu như mà trong vài trận đấu này bên phía của Team Wales họ giành được chiến thắng. Quan trọng hơn hết là những người đang cần phải thắng đều đang có được những mạng hạ gục. Một Killer Queen 201, một con gấu đang rất khỏe khoắn, và thêm 3-1-1 cho Artemis ở trong giai đoạn hiện tại. Quyết định hơn thêm Sugate là gỡ nó cái trên bằng cách là kêu tới 4 người. Thôi rồi, cái thế top mạnh nhất rồi, thế top mạnh nhất là thế 4 người. Vada sẽ bị dính bài vàng sau cú lốc xoáy này. Tiếp tục là những combo được dùng, và Ares là người có được bài gục. Optimus chạy lên và nói rằng thế top mạnh nhất đã được xuất hiện. Và không có tình huống băng trụ tiếp theo, bởi vì rõ ràng là Taki cùng với những người còn lại quay sang tấn công con sâu này sẽ là an toàn hơn rất nhiều. Trong khi đó thì Killer Queen cũng không thể nào đủ thời gian để chạy lên đường trên thêm lần nữa. Ở đường dưới thì sao? Su Hào đang bị tấn công, sẽ là những băng trụ tiếp theo. Hợp chất điên loạn được bật, Su Hào đang bị kẹt lại, Artemis đang bị chủ bắn, và ngay lập tức anh ta tóc biển bỏ chạy. Su Hào đang bị kẹt lại bởi hai họng súng của bên phía Team Well. Su Hào lên được cấp độ 7 và Su Hào đang chờ đợi cho chiêu cuối của mình, nhưng không có chiêu cuối. Artemis dứt điểm được đây, cày nát đội hình đến phương 6-3 cho Team Well, cộng kèm cho con những con sâu hư không nữa thì phải. Những con sâu không nó dành cho bên phía Team Squid trong những cái nỗ lực băng trụ vừa rồi. Có đường dưới thì là những lớp khiến trụ cộng thêm một mạng dành cho Artemis. Anh chàng này đang cực kỳ xanh, đã có gươm suy phòng và có lẽ là cũng sẽ rất nhanh để hướng tới những cái mục tiêu tiếp theo mà thôi. Như vậy là họ đã bỏ mứa thì phải. Bỏ và một con sâu. Đúng rồi, Killer Queen đã tiến ra và anh ta lấy nốt con sâu còn lại. Vậy họ vẫn sẽ có lợi thế một chút về những con sâu này. Có Optimus, anh ta bây giờ sẽ là người chấn giữ cái khu vực đường trên và có thể sẽ nguy hiểm. Và bây giờ thì người chơi gặp khó khăn nhất của Team Will là Spada. Anh ta nằm xuống tới tận 2 mạng rồi. Hero đang tới, Taki cũng đang tới. Chạy được không? Ui, may mắn. Thẻ vàng nhưng rất đáng tiếc, Optimus đã vấp cỏ chỗ xa hơn. Cho nên hiện tại đang công cú chắc và liệu Optimus bị đưa vào tư thế rồi thôi xong rồi. Người ta không ai hỗ trợ cho anh ta chấp nhận rồi. Không có cách nào chạy cả. Hero gõ liên tục và mày hạ gục chắc chắn 100% rơi vào tay của Hero.
không ăn được xe, xe. Đó là tiếc nhất, đó là truyền thống của anh chàng này rồi, không có anh gì ta nằm xuống cả. Là chuyện bình thường đúng không? Đúng vậy, quan trọng hơn hết vẫn là câu chuyện mà anh ta không có xe trước khi nằm xuống. Câu chuyện này chúng ta đã thấy quá nhiều trên stream của anh chàng này rồi, nên là đây là một điều dễ hiểu mà thôi. Trong khi đó thì đáp trả ngược lại thì Volibear của Killer Queen cũng đã có được con rồng thứ nhất của Team Wolf, cũng là con rồng thứ hai của ván thi đấu này. Artemis đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ để lấy cái trụ này, cần phải check cái trụ đường trên, và người có được cái trụ đầu tiên đó là các thành viên của Team Wolf. Rất khó để cho bên phía của Team Secret có thể lấy được trụ sớm, bởi vì ở đường trên thì Haspet chỉ có ưu thế về máu và khả năng cấu rỉa thôi. Chứ nếu như anh ta muốn tấn công vào trụ thì cũng sẽ rất dễ và rơi vào những cái tầm để có thể nhận lại những cái lượng sát thương của Sparta. Tóc biến lên bắt tay đuổi về, ngay lập tức Killer Queen sử dụng kỹ năng Q và anh ta giúp cho Artemis không thể ngăn cản. Một ván đấu đầu tư rất lớn cho Artemis và anh ta đang không để lại nhiều sự thất vọng. 5-1-1 cộng kèm thêm đây là một ván đất bắn thường, nó sẽ giúp cho anh phía Team Wolf có được một lượng sát thương duy trì rất tốt. Hero lóc xoáy chờ đợi sẵn, Ares cũng đang di chuyển tới. Hero đang nhắm mục tiêu Killer Queen đi bộ vút long và anh ta đang liên tục giúp cho Artemis có thể lùi về được trong tư thế an toàn. Ares cũng đang đợi Hero lao vào lóc xoáy để sử dụng lệnh sóng âm được hay không. Hero bị dính của bắt tay, Bia đẩy vào phía bên trái. Pha này hơi bóp đúng không ta, lỡ sóng âm được bung ra, Artemis bị kẹt lại và Bia hình như vô tình bóp đồng đội của mình, mạng chính chắc có cho Ares chiêu cuối. Killer Queen dậm ngay tại chỗ, Hero chuyển sang chế độ lùi về. Đây là một quyết định sai lầm của các thành viên Team Wolf. Bởi vì rõ ràng là cái lượng sát thương và cái góc đứng của họ cũng không đủ để có thể kết liễu vào một thành viên của đối phương. Nếu như mà họ tấn công Hero thì góc đứng đó thì cũng không phải là đẹp nữa. Bây giờ có quan hệ chấn tung ra Ares, Ares. Lại bị bắt tay. Và Optimus liên tục có những cú phi thạch, có người hỗ trợ là Taki, nhưng lượng máu quá đổi của Ares, liệu là anh ta có thể thoát được, ta vẫn thoát đi được. Và tạm thời Team Secret cũng đáp trả được thành công. Một tình huống cố gắng cơ gạc tốt đến từ bên phía của Team Secret và Team Wolf. Tôi nghĩ rằng họ cũng đã đoán được tình huống vừa rồi, nhưng chắc là một vấn đề lỗi giao tiếp nào đó mà thôi, bởi vì Bia cũng đã giữ cú bắt tay đó rất lâu. Anh ta chỉ chói thôi và sau đó cái nhịp cuối cùng mới quăng về. hay là không bắt tay còn hơn. Hay là Bia côn với lại tôi biết rằng là bạn ơi, tôi có quà cho bạn nè. Quà này khó quá. Tôi đỡ không được. Nhưng mà rõ ràng là tình huống vừa rồi không bắt tay, đứng biến về trong bụi có khi lại là an toàn. Nhưng rõ ràng Bia vừa rồi anh ta bắt tay và khiến cho Artemis phải nằm xuống, lại là một mạng sắt đào nữa. Trong khi đó TS cũng có được một vài lớp kiên trụ ở đường giữa. Và bây giờ thì cái lượng tiền đến từ cả hai team đều đang rất là sát nhau rồi. Mỗi bên thì có được một dòng. Team Wolf có được 4 sâu so với 2 sâu của TS. Và có một điểm là Team Wolf họ cũng đang hài lòng ở thời điểm này, đó là một con bài Varus trong tay Artemis với KD là 521 so với cả Nautilus ở bên kia chúng ta thấy 031 với chỉ 61 chỉ số lính mà thôi. Đó là cái điều mà Team Wolf hiện tại họ vẫn có thể chấp nhận được khi mà dàn trắng đối phương chưa quá mạnh mẽ. Và Wukong thì cũng không phải là một dàn chắn quá là uy tín để cho bên phía Team Secret có thể vịn vào. Cho nên họ vẫn sẽ có lợi thế ở trong những tiếng tấn công đến từ bên phía của Team Wolf. Họ đã có được cái con sứ giả này và để xem họ sẽ đầu tư cái mục tiêu này để lấy đi công trình nào. Hero đang di chuyển qua di chuyển lại là sấm âm hất tung được Killer Queen mà thôi, nó chưa đủ lực. Còn trong khi đó thì nửa cánh dưới không có ai hết, cho nên là tạm thời bên phía của Team Secret sẽ chấp nhận đánh ở trong dạng hòa bình. Có một điều tôi đang muốn nhắc cho những cái Team Wolf như thế này, đồng ý là đây là một con Varus khá khỏe với 5 mạng gục đang có được, nhưng lưu ý là tiền đang không hơn. Đây không phải là lượng tiền hơn, nó chỉ xem nhau mà thôi. Và Team Secret đang tận dụng cái lượng tiền trên lệch này dựa trên cái vốn có của Haspet ở khu vực đường trên. Điều này giúp cho ít nhất là vẫn sẽ có thể dựa vào một pha giao tranh nữa để có thể giành chiến thắng đến Team Secret. Và họ đang không thiếu những công cụ. Đây là lệnh sóng âm và lóc xoáy, nó quá dễ để chơi, nó quá dễ để thực hiện, và chưa kể đến Varus lại là một vị tướng kém cơ động nữa, thì việc khai thác những mài hạ gục còn lại sau khi mà có được 5 mài hạ gục trước đó có thể biết là điều có thể sẽ diễn ra. Cho thấy là từ đây Team Secret hình như làm ít nhất là cũng 2 lần rồi thì phải. Nhưng mà Team Wolf họ cũng phải cẩn thận một điều, đó là Haspet luôn là người đẩy trước so với cả đối phương. Nên là nếu như đánh nhau mà không để cái định mệnh thì có thể sẽ là một pha giao tranh 5v4. Rõ ràng Team Wolf bây giờ họ cũng đang rất là cẩn thận. Đầu tiên là cắm mắt đã, cắm mắt cao để khiến cho TF không dám đẩy cao. Cái thứ hai đó là họ đang đi chung với nhau để tận dụng cái sức mạnh của mình với con bài Varus đang xanh, đặc biệt là dành xoay quanh con bài Varus trong tay của Artemis này. Rồng tiếp theo sao? Rồng tiếp theo sẽ là một phút hơn một nữa nó sẽ xuất hiện. Và đây là linh hồn rồng đất, thì linh hồn rồng đất tôi nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với cả hai team ở trong ván thi đấu này. Một con rồng sẽ rất quan trọng khi mà đều cần những cái chỉ số chống chịu đến từ cả hai đội hình. Khi mà Team Wolf cũng đang ưu tiên rất nhiều vào những món đồ sát thương, chỉ có một mình Killer Queen là lên theo thi đấu chống chịu mà thôi. Nhưng ta cũng rất hy sinh lên lời thể hiệp sĩ làm trang bị đầu tiên để có thể hỗ trợ tối đa cho các thành viên của mình. Còn bên phía bên kia thì chúng ta cũng thấy chỉ có một mình Su Hào là một vị tướng chống chịu thuần, nhưng ta cũng đang khá thọt. Và một cái
dàn sau của bên phía Secret lại có rất nhiều sát thương, chắc chắn sẽ cần thêm những cái khả năng chống chịu để có thể hỗ trợ cho đồng đội của mình đến từ cả hai bên. Và đang có rất nhiều những mắt kiểm soát được bên phía Team Will cắm ra, chưa có cái lượng tầm nhìn ổn lắm đến từ Team Secret, chỉ có một con cua mà thôi, để xem họ sẽ xử lý khu vực này như thế nào. Ít nhất là cái vốn của họ có, họ có con cua để có thể mang lại một cái nguồn ánh sáng nhất định, giúp cho đội hình này đến Team Secret họ sẽ dễ chơi hơn ở trong những cái hướng di chuyển ra. Cái cần bây giờ là họ dồn người để có thể cắm được những con mắt chất lượng hơn. Còn nếu như chúng ta thấy ở trong khoảng thời gian sau mà bên phía Team Secret vẫn chưa chạy vào khu vực bờ sông, chứng tỏ họ muốn bỏ cuộc, họ muốn bỏ con rồng này để hướng tới những tương lai khác nó tốt đẹp hơn bằng cách là tiếp tục chờ đợi cho Orina trong tay Quares có được thêm nhiều trang bị. Và quan trọng hết, đây chỉ mới 350 cho nên phải đợi 360. Còn một pha băng trụ đường trên lệnh sấm âm được bật định mệnh, được bật Spada đang bổ hai, nhưng người ta quá đơn độc và mày hãy cục dịch cho Hermes thêm một lần nữa. Đây là một tình huống tôi nghĩ là TS rất thông minh, bởi vì Hero chưa hồi tốc biến ở pha giao tranh này, do đó đánh nhau hàng rồng là cực kỳ rủi ro. Và để cho một con bài TF lấy xong cái trụ đầu tiên đường trên kết hợp với cả một mạng của đối phương nữa, khiến cho Achop trong tay Spada đang rất thật trong ván tiếp đấu này, là một cái lựa chọn nó tuyệt vời hơn nhiều và ít rủi ro hơn nhiều so với cả tình huống mà cố gắng cạnh tranh con rồng. Và từ đó thì Team Will họ sẽ có được con rồng, nhưng rõ ràng cánh trên đang là khơi thông bởi TS. Tôi đồng ý với kiến của anh Lâm, khi mà Hazmat anh ta lên thuần những món đồ gây sát thương chứ không phải là đại bác liên thanh hay là giao điện để có thể đẩy đường và sau đó là tạo những cái tiểu đột biến với những cái phích mệnh ra phía sau lưng và ném bài vàng vào chủ của đối phương, cho nên bắt lẻ như vừa rồi là hiệu quả hơn. Nhưng bây giờ Optimus muốn làm gì đây? Hazmat bài vàng quăng ra, Hero quay lại lại gõ. Optimus đang sử dụng tấm tà bất ổn quăng địa chấn, lấy được phép bổ trợ của Hazmat. Tôi đang muốn quay trở lại câu chuyện vừa đó, Optimus phải dịch chuyển lên khu vực đường trên để có thể ít nhất là phòng thủ được cái trụ thứ hai. Điều này giúp cho Team Well chưa có được rồng ít và họ không bị mất thêm công trình. Nhưng sẽ có một vấn đề bất cập dành cho họ. Nếu như bây giờ con Talia mà đi với lại Tutupay, tôi cảm giác hơi khó solo đấy. Sẽ hơi khó để đầu với lại một con Tutupay phía bên kia. Một cú định mệnh được bật rồi sau đó phi bài liên tục và đi ngang qua tấm thảm bất ổn cách thoải mái mà không hề lo sợ gì cả, sẽ khiến cho nó bắt gặp một số vấn đề nhẹ. Còn trong khi đó, bởi vì có được con xe kính đất này cộng kèm thêm một vài kỹ năng nữa, Killer Queen đang trong tư thế khó lệnh sống âm xin bạn, đó chính là cái hắc ám sôi rồi, và nó khiến cho Killer Queen bắt buộc phải sử dụng chiêu cuối để bỏ chạy về. Như vậy là tung ra hai cái chiêu cuối bởi TS để cố gắng lấy mạng tập phay. Hazmat đang phải đi bộ hay chăng đây, anh ta đang sử dụng bài và vẫn chưa đủ sát thương để có thể giải quyết được công trình. Optimus đang đứng đợi để có thể bao vây. Hazmat định mệnh chưa có, như vậy là 1-1 rồi. 1-1 liệu là kịp hay không? Không kịp. Hazmat đang đứng trước hai họng súng, đó là Spada với cái chiêu cuối lướt lên quăng địa chấn đất hay W đã trúng bổ một thành công, nhường mạng cho Spada hay là người có mạng rồi. Spada là người có được mạng hạ gục. Như vậy Spada sẽ là người có điểm hạ gục này, điểm một điểm sắt đao, nên là anh ta phải chơi một cách cẩn thận và có trách nhiệm hơn với cái điểm vừa ăn được. Nhưng bây giờ thì Ares, sau khi mà đối phương đã tung ra tương đối nhiều tài nguyên và người ở đường trên để thể bắt vào người chơi đường trên của mình, thì Ares sẽ có được cái trụ đầu tiên ở đường dưới này. Và cái lượng tiền đến từ cả hai team thì team Secret vẫn đang hơn so với đối phương là tầm khoảng 2k tiền. Khả năng macro của họ thực sự là chất lượng ở trong những phút từ gần đây, mặc dù là sẽ có những cái rủi ro nhất định, sẽ có những tổn thất nhất định, nhưng ít nhất là họ luôn tìm cách để có thể đòi lại những gì mà đã mất. Đó là một động thái hay, bởi vì bây giờ cái công cuộc để có thể đẩy lẻ của Hazmat nó sẽ dễ dàng hơn khi mà sự chú ý của Team Sweet sẽ hướng lên cánh trên, nơi con Baron sẽ xuất hiện trong khoảng 30 giây nữa mà thôi. Killer Queen đang hỗ trợ các thành viên của Team Will để lấy đi trụ một của khu vực đường trên này, mở ra thế kiểm soát bản đồ. Còn trong khi đó, Ares đang muốn tạo thế ở đường dưới để giúp cho những nhịp tiếp theo Team Secret có thể bước ra Baron muộn hơn, nhưng họ sẽ Killer Queen nhắm vào người Taki. Taki đã phải bỏ chạy, sợi xích mém tí nữa nó trúng móc ngược trở lại không thành công. Mặt đất và sóng đều được bung ra. Tôi thấy Optimus lướt theo cái hướng đó, anh ta nhảy và tấn công, anh ta lấy được tấm thảm, anh ta lấy được lượng máu khá lớn từ Hero. Hero bắt buộc phải sử dụng W để thoát khỏi những tình huống dựng tường rất tốt đến từ cái bài Talia. Và ngay lập tức các thành viên của Team Secret họ sẽ phải lùi ra, trong khi Team Well đang hướng tới một mục tiêu khác thì phải, họ đang bấm B biến về. Còn Team Secret họ đang kêu Hazmat cứ đẩy trụ thoải mái vô tư, chả ai lo. Nhưng bây giờ để xem nào, Hazmat sẽ có cái trụ đầu tiên đường giữa này. Tôi nghĩ rằng bên phía Team Will họ cũng không đánh theo Killer Queen ở pha thương rồi. Đường trên định mệnh được bật, Artemis sẽ phải lùi hay chăng đây, vẫn đang suy nghĩ khá kỹ. Rồi định mệnh để lấy trụ tiếp luôn, một quyết định khá đúng đắn từ Team Secret. Rất áp lực, rất áp lực. TF trong tay của Hazmat với những con sâu có được 2 sâu thì cũng sẽ là một cái lượng sát thương đẩy lên công trình tương đối tốt. Và bây giờ thì Team Will càng đánh thì họ đang bị giãn cách với tiền sau đối phương. Trước đó là 2k, bây giờ là 3k rồi. Và tôi nghĩ rằng ý đồ Killer Queen là tốt, bởi vì lúc đó thì hắc ám sôi rọi của Taki chưa hồi. Các bạn có thể nhớ tới cái nhịp trước là bung ra cái chiêu cuối để kết liễu với người Killer Queen nhưng không thành công. Nhưng Team Will có vẻ như họ không sẵn sàng cho những tình huống băng lên ở pha thi đấu đó, nên là Team Will họ đã mất đi cái lợi thế, mất đi cái tiên cơ để nhắm tới cái trụ thứ hai hoặc là những cái mạng của đối phương. Bây giờ TS sau khi họ lấy xong cái trụ thứ hai ở đường dưới, họ lấy xong cái trụ đầu tiên ở đường giữa và cái trụ thứ hai ở đường trên nữa, thì mọi thứ đã dễ dàng hơn cho họ rất nhiều rồi. Bây giờ họ sẽ dùng tiền đè nát đối phương ở quanh khu hàng rồng tiếp theo.
nhưng họ sẽ cần phải cẩn thận bởi vì đây là con Tisfet lên theo thiên hướng tổ đánh thì cái tầm hoạt động của nó không phải là quá xa. Tầm đánh của Tisfet nó chỉ rơi khoảng chừng là 525 mà thôi, sẽ là ngắn hơn so với Varus bên phía bên kia, bởi vì nếu mà Hatmet muốn giao tranh cùng đội của mình, anh ta phải chọn những góc đứng đẹp, nếu không sẽ rơi vào tầm tấn công của Optimus, của Artemis và những cái vị tướng cận chiến như Sparta và Killer Queen nữa. Thì bên phía của Tisfet tôi nghĩ rằng họ sẽ muốn tiếp tục đề cao cái phương án đó là đẩy lẻ dành cho Hatmet thôi, với những cái lượng công trình cực kỳ nhiều đã bị bào đi từ trước đó rồi. Những thành viên còn lại sẽ muốn câu kéo bên phía Team Whale ở những mục tiêu như là giống như là Baron để câu giờ tối đa cho Hatmet lấy được những công trình quan trọng hơn. Và cái quan trọng hết bây giờ, bạn không thể nào cắt cửa từ BuzzFeed với lại HQS, đây là điều bắt buộc rồi. Tại vì nếu như không cẩn thận, bạn sẽ bị solo kill. Optimus chắc chắn sẽ bị solo kill dựa trên từng này đồ đang có lên người của HQS. Anh ta đã có 2.5 và đang sắp sửa có thêm cái đạn bát liên thanh, một món trang bị công cụ rất tốt để giúp cho những tình huống bắn từ HQS nó sẽ có thêm một khoảng cách xa hơn nữa. Nếu ta bài vào câu chuyện 500 mấy thì chắc chắn HQS sẽ muốn nâng cấp thêm, và chính đạn bát liên thanh sẽ là công cụ cần thiết. Còn trong khi đó thì ở ngay khu vực hang rồng, Team Secret họ muốn đánh hay chưa? Họ phải suy nghĩ nha, chắc là đợi thêm một nguồn kinh tế nữa được cộng vào trong tay của Hatmet, lúc đó họ sẽ tự tin hơn, hoặc là họ cảm nhận vào thời điểm này nó vẫn chưa đủ, họ muốn phải có món quà cho Hatmet, cho nên họ vẫn đang bỏ ngỏ khu vực hang rồng. Ngoài ra Giang sẽ xích không trúng. Con rồng này tôi nghĩ là cơ hội chia đều dành cho cả hai team. Một bên thì có một đội hình giao tranh 5 năm rất mạnh, một bên đang ao tiền so với đối phương. Nhưng nếu như TS bỏ con rồng này, tức là họ đang đánh rất củ chắc. Họ chờ cái đại bác lên thanh của Hatmet sẽ hồi và họ chờ cho con rồng tiếp theo sẽ xuất hiện rồi mới đánh tiếp. Khi đó thì Senna có thêm hồn, Ori có thêm trang bị, Wukong cũng là như vậy. Những vị tướng đều cần khả năng tương tác với thời gian. Và quyết định của TS là đẩy ra đường giữa, họ sẽ có được 6 cái gian trụ ngoài trong tình huống này. Và liệu họ có rút về đấy không? Quyết định của Team Will là họ không muốn bọc sao. Và từ đó TS họ sẽ chạy thẳng ra Baron để áp lực một chút xíu đã, rồi sau đó họ mới lùi về. Rất rủi ro nếu như Team Whale muốn tấn công ở thể hiện tại, bởi vì ở đây là lúc mà con Baron đã xuất hiện rồi. Một tình huống xử lý kỹ năng sai lầm thôi có thể trả giá bằng cả ván đấu, và bây giờ họ đang ở thế thua, họ sẽ không muốn đánh đổi những cái canh bạc nó rủi ro như vậy. Về nhà mua trang bị sẽ là phương án hiệu quả hơn. Dịch chuyển đánh đến từ bên phía của Team Whale, họ biết vào thời điểm này thì Team Secret vẫn chưa sẵn sàng cho pha đánh nhau dựa trên trang bị lên. Sau ván đấu đầu rất hay của Optimus bị kẹt lại quan địa chấn không có ý nghĩa, Optimus sẽ phải nằm hạ gục dịch cho Ares, một con quái vật thật sự ở trong khoảng thi đấu này. Với Orina hai phải tình huống liên tiếp, Spada sắp sửa bóc tung lên, Killer Queen bị móc lại bài vàng chậm người Spada, ta đang bị dính những cú phi bài liên tục nên thằng Mac anh ta phi toàn bộ tất cả những bộ bài có trên người của mình, tốc biến móc vào tường của Swarm phía bên này. Hero bắt lại anh ta sử dụng chiêu cuối rồi sau đó bỏ chạy vào tốc biến Hatmet, anh ta đang bị dính hợp chất liên lại sau khi ta sử dụng tốc biến của bản thân mình, một khá thành công. Hatmet đã hit run nhưng không thành công, Artemis quay trở lại bắn trả, tốc độ bắn là quá nhiều đến từ Artemis và ta liên tục tấn công đến một kill cho ta Artemis, tuyệt vời cho Team Whale và cả Team Secret. Một tình huống cố gắng tạo đột biến đến từ Hatmet khi mà ta tấp biến lên nhưng vẫn dính hợp chất điên loạn ở pha từ đâu rồi. Và từ đó thì anh ta phải nằm xuống, và hơn nữa khả năng bắn của Artemis đang giúp cho các thành viên của Team Will ít nhất họ phòng thủ được con Baron ở trong tình huống này. Optimus một tình huống mà anh ta đẩy lẻ ở đường trên nhưng bị bắt lại một pha xoáy cực kỳ tuyệt vời trên cái đường mặt đất dậy sóng. Và hơn nữa Sparta chúng ta chưa thấy được tác dụng của Aatrox. Aatrox ở trong ván thi đấu này quá yếu đi. Rất may vẫn còn đó Artemis, và bây giờ thế trận vẫn sẽ thuộc về TS một chút xíu, nhưng vẫn sẽ là cơ hội còn để bỏ ngỏ dành cho Team Will. Và vừa rồi thật ra tôi cũng đang đặt dấu cho mọi khá to và tới bớt, tại vì anh ta dịch chuyển một cái bụi cỏ và anh ta muốn có một tình huống, một là đẩy đường, hai là mở giao tranh, nhưng nó không có bất cứ một quyết định nào đúng của Optimus cả. Cuối cùng ta đã phải trả giá bằng chính bản thân của mình, bằng chính màn hạ gục của mình. Chúng ta xem phát nở Optimus dịch chuyển rồi sau bắt đầu di chuyển, là khi mà anh ta nhận ra vấn đề anh ta sử dụng mặt đất chạy sống. Nhưng đáng tiếc Ares thi đấu quá xuất sắc và thật sự ứng cử viên quá nặng ký cho Rookie of the season. Tôi nghĩ rằng đó là một tình huống Optimus có ý đồ mà thôi. Nhưng mà Team Secret họ di chuyển nhau quá hay. Họ có 3 thành viên luôn luôn kẹp nhau. Còn Hero bên này anh ta cũng muốn làm một điều rất đột biến nhưng không được. Việc anh ta phải nằm xuống đã khiến cho... Không, anh ta chưa nằm xuống nhịp này. Nhưng cái nhịp mà Hatmet muốn làm một điều rất đột biến thì anh ta bị dính vào chiếc điện loạt quá đẹp của BE, và nó cũng trúng luôn cả 4 thành viên tuyến sau của bên phía Team Secret nữa. Và đây là cái nhịp mà Killer Queen che chắn tốt. Artemis anh ta bắn cực kỳ ác với cái cứu cánh trên người và cộng thêm nhịp độ đã full số nữa thì sẽ là tầm bắn cực kỳ dài để nuôi lại hy vọng dành cho Team Wales. Như vậy là Team Wales bây giờ họ sẽ cần phải đánh quanh con rồng tiếp theo, sẽ là linh hồn rồng, sẽ là cơ hội để giúp cho họ có thể nuôi hy vọng để giúp cho cặp thi đấu này bước sang ván thi đấu thứ 3. Chúng ta có thể sẽ có thể thức solo showdown, thể thức 1v1 showdown. Còn bây giờ thì TS, bây họ muốn làm gì? Họ đang muốn để cho TF để bên cánh. Optimus đang muốn nhắm tới con bài TF này.
nhưng có vẻ như là anh ta đã hết sự kiên trì, quyết định hủy biến về. Oriana trong tay đường dưới đã tới và Ahmed đã bị kẹt lại, có ám sau đội hỗ trợ cho Ahmed. Anh ta vẫn đang liên tục có những đúng phi thân sử dụng lời thơm rất hay, liệu là đáp trả được, đáp trả được và sẽ là hai sát cho Ares. Optimus bây giờ sử dụng phi tạch tới sáng hôm sau cũng không có kết quả tốt cho Optimus nữa. Ares anh ta đang né những cú quăng địa chấn và né được tâm tạm rất ổn, vô cùng mơ. Phía bên này Hero lóc xoay đang nhắm người Atomic. Atomic không bị dính W, cắm con mắt nhưng Taki Wheel rồi không trúng người Atomic. Atomic đang phải bỏ chạy, Suhao đang di chuyển tới và cơ hội tấn công đến từ bên phía Team Secret đang rất là bị hạn chế bởi vì Hero đã không còn chiêu cuối nữa. Một tình huống tự chung lại là một đuổi một mà thôi. Một cả hai bên đều mất những người chơi đường trên của mình, một cái nỗ lực tẩu thoát rất tốt đến Totus. Còn cái giao vạc khu vực giao tranh còn lại thì Killer Queen vẫn đang che chắn cực kỳ tốt. Cùng với đó là sự hỗ trợ BE nữa, rất nhiều chiêu cuối. Chính xác hơn là tất cả chiêu cuối của Team Will đã mất đi rồi, tương tự là Team Secret. Để xem bên phía của Secret họ có muốn nhắm ra Baron không, tôi đã thấy như cú binh. Ăn Baron rất nhanh, ăn Baron rất nhanh, Suhao đang tới và đang liên tục cơ hội để cho bên phía Team Well có được con Baron. Liệu đây không, đây đã có Baron nhưng Killer Queen đang bị kẹt bởi cái W đến từ Taki. Và Team Well đang tiếp tục ít nhất là gỡ được một vài thế trận mà trước đó thì phải tạo ra. Một tình huống côn cực kỳ hay bởi Team Well họ biết rằng thời gian tiến ra khu Baron của đối phương nó rơi vào ít nhất tầm khoảng 10 giây. Và 10 giây đó thì thời gian là con Baron gần nằm xuống rồi. Còn đây sẽ là tình huống mà Team Well họ cố gắng bắt lẻ người Hatsby để giúp cho Spada. Anh ta gỡ giải được thế đẩy lẻ này. Nhưng một pha xoáy hai người kết hợp với hai ám sao dọi nó khiến cho TS họ có một pha lật kèo. Nhưng hơi đáng tiếc là Optimus anh ta vẫn còn tập biến để lùi về ở pha thi đấu này. Và chỉ là một đổi một mà thôi. Và sau đó là một pha côn chuẩn xác của Team Will để họ nhắm tới là con Baron này. Với cái thời gian họ tham mình quá chuẩn, đối phương tiến ra khu Baron. Đến mến bắt lẽ đường trên Optimus. Optimus đường trên số 3 ơi. Và Optimus bị bắt lại. Optimus đang bị tấn công. Optimus nằm xuống mà hạ gục dành cho cú uy đức của Ares. Rất hay, một tình huống tuyệt vời. Phía bên này đã bị bắt và cái chiêu cuối của Queen được có thể bắt bớ được Suhao. Suhao đã bị giữ chân lại. Spada đang sẵn sàng cho cú bổ, người ta sử dụng kỹ năng E của mình. Atomic bị dính thủy lô tầm nhìn, Hero lựa góc được để tấn công nhưng cơ hội không còn nhiều do móc vào tường. Spada tiếp tục đánh hit cuối cùng, người ta dứt điểm được Suhao. Dịch chuyển đến từ Orianna trong tay qua Ares để tạo ra một pha combo. Queen đang cản Hero lại đánh phạt thông nổ và anh ta lùi về với khu vực hang rồng. Nhưng góc đánh hắc ám sau rồi buông ra, thấy được lượng máu của rồng bị mất và Killer Queen đang bị cấu đĩa vô cùng gay gắt. Taki đang tận dụng tốt những sắc mà mình lượm hồn từ nãy đến giờ. Ares lên sớm âm, lốc xoáy được buông ra, Tommy lên lốc xoáy rất đẹp, lên sớm âm bay ra cũng rất đẹp và Artemis đã phải nằm. Bia đang được chọn mặc dù bắt tay nhưng ta không thể thoát được. Killer Queen bắn liên tục đến từ Taki. Taki bắn hit một, hit hai, hit ba, con gấu này làm sao chạy đây. Taki tới và không còn gọi cho Killer Queen đang đi bộ nhưng rất đáng tiếc đã bị trụi hết lồng. Và Team Secret thắng trong trận vừa rồi. Một nỗ lực để ăn con rồng cuối cùng không thành công đến từ Team Wales. Họ đã hơi tham vọng trong cái nhịp đó. Họ nghĩ rằng Suhao không còn thì sẽ khiến cho cái khả năng tấn công của Team Secret bị hạn chế. Nhưng không, Hero vẫn còn giữ được rất nhiều lượng máu và cộng thêm cái dịch chuyển chí mạng đến từ Hero và đã bật chiêu cuối lên. Được không? Tôi nghĩ không được đâu. Rồi xong rồi, bổ một không trúng, bổ hai ác chưa kịp, bổ ba và lấy được tóc biến. Nhưng sau tóc biến đó liệu Spada có thể thở được? Spada vẫn thở được, nhá thêm icon và lùi về. Như vậy ý đồ đến từ Hatsmet đó là anh ta dùng bài xanh reset đòn đánh chứ không phải là bài vàng. Rất đáng tiếc và như vậy Spada anh ta sẽ lùi về được. Hero đang tới và màn hạ gục cho Hero. Và chúng ta thấy một điểm là Hero anh ta có quá nhiều sát thương, đặc biệt là tình huống tấn công ở khu vực hàng rồng. Chính Hero là người tạo ra một cái đột biến với tình huống lốc xoáy gây vô vàn sát thương vào đối phương, trăng máu đặc biệt là Bie cùng với cả Artemis. Và từ đó thì Taki ở bên ngoài chỉ gây một chút sát thương thôi là cũng đã đủ để có thể khiến cho đối phương. Đây chúng ta sẽ cùng xem này, quá nhiều sát thương bởi Hero kết hợp với cả cái chiêu cuối của Ares nữa và có một mạng sát đao dành cho Hero. Và từ đó thì Bie cùng với cả Killer Queen cũng cực kỳ khó để có thể lùi về ở pha thi đấu này. Và sau đó sẽ là rồng dành cho TS. TS họ deny bù lại Baron của đối phương thành công. Và hơn nữa họ khiến cho cái linh hồn rồng chưa thuộc về Team Will. Và đây là thời điểm mà TS họ đang vượt trội sức mạnh so với cả Team Will. Móc theo cái hướng R của Killer Queen và lô thần giáng thế giúp cho Killer Queen vui được, lùi về được trong tình huống vừa rồi. Nhưng Team Secret họ đang rất hài lòng với gì họ đang có. Họ mất trước đó khá nhiều nhưng bây giờ họ đáp trả lại và nắm cái tiền là khoảng tiền cách biệt. Cái nhịp đẩy lẻ của Hatchmet nãy giờ vẫn đang duy trì ở cường độ cao và nó khiến cho Team Will luôn luôn phải có một người để phòng ngự ở khu vực đó. Còn những thành viên còn lại, chúng ta thấy rằng cái ngưỡng sức mạnh đã đến rồi. Khi mà Rex cực kỳ xanh, anh ta đang chuẩn bị hướng tới mũ phù thủy Rabadon. Nó sẽ là một ngưỡng bùng nổ sức mạnh khi mà kết hợp cùng với cả Hero trong những tường lúc xoáy nữa. Bây giờ Artemis không có tốc biến, anh ta sẽ rất dễ phải nằm xuống trong những cái nhịp giao tranh như vừa rồi. Một thế trận bây giờ đang là rất khó dành cho bên phía của Team Wales. Ares 4 trang bị và chắc chắn là những cú lệnh sóng âm của Ares bây giờ là những cú lệnh sóng âm và nó là chết chóc mà không hề cho đối thủ bất cứ một cơ hội nào để có thể sống cả. Và chưa kể đến phía bên kia chi tiến ngoại trừ Killer Queen ra, mà thật ra Killer Queen cũng chỉ mới có một món thôi, tôi cảm giác là nó đủ để có thể gọi là kháng phép mà thôi. Còn lại thì ai cũng mỏng. Điều này sẽ giúp cho những tình huống lệnh sóng âm của Ares nó đã mạnh nay càng mạnh hơn.
Rồi Artemis sẽ là người cố gắng hết sức để có thể giúp cho Team Will có thể nuôi hy vọng bước tới ván thi đấu thứ 3. Nhưng rõ ràng nhìn đi nhìn lại, chúng ta thấy một điểm là đội hình của TS đang quá nhiều đồ ở thời điểm này. Hazmat đã 4 mon lớn, trong khi đó thì Apex cũng đã có 4 mon lớn rồi. Bây giờ Spada là người bị bắt lại. Thủy lô tầm nhiệt, bài vàng được chọn sẵn. Thôi rồi, an bài cho Spada rồi. Bị dính cả W của Taki nữa thì làm sao chạy. Legendary 813. Một cặp trận đấu playoff và Red mới nằm xuống một lần. Và anh ta luôn là người pick trước so với đối phương. Killer Queen sử dụng kỹ năng của mình, định mệnh đã được bật lên. Ý định là đánh, dịch chuyển ra khu vực giữa, bị dính cả sợi xích, bị dính bắt tay mọi thứ cho mọi người. Ôi, Killer Queen nhảy không qua tường. Phía bên này Hackman đã bị kẹt lại, anh ta đã phải nằm rồi. Mặt lên sóng địch bung ra, Hero hình như là anh ta đã thoát đi được cú bốc. Và ngay lập tức lấy được tâm lý của Killer Queen. Rất hay, một tình huống mà Team Sweet cố gắng tấn công nhịp hại khi mà Team Will đang ở trong thế thua người. Nhưng Hazmat đã quá tự tin với cái lượng sát thương anh ta cầm trên người của mình. Và bên phía bên kia thì BE của Artemis bảo kê nhau rất tốt để có thể hạ gục được anh chàng này và khiến cho cái nhịp tấn công của team Secret phải chậm lại một chút xíu. Họ sẽ cần phải đợi tới khi con Baron xuất hiện trong khoảng 1 phút nữa. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một pha tranh then chốt của ván đấu. Đúng là như vậy. Và cái vị trí đứng, vị trí đáp của Hazmat ở pha thi đấu rồi nó cũng là rất xấu nữa. Nó đứng cách xa hoàn toàn so với các thành viên còn lại của TS. Và từ đó thì Hazmat anh ta bị chớp lấy cái nhịp bởi Artemis. Nhưng bây giờ thì sao? Con Baron này sẽ là con Baron cực kỳ quan trọng với Team Will. Có thể họ sẽ cần phải đẩy nhanh tốc độ quanh con Baron này. Nhưng bây giờ hai người trên rừng thì Hero cấp độ 16 so với cấp độ 14 đến từ Killer Queen. Quá khó rồi. Anh ta bị cướp rừng liên tục. Chúng ta nhìn vào cái chỉ số lính là rõ nhất á. 243 dành cho Hero, rồi đó phía bên kia chỉ là 156 dành cho Killer Queen. Cái này cũng không trách Killer Queen được một phần, người ta phải nhường tài nguyên nữa. Anh ta đánh một vị tướng mà với việc cầm cái lợi thế hiệp sĩ là biết là nhường đồng đội tài nguyên rồi. Thì việc bạn bị thọt cấp như thế này đều dễ hiểu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là những người được nhường màn đến từ bên phía, những người được nhường tài nguyên đến từ Quell hiện tại vẫn chưa góc chơi đẹp. Artemis từ nãy giờ liên tục bắt, rồi sau đó là Optimus cũng đang liên tục bắt 0-3 dịch cho Optimus rồi. Một ván thi đấu đang không hề đẹp về mặt KDA đến từ người chơi địa điểm của Team Well. Còn ngược lại Team Secret, đây là thời điểm họ trả cả lãi lẫn lời. Mọi thứ đều đang dồn vào người của một cú móc và ngay vào người Killer Queen. Killer Queen đang phải nằm, thậm chí là đang được bật. Hero phía bên này nhắm Optimus, bắt tay đã được đẩy Hero ra, tóc biến lên, thủy lôi tầm nhìn vào người Artemis. Và Hackman đang cầm sẵn ba vàng quăng thẳng vào người của Artemis. Artemis sẽ phải nằm xuống bên này. Artemis trở thành huyền thoại. Artemis co cứu cánh nhưng cánh nào không cứu nổi đã gãy. Và VE bị gõ liên tục. Hero tóc biến tấn công người Optimus, Optimus quăng đi chân, tóc biến được đã bỏ chạy. Hackman dứt điểm được VE. Và ván thi đấu này dành cho Team Secret. Mặt đất dậy sóng bung ra, Hackman tới, định mệnh đã được bật thì làm sao đây? Định mệnh đã an bài rồi, xin Optimus hãy hiểu cho. Và chắc chắn sẽ là lệnh sóng âm giúp cho Hackman có được mạng gục. Kết thúc ván thi đấu, Team Secret 2-0. Rất khó dành cho bên phía của Team Well khi mà chỉ có một mình Artemis là người có sát thương mà thôi. Một ván thi đấu mà Optimus bị chăm sóc, Spada bị chăm sóc, không còn sát thương nào dành cho bên phía Team Well cả. Và pha tranh không cần tới con Baron, Team Secret đã có được chiến thắng 2-0 cực kỳ tuyệt vời. Lần này thì Hazmat đã cẩn thận hơn trong tình huống mà anh ta giữ vị trí đứng xa ném bài với Damadin Thành. Và từ đó thì các thành viên của Team Secret họ có tiền đề để lao tới với những hiệu ứng khống chế của mình. Và chiến thắng 2-0 là hoàn toàn xứng đáng dành cho TS. Họ đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ của mình trong giai đoạn cấm vào chọn. Họ thi triển đội hình của mình gần như là không có bất cứ một cái vết xước nào trong cả hai ván thi đấu. Và chiến thắng của họ áp đảo so với cả Team Will là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng. Họ sẽ đối đầu với Viking Sport ở trận bốn năm tiếp theo trong nhanh thắng. Tôi đang rất mong chờ những sự lựa cấm và chọn, những tình huống macro đến từ cả hai đội. Bởi vì cả hai đều đang có được những tình huống xử lý rất tốt. Họ tận dụng tốt được chất tướng, họ tận dụng tốt được ban bích. Chưa kể đến, họ biết cách snowball với gì đó một cách rất mượt mà. Chúng thấy rõ ràng Team Secret ở trong ván thi đấu này, họ biết cách làm sao để có thể gây khó dễ. Họ trong một đội hình không cần phải có chống chịu làm gì cả. Cái họ cần là những combo, cái họ cần là khả năng đẩy lẻ và họ phối hợp với nhau rất tốt. Hazmat vẫn là vị tướng mà ta đang tạo ra rất nhiều sự ảnh hưởng. Crystal Fire không chỉ trong vòng vải mà bây giờ vào trong cặp trận đấu playoff này, Crystal Fire trong tay của Hazmat nó vẫn quá uy tín đi. Đánh quá kỳ khủng đến từ tất cả thành viên của Team Secret. Chúng ta thấy rằng là Hero thích nghi nhanh như thế nào với khu vực rừng. Anh ta gặp một số vấn đề trong ngày hôm qua. Như sáng ngày hôm nay chúng ta không thấy bất cứ một sai lầm nào đến từ anh chàng này, không có sự vội vã, không có sự gọi là bị thiếu chính xác gì cả, hoàn toàn chuẩn xác với những tình huống xử lý kỹ năng của mình. Ván 1 là Vi, ván 2 là Wukong cực kỳ tuyệt vời phối hợp với Hazmat. Và rõ ràng rồi, những cái sự thay đổi tôi chưa thấy nó ảnh hưởng quá nhiều tới Team Secret. Đúng là như vậy. Tuy nhiên nhìn về Team Will, có lẽ rằng họ thì đấu hôm nay cũng không thực sự là tốt, họ cũng không đạt ở phong độ tối đa. Và đặc biệt là Spada, một người chơi mà vốn dĩ anh chàng này nổi tiếng với khả năng điềm tĩnh, độ lầm lì, và nhưng anh ta lại
nóng vội trong cả hai ván thi đấu, và từ đó thì anh ta gặp quá nhiều bất lợi ở trong một kèo đấu mà đối phương là những vị tướng đầy lẻ. Anh ta chỉ cần giữ một cái lane tốt thôi là mọi thứ nó dễ dàng hơn rồi. Nhưng thôi, vẫn còn cơ hội dành cho Team Will ở nhánh thua. Họ sẽ đụng độ với cả Gap Esports ở trong ngày mai, và đấy là cơ hội cuối cùng của họ cùng với cả Gap Esports nữa. Đúng là như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với màn phỏng vấn để xem Team Secret họ sẽ trả lời gì ở trong ngày thi đấu này. Xin cảm ơn ba bình luận chúng ta, và bên cạnh tôi đây hiện tại đang là Taki, người chơi xạ thủ của Team Secret. Xin chúc mừng Taki và xin chào Taki. Em cảm ơn. Dạ em xin chào anh Minh Hảo và xin chào các bạn đang theo dõi sóng truyền hình trực tiếp. Mình là Taki, người chơi support của Team Secret. Có thể đổi thành người chơi xạ thủ của Team Secret được không? Người chơi xạ thủ. Thì trước hết muốn bạn chia sẻ một chút là cái cảm xúc của bạn hiện tại là như thế nào sau khi chiến thắng với một cái vai trò mới hoàn toàn. Thật ra từ đầu lúc mà em chơi game thì em rất là thích chơi xạ thủ. Nhưng mà số phận nào đó đã đưa em đi support, và giờ đây em lại được debut tại VCS một vị trí xạ thủ. Em cảm thấy khi mà đánh xạ thủ chiến thắng rất là thích. Và nó cũng có được rất là nhiều cái hào quang nhìn cho bạn. Và ở cái ván 2 bạn cũng đã có pha xử lý rất là hay với Senna. Thì sau đó là bên phía Team Well đã có những cái tình huống gần như là cắm trại hoàn toàn khu vực đường dưới. Vậy thì thời điểm đó thì ai sẽ là người đưa ra những quyết định chiến thuật dành cho Team Secret? Thời điểm đó thì bọn em đã mắc lỗi khá là nghiêm trọng, nên để cho việc giao tiếp với nhau bọn em khá là mắc lỗi. Nên lúc đó bọn em đã mất khá nhiều lợi thế, và bọn em đã nói với nhau là cứ bình tĩnh, và bọn em biết được chắc tướng của đội hình mình như thế nào và sẽ dễ chơi thế nào sau khi mà bọn em giữ được bình tĩnh. Một cái ý mà anh muốn hỏi đó là tại vì thông thường thì sau ván đấu Su Hào sẽ là người đưa ra những cái phân tích chiến thuật. Yeah. Vậy thì ở thời điểm đó khi mà Su Hào có mặt trong đội hình thì có phải Su Hào là người đưa ra những quyết định đó không? Hay là một người chơi hỗ trợ đã từng là hỗ trợ như em đưa ra? Dạ em nghĩ là em và Arek. Vậy thì sau ván đấu lên thì Su Hào sẽ là người đứng ở vị trí nào? Sẽ là người đứng ở vị trí ngồi nghe hay là sẽ là người ngồi nói? Em nghĩ anh Su Hào sẽ ngồi nghe em nói. Bạn nói là bạn muốn debut ở vị trí xạ thủ. Vậy thì vào ngày mai bạn sẽ được đối đầu với một người bạn đã từng đánh cặp ở vị trí xạ thủ. Vậy thì bạn có cảm giác như thế nào khi ngày mai Shogun sẽ đối đầu với Taki ở vai trò xạ thủ? Em có một thời gian thi đấu chung với Shogun rất là lâu, nhưng giờ thì em đã thi đấu với Đi. Và em tự tin rằng ngoài đi ra thì em cần hết mọi xạ thủ OBC được. Như vậy là cũng một cái lời thách thức nhất định dành cho bên phía của Viking vào ngày mai. Vậy còn đối đầu với lại cả Shogun và cả Serp thì sao? Có một cái chút e dè nào hay không? Hay là vẫn tự tin là Team Secret sẽ có khả năng giành chiến thắng? Em rất là tự tin và chắc chắn là bọn em sẽ thắng. Và xin chúc may mắn vào ngày mai cho Team Secret, và xin chúc mừng chiến thắng ngày hôm nay Team Secret trước Team Well. Còn bây giờ thì các bạn trở về phòng thích. Vâng, cảm ơn Taki cùng với MC Minh Hảo rất nhiều về phần phỏng vấn vừa rồi. Và chúng ta có thể thấy được là dù team mới với Killer Queen ngày hôm qua đánh có nuột như thế nào thì sức mạnh của TS vẫn đang thực sự quá là tuyệt đối. Tôi cảm giác là sau cái ngày thi đấu hôm qua thì đội hình của Team Secret họ đã vào nguồn hơn, họ đã vào firm hơn, họ đã là tạo ra được một cái môi trường thích nghi tốt hơn dành cho Taki, dành cho Su Hào và đặc biệt là dành cho Hero, khi mà cái tác động của những người chơi này vào cái ván đấu đã ảnh hưởng ở trong khoảng thời gian ban đầu rất là rõ rệt dành cho bên phía của Team Secret. Nhưng chúng ta phải nhắc đến một nhân tố, đó chính là Ares, người đã tạo ra được cái sự khác biệt ở trong cái ván đấu vừa rồi, khi con Orianna của anh ta thật sự đã có được những cái tình huống xử lý ở trong khoảng thời gian giữa ván đấu rất là tốt với những tình huống xoáy vô cùng chất lượng. Anh ta thường xuyên là người chủ động mở giao tranh và cũng là người xuất hiện để cứu người đồng đội của mình ở những pha phản công. Nếu mà tính 15 phút đầu tiên, chúng ta nhìn thấy Hasmet đánh rất là ấn tượng ở đường trên. Nhưng càng về sau thì Ares càng lên được tiếng nói của mình khi mà anh ta có được lượng đồ cho Orianna. Một lượng sát thương đem lại cái khả năng chọn vị trí để xoáy. Mặc dù cũng có những tình huống xoáy một người mà thôi, cũng không đem lại quá nhiều hiệu quả. Nhưng Ares biết cái lượng sát thương mình có thể gây ra trong giao tranh là như thế nào. Và có một điểm thú vị ở trong ván đấu vừa rồi, tôi thấy đội hình của Team Secret có một cách chia người khá là buồn cười. Đấy là Hero sẽ đi lẻ một cánh, còn bốn người còn lại đi lẻ cánh còn lại. Thường chúng ta chỉ thấy cái điều đấy ở những cái người đi đường trên thôi, sẽ là người đi lẻ sang một cánh. Trong khi đó ở ván đấu vừa rồi thì là Hasmet đi cùng với ba người còn lại. Đó là hình 4-1, nhưng mà hồi nãy có nhiều pha là hình 1-3-1 với hai cánh đẩy lẻ, đó chính là Hasmet cùng với Hero. Cái top mạnh nhất là một cái top hai người. Và khi mà bên phía của Team Secret đã tận dụng quá hai người tốt, đúng,
đội hình của Team Secret rõ ràng là Hero và Hermes đều là hai người đi đường đơn ở trong khoảng thời gian về sau bán đấu để giúp cho họ dễ dàng gọi là kiểm soát được bán đấu tốt hơn. Khi mà Hermes đi lẻ thì anh ta sẽ cố gắng tạo ra đột biến nhiều nhất dành cho đội hình của mình, và bốn người còn lại sẽ tạo ra những cái tình huống là vây bắt ngược trở lại. Còn đây là những cái highlight ban đầu. Đầu tiên á, lợi thế dành cho Teamwell không phải là không có. Họ có được những cái tình huống tấn công để có thể dồn được một cái lượng tài nguyên rất là lớn dành cho Artemis. Và đây là một pha xử lý mà cái cú lắc đầu của Artemis nó cứ như là một cái cú lắc đầu để tạo ra pha làm bàn đến từ một siêu sao bóng đá vậy. Khi mà anh ta lắc đầu để né khỏi tình huống kéo và giúp cho bên phía của Teamwell lợi thế hoàn toàn trong pha giao tranh này. Đây là một pha thi đấu mà chúng ta nhìn thấy là Optimus cũng di chuyển và sử dụng cái bộ kỹ năng của mình cực kỳ chính xác, nó khiến cho Ares đã phải lên bảng điểm số. Và đấy hình như là điểm lần duy nhất trong ván đấu vừa rồi Ares phải lên bảng điểm số. Sau đó anh ta không nằm xuống thêm một lần nào nữa. Chúng ta có thể nhìn thấy được rõ ràng là Teamwell đánh giai đoạn đầu ván đấu vẫn cực kỳ tốt với một con Varus cực kỳ xanh. Nhưng để rồi sau đó cái khả năng macro của Team Secret, khi mà họ đánh với nhau lâu, họ gắn bó với nhau nhiều, họ hiểu nhau hơn, họ kêu gọi di chuyển tốt hơn hẳn so với những gì mà Team Wales có thể. Đây là một pha thi đấu như vậy, khi mà không có tầm nhìn ở khu vực hang Baron, Optimus buộc phải dịch chuyển để có thể lấy tầm nhìn và có thể tạo thành một pha kẹp thịt cho thành viên bên phía của Team Wales. Nhưng vấn đề là đối phương đã lùi về bắt anh ta trước, nên sau đó nếu mà Team Secret không đâm vào tấn công Killer Queen, có lẽ là họ đã lời hơn rất nhiều rồi. Và thực ra chúng ta nhìn thấy được là một trong những sự khó chịu nhất để TS có những khả năng bước macro như vậy, để ép đội hình đối phương phải dùng một mục tiêu lớn mà không thể phòng ngừa được, đó chính là Hasmet. Với con TF đẩy một cánh nó cực kỳ khó chịu. Nếu như đội hình của Team Well mà chia người ra để một cánh đẩy với Hasmet, đẩy không lại, Hasmet vẫn lấy được nhà. Mà nếu như không đánh như vậy á, không dùng 5 người thì không ép được Hasmet, không ép được cho Team Secret phải vào một pha đánh thiếu người. Nhưng mà cứ vào như vậy TS lại lùi, TS lùi được thì phía còn lại mất công trình. Và cứ thế TS cứ bóp nghẹt Team Well dần dần. Chúng ta có cái khoảng giai đoạn mà bên phía của Team Secret, mặc dù là họ mất đi một hai con rồng, họ mất đi một vài mạng hàng gục, nhưng họ có được những công trình và giúp cho họ vượt lên về tiền so với lại Team Well. Còn đây, đây lại tiếp tục là một pha mà cứ ngỡ rằng đội hình của Team Secret đang gặp bất lợi ở trong nhịp giao tranh đầu tiên, nơi mà họ đã cử hai người lên khu vực ở trên để có thể bắt các thành viên của đối phương. Nhưng sau đó là wombo combo từ đội hình của Team Secret với một cái xoáy lên sóng âm, với cái lốc xoáy của công và hợp chất điên loạn, nó không mang lại quá nhiều giá trị từ bên phía của BE, đã khiến cho đội hình của Team Well thất bại hoàn toàn. Cái việc mà lấy được nhiều công trình ấy, nó giúp cho một vị tướng cần đồ như là con Wukong có được đồ sớm. Và khi mà Wukong có 3 đồ rồi thì đấy là cơn ác mộng cho bất kỳ một vị tướng xạ thủ nào. Trong pha thi đấu vừa rồi các bạn có thể nhìn thấy là Artemis gần như là không kịp làm gì cả. Anh ta dính nhịp 1 của cái lốc xoáy của Wukong. Mặc dù anh ta không dính xoáy của Ares nhé, nhưng anh ta chỉ ăn thêm một cái gậy ngàn cân của Wukong thôi là đi luôn, chứ không kịp làm gì trong những tình huống giao tranh cả. Bạn để một con Wukong 3 đồ tiếp cận thì gần như là không có cửa để chơi game ván thi đấu vừa rồi. Một đội hình kết hợp rất là tốt của Team Wales của Team Secret đã đem về chiến thắng 2-0 dành cho họ. Và với kết quả hôm nay chúng ta cũng đã xác định được những cái tên sẽ đối đầu với nhau rồi. Khi mà Team Secret sẽ phải đối đầu với Viking Esports, hai đội mà có huấn luyện viên đi xuống support, thì bây giờ sẽ so kè với nhau. Và kịch bản chúng ta vô cùng mong chờ đó là Optimus đối đầu với Levi. Đúng, cặp đấu ở nhánh thua cũng là một cặp đấu nó rất hấp dẫn về cái tính cạnh tranh và thậm chí là về mặt truyền thông, khi mà Levi sẽ đối đầu với Optimus, rồi chưa kể đó là Gam đối đầu với Team Well. Đây là hai đội tuyển được xem là kỳ phục địch thủ với nhau ở trong khoảng thời gian gần đây của VZ, cho nên đây cũng là một cặp đối đầu rất là đáng coi. Chưa kể đó, cái tính chất nó còn căng thẳng hơn khi đội nào thất bại trong cuộc đối đầu đó sẽ phải là dừng chân ở tại playoff. Vấn đề nữa là khi mà bạn để thua trong cặp đấu ngày hôm nay rồi, ngày mai bạn sẽ phải đánh lúc 1 giờ chiều. Đấy là một cái giờ thi đấu khá là sớm, mà Gam thì sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Đấy là một cái bất lợi mà Team Wales sẽ phải gặp phải trong tình huống như thế này. Và chúng ta có thể thấy được rằng Team Wales có lẽ sẽ phải ngay lập tức về và cuối cùng là phân tích lại và nghĩ ra những cái đối sách để đối đầu với một Gam. Một Gam đang tổn thương và chắc chắn là đang có được sự chuẩn bị nhiều hơn. Có nghĩa là ngày mai sẽ diễn ra tới hai cặp BO5 và mức độ nghiêm trọng của ngày mai nó sẽ căng thẳng hơn nhiều. Tại vì nếu như... Tôi nghĩ là nên dùng mức độ căng thẳng với mức độ nghiêm trọng. Không, nghiêm trọng đó nè, tại vì anh thua ngày mai là coi như xong á. Ở ngày mai sẽ không còn cơ hội cho một đội nào có thể thua nữa. Ngoài cái cặp nhánh thắng ra thì nhánh thua, đây là thập tử nhất sinh rồi. Và đó chắc chắn sẽ là một cái ngày thi đấu nó vô cùng căng thẳng giữa
các đội tuyển khi mà đối đầu với nhau ở ngày mai? Tại vì tôi nghĩ là cái tính căng thẳng ở trong cái nhánh thắng đó, nó vẫn sẽ có. Khi mà bạn có được một cái tấm vé để bước thẳng vào chung kết là một cái lợi thế rất lớn. Còn khi mà bạn đang có được một cái đà thắng mà bạn nhờ một cái thất bại ở trong một cặp BO5, nó sẽ khiến cho cái tâm lý của bạn đi xuống rất là nhiều. Mà cái cặp BO5 của chúng ta ấy, thì cái thể thức showdown nó sẽ là diễn ra ở trước ván đấu thứ 5. Nếu hai đội hòa nhau với tỷ số là 2 đều thì ở trước ván đấu thứ 5 sẽ có 1-1 showdown, cũng giống như là chúng ta đang hòa 1 đều ở cặp đấu BO3 vậy. Và cái việc là diễn ra đến hai cặp BO5 nó sẽ khiến ngày thi đấu của ngày mai có thể sẽ rất nhanh hoặc có thể sẽ là rất dài. Và thậm chí đó sẽ là những cái bữa tiệc về mặt kỹ năng, về mặt cảm xúc dành cho tất cả các bạn fan hâm mộ khi mà chúng ta đều được chứng kiến tất cả đội tuyển chúng ta yêu và những thần tượng chúng ta mến mộ sẽ ra sân vào ngày mai. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi ngày thi đấu hôm nay. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào ngày tiếp theo.